Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 120. Bái sư, Tiêu Phàm bọn họ toàn bộ đều lộ ra cổ quái, nhất đã từng còn muốn thu hắn Tiêu Phàm làm đệ tử đây, chỉ là bị Tiêu Phàm cự tuyệt mà thôi. Hiện tại nhất sốt cuộc lại muốn cho Cổ Nhược Trần bái hắn vi sư, đám người ngược lại là hiếu kỳ, Cổ Nhược Trần sẽ như thế nào lựa chọn. Tất cả mọi người ánh mắt đều không hẹn mà cùng rơi vào Cổ Nhược Trần trên người, Cổ Nhược Trần lại là khẽ cười một tiếng, căn bản không có phản ứng nhất. Bộ dáng kia, liền tựa như lười nhác cùng hắn nói chuyện một dạng. Nhất sắc mặt tái nhợt vô cùng, lần trước bị Tiêu Phàm cự tuyệt cũng liền bình thường, lần này, bản thân dĩ nhiên trực tiếp bị không để ý tới. Tiểu tử, người cũng đừng không biết tốt xấu. Nhất hừ lạnh một tiếng, một cái Tiêu Phàm đã để hắn vô cùng khó chịu, mấu chốt bây giờ còn vân vê không được Tiêu Phàm. Có thể Cổ Nhược Trần là thứ gì, có tư cách gì có thể không nhìn hắn. Không biết tốt xấu, Cổ Nhược Trần thần sắc vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh, chỉ là con mắt lộ ra mấy phần lăng lệ, chỉ bị hắn đánh bay. Tử bào trưởng lão Lục Đào Nhiên nói, ngươi nếu cùng ta đồng giai, ngươi là đối thủ của hắn sao? Nhất trong lúc nhất thời không biết nói gì, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, hắn liếc mắt liền nhìn ra Cổ Nhược Trần tu vi, chỉ là cổ thần cảnh trung kỳ mà thôi. Cổ thần cảnh trung kỳ dễ dàng như thế đánh bay Lục Đào Nhiên, cho dù hắn cũng không có khả năng làm được, mà Cổ Nhược Trần lại làm được. Hắn cũng nháy mắt hiểu Cổ Nhược Trần ý tứ, ngươi ngay cả ta đều không bằng, còn muốn thu ta làm đồ đệ, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Đoàn người trên mặt cổ quái càng thịnh, rất nhiều người âm thầm oán thầm, cái này nhất ra mặt thật đúng là không phải bình thường dày, bản thân đều so ra kém người tuổi trẻ kia, còn muốn thu người tuổi trẻ kia làm đồ đệ. Cổ huynh, người cái này liền khinh thường Lục tiền bối, Lục tiền bối nếu cùng ngươi ta đồng giai, có thể chân đá phong hầu, quyền đánh thần vương. Tiêu Phàm đột nhiên khẽ mỉm cười nói. Chân đá phong hầu, quyền đánh thần vương. Đám người khóe miệng giật một cái này Tiêu Phàm thật đúng là không phải bình thường gan lớn, cũng dám ngay trước mặt nhiều người như vậy trào phúng nhất. Nhất tức giận nghiến răng nghiến lợi, lại là không thể làm gì, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Dư quang lại là quét Bạch Ma một cái. Đứng ở bên cạnh hắn mặt khác 4 người, nhìn thấy Tiêu Phàm cũng dám châm chọc nhất, trong lòng 10 phần khó chịu, bọn họ đều là phong hầu cường giả, há lại một cái tiểu bối có thể châm chọc. Tiểu tử, ngươi một chút quy củ đều không có, nhà ngươi đại nhân không dạy ngươi sao? Trong đó một cái chừng 50 tuổi nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, nhìn hằm hằm Tiêu Phàm nói. Cổ ngữ có nói, kính dạ yêu trẻ. Các ngươi không bảo vệ còn nhỏ, ta cần gì phải tôn trọng các ngươi đây? Tiêu Phàm nhìn thẳng cái kia nam tử trung niên nói. Hừ, ta xem các ngươi tới Thiên Võ Thần Sơn liền không an hảo tâm, Hủy Kiếm Đạo Thạch Bia cũng liền bình thường, còn dám xuất thủ trọng thương trưởng lão. Hiện tại, bản trưởng lão tuyên bố, hủy bỏ các ngươi khảo hạch tư cách. Nam tử trung niên thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ. Nếu như không phải bởi vì nơi này là Thiên Võ Thần Sơn, hắn đoán chừng cũng đã trực tiếp xuất thủ diệt mấy cái này tiểu bối. Lời này vừa nói ra, đoàn người một trận xôn xao, ai cũng không ngờ tới, Tiêu Phàm bọn họ vậy mà sẽ trực tiếp bị hủy bỏ tư cách. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Tiêu Phàm bọn họ quá khoa trương, cũng dám cùng Thiên Võ Thần Sơn Vương Hầu cường giả như thế nói chuyện, bị hủy bỏ tư cách đều là nhẹ. Bỏ lỡ cơ hội lần này, người chú định vẫn lạc bụi bặm. Phú Văn Tiên cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng thầm nói, một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Tiêu Phàm lại là không nhanh không chậm, thần sắc đạm mạc nhìn xem cái kia nam tử trung niên nói, ngươi là Thiên Võ Thần Sơn chi chủ sao? Không phải, nam tử trung niên không biết Tiêu Phàm là ý gì, bất quá vẫn là hồi đáp. Vậy là ngươi Thiên Vũ vực vực chủ? Tiêu Phàm lại hỏi. Không phải, bên trong nam tử lắc lắc đầu, thần sắc 10 phần bất thiện. Ngươi đã không phải Thiên Võ Thần Sơn chi chủ, cũng không phải Thiên Vũ vực vực chủ, vậy ngươi có tư cách gì hủy bỏ chúng ta tư cách? Ngươi tính thứ gì? Tiêu Phàm khinh thường nhìn xem nam tử trung niên nói. Ngươi tính thứ gì? Đoàn người một trận xôn xao, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này là ăn tim gấu gan báo sao, dám cùng nam tử trung niên như thế nói chuyện. Phải biết, cái này nam tử trung niên thế nhưng là chân truyền trưởng lão A, tên là Bách Lý Đao. Hơn nữa còn là một vị cường đại phong hầu cường giả, ở Thiên Võ Thần Sơn địa vị khá cao,
có thể hiện tại, lại bị một cái tiểu bối trách mắng. Rất nhiều người trong lúc nhất thời có chút tiếp thu không được, chẳng lẽ hiện tại tiểu bối đều như thế khoa trương sao? Hừ, tiểu tử, bản hầu nói cho ngươi, bản hầu tính thứ gì? Nam tử trung niên Bách Lý Đao gầm thét một tiếng, giống như là con sói đói nhào về phía Tiêu Phàm, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng. Thân làm phong hầu cường giả, tự nhiên có hắn tự ngạo, lại làm sao có thể nhường một cái cổ thần cảnh trung kỳ tiểu tử trào phúng mà thờ ơ. Ỷ mạnh hiếp yếu, ta xem như kiến thức thiên võ thần sơn bá đạo. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, quát lớn, tiểu bạch, làm cho ta hắn nha, chỉ cần bất tử, cái gì đều dễ nói. Hống, ghé vào Tiêu Phàm cách đó không xa bạch ma nghe vậy, gầm thét một tiếng, lách mình liền ngăn khuất Tiêu Phàm trước người, liên tục vung ra số chảo, đánh tan Bách Lý Đao trưởng lực. Bách Lý Đao bị đẩy lui mấy bước, sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm bạch ma nói, ngươi liền là trọng thương lục trưởng lão con chó này, còn có ngươi, ngươi là. Bách Lý Đao ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, nháy mắt đoán được Tiêu Phàm thân phận, hắn rốt cục biết rõ Tiêu Phàm tại sao như thế bá đạo. Có con chó này ở, hắn liền đứng ở thế bất bại. Phải biết, nhất đều bị con chó này bị thương nặng a, trừ phi thần vương cường giả xuất thủ, nếu không ai cũng không làm gì được Tiêu Phàm. Thế nhưng là, thần vương cường giả há lại sẽ thật đối cổ thần cảnh tu sĩ xuất thủ, nếu không mà nói, lần trước Lục Kinh Thiên pháp thân bị Tiêu Phàm chém giết, Lục Kinh Thiên đã sớm tìm Tiêu Phàm báo thù. Tiêu Phàm, người thực sự là phản thiên, dám ở thiên võ thần sơn đại náo. Nhất phẫn nộ quát. Đại náo, Tiêu Phàm khinh thường nhìn xem Nhất, chúng ta chỉ là đến tham gia khảo hạch mà thôi, ngươi nếu muốn công báo tư thù, ta Tiêu Phàm tiếp lấy chính là, không cần tìm những cái này viện cớ. Hừ, Nhất tức bể phổi, là các ngươi hủy kiếm đạo thạch bia. Công báo tư thù, hắn không phải là không có nghĩ tới, nhưng hắn nơi nào nghĩ đến, Tiêu Phàm sẽ như thế bá đạo a, liền bọn họ những cái này phong hầu cường giả đều kêu đánh liền đánh. Chúng ta đứng ở lần này hơi một tí, làm sao có thể hủy kiếm đạo thạch bia, huống chi, cái này kiếm đạo thạch bia vốn chính là dùng để khảo hạch, hắn tiếp nhận không được khảo hạch, hủy cũng bình thường, ngươi lại làm một khối không được sao. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Hắn nội tâm chỗ sâu vẫn có chút chột dạ, dù sao, cái này kiếm đạo thạch bia là hắn làm hư, bất quá mặt ngoài vẫn như cũ muốn hình dáng làm điềm nhiên như không có việc gì. Dù sao. Trách nhiệm này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, còn không bằng cùng Nhất bọn họ đại chiến một trận. Ngươi lại làm một khối không được sao? Nhất đám người khóe miệng giật một cái, khối này kiếm đạo thạch bia bên trong thế nhưng là có thiên võ thần sơn lịch đại thần vương cường giả ở trong đó lưu lại kiếm đạo pháp tắc, biết bao chân quý, bọn họ lại đi nơi nào làm một khối. Tiêu Phàm nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng lại nói trở về, cái này kiếm đạo thạch bia đúng là dùng để khảo hạch. Hủy cũng là hợp tình hợp lý, vô luận cái gì khảo hạch, khẳng định đều sẽ hư hao khảo hạch vật dụng a. Nhất mấy người bị chắn một câu đều không thể nói đến, lúc này, trong đó một cái hôi bào lão giả nói, mọi người dừng tay a, việc này xác thực không thể trách đến trên người bọn họ. Tiểu Bạch, trở về, Tiêu Phàm cũng nới lỏng khẩu khí, thật muốn cho hắn cùng những cái này vương hầu cường giả động thủ, hắn cũng không dám, nhiều nhất cũng liền dọa một chút bọn họ mà thôi. Bạch ma lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, đối diện Bách Lý Đao áo bào bể nát không ít, hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Việc này tuyệt đối không thể đến đây thì thôi, dựa theo thiên võ thần sơn quy củ, dám phạm thượng, nên tru cửu. Bách Lý Đao phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm. Tiểu Bạch, bất quá nói còn chưa dứt lời, liền bị Tiêu Phàm cắt ngang, Tiêu Phàm tùy thời chuẩn bị nhường Bạch ma xuất thủ. Bách Lý Đao nghe vậy. Trong lòng giật mình, vội vàng sửa lời nói, xem ở ngươi không phải thiên võ thần sơn người phân thượng, chỉ hủy bỏ ngươi khảo hạch tư cách, ngươi phục sao? Dứt lời, Bách Lý Đao đề phòng nhìn xem Tiêu Phàm, hắn sợ Tiêu Phàm lại mệnh lệnh bạch ma xuất thủ. Tiền bối nói như vậy, vãn bối đương nhiên phục, Tiêu Phàm nhún nhún vai, lơ đễnh cười cười nói. Hủy bỏ tư cách, đoàn người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên thật đáp ứng, một khi đáp ứng. Có thể liền tương đương với từ bỏ tiến vào bách sát chiến trường tư cách A. Bởi vì thiên vũ vực, muốn tiến vào bách sát chiến trường, chỉ có thiên võ thần sơn mới có tư cách. Tiêu Phàm bị hủy bỏ có thể khảo hạch tư cách, tự nhiên cũng liền đại biểu hắn không thể tiến vào thiên võ thần sơn,
cũng liền không cách nào tiến vào Bách Sát chiến trường. Nhìn thấy Tiêu Phàm đáp ứng, Bách Lý Đao cũng nới lỏng khẩu khí, hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm thống khoái như vậy liền đáp ứng. Tiêu huynh, Cổ Nhược Trần cùng Thanh Minh đám người sắc mặt biến hóa, bọn họ không nghĩ đến Tiêu Phàm đáp ứng thống khoái như vậy, Bách Sát chiến trường đối bọn họ đại bộ phận người tới nói không tính cái gì, bởi vì đi vào cũng có khả năng không có quá nhiều cơ hội. Nhưng là, lấy Tiêu Phàm thiên phú tuyệt đối có cơ hội lấy được cơ duyên, thậm chí đột phá thần vương cảnh. Tiêu Phàm khoát khoát tay, lại hết sức chỉnh trọng nhìn về phía Bách Lý Đao nói, tiền bối nói hủy bỏ ta tư cách, nhưng bọn hắn vừa mới thế nhưng là cũng đã giữ vững được nửa chén trà nhỏ thời gian, hơn nữa còn là ở kiếm đạo thạch bia phá toái trước đó, xem như thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm A. Bách Lý Đao con người quét Cổ Nhược Trần bọn họ một cái, cuối cùng gật gật đầu nói, tự nhiên, từ hiện tại bắt đầu, các ngươi 10 người xem như Thiên Võ Thần Sơn ngoại môn đệ tử, hiện tại kiếm đạo thạch bia phá toái, muốn khảo hạch trở thành nội môn đệ tử, các ngươi nhất định phải xông qua thiên khôi trận. Vậy liền chúc mừng Cổ huynh, Thanh huynh. Tiêu Phàm nghe vậy, mỉm cười, hướng về phía đám người chắp tay nói. Mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng hắn tin tưởng, lấy Cổ Nhược Trần cùng Thanh Minh bọn họ năng lực, nghĩ đến xông qua thiên khôi trận, trở thành nội môn đệ tử cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, Thanh Minh cùng Cổ Nhược Trần bọn họ lại cao hứng không nổi, bởi vì Tiêu Phàm bị đào thải, đây không phải bọn họ muốn nhìn thấy. Cổ Nhược Trần trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, sớm biết rõ hắn liền không nên đứng ra đánh bay Lục Đào Nhiên, hít sâu một cái, Cổ Nhược Trần ôm quyền nói, Tiêu huynh, xin lỗi. Tiêu Phàm chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười cười nói, không phải liền là bị hủy bỏ tư cách a, cũng không phải không thể tiến vào Bách Sát chiến trường. Ha ha, có ít người thực sự là ý nghĩ hão huyền, không tiến nhập Thiên Võ Thần Sơn tựa như tiến vào Bách Sát chiến trường. Trừ phi ngươi có Bách Sát đế lệnh. Lúc này, một đạo không hài hòa thanh âm vang lên. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy phía sau đám người bên trong Vũ Văn Hầu đang cười lạnh nhìn xem hắn, tựa như ước gì Tiêu Phàm lập tức bị đuổi ra Thiên Võ Thần Sơn một dạng. Bách Sát đế lệnh, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trong đầu nháy mắt lóe qua một chuôi hắc sắc tiêu thiết kiếm, chính là Long Phi Vũ Tiên Tổ Long Huyết Vân cho hắn. Long Huyết Vân bởi vì Tiêu Phàm là Tu La tộc Tu La tiểu tử, cho nên mới ngộ đem Bách Sát đế lệnh cho hắn. Tiêu Phàm lúc trước căn bản không biết cái này Bách Sát đế lệnh có cái gì dùng, nhưng có thể làm cho Tu La tộc tự mình đi hướng Long Huyết Vân đòi hỏi, nghĩ đến vật này 10 phần bất phàm. Hơn nữa hắn cũng sợ bại lộ thân phận, cho nên liền đem cái này Bách Sát đế lệnh thu vào. Có thể không nghĩ đến, nắm giữ cái này Bách Sát đế lệnh, lại là có thể tùy ý tiến vào Bách Sát chiến trường. Tiêu Phàm trong lòng hơi có chút kích động, nhưng là đồng dạng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Tu La tộc cũng là thuộc về nhân tộc Tam Thiên Vực một trong. Hắn phát hiện, cái này Bách Sát chiến trường, có vẻ như không chỉ có chỉ là tranh đoạt cơ duyên như thế đơn giản. Đừng nói cho ta, ngươi thật đúng là có Bách Sát đế lệnh, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Vũ Văn Hầu khinh thường nói, đôi mắt bên trong lại là đối Bách Sát đế lệnh tràn đầy hướng tới. Ta nếu nắm giữ Bách Sát đế lệnh lại như thế nào? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Vũ Văn Hầu nói. Ngươi nếu nắm giữ Bách Sát đế lệnh, có thể tùy ý tiến vào Bách Sát chiến trường, thậm chí tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, cho dù tương lai trở thành trong truyền thuyết đại đế cấp cường giả cũng không nhất định. Vũ Văn Hầu căn bản không tin Tiêu Phàm nắm giữ Bách Sát đế lệnh. Đừng nói là hắn, toàn trường người cũng không tin Tiêu Phàm nắm giữ Bách Sát đế lệnh, toàn bộ đều đem Tiêu Phàm lời nói trở thành chơi cười nhạo. Bách Sát đế lệnh biết bao chân quý, Thiên Vũ vực chỉ là phổ thông địa vực mà thôi, ngay cả một chút cổ vực cũng không chắc nắm giữ Bách Sát đế lệnh, Bách Sát đế lệnh lại làm sao có thể xuất hiện ở Thiên Vũ vực. Ngươi nếu nắm giữ Bách Sát đế lệnh, Thiên Võ Thần Sơn mặc cho ngươi ra vào. Bách Lý Đao cũng hợp thời bổ túc một câu, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Ngay trước mặt nhiều người như vậy bị Bạch Ma áp chế, hắn trong lòng đối Tiêu Phàm có thể 10 phần khó chịu. Tiêu Phàm, người nói người có Bách Sát đế lệnh, nếu không, cho chúng ta nhìn xem. Vũ Văn Hầu ép buộc Tiêu Phàm nói, những người khác cũng cười lắc lắc đầu, chỉ đem Tiêu Phàm lời nói trở thành cười nhạo. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Vũ Văn Hầu, hắn chậm rãi mở ra bàn tay, bất quá lòng bàn tay lại là không có vật gì. Tiêu Phàm, không muốn giả thần giả quỷ. Vũ Văn Hầu khinh thường nói, có, ngươi liền lấy ra,
không có, cũng không cần ở trong này mất mặt xấu hổ. Ảnh Phong mấy người lạnh lùng nhìn xem Vũ Văn Hầu, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên đem Vũ Văn Hầu tháo thành tám khối, cái này nha thật không phải bình thường thiếu ăn đòn. Lão Tam, người thật có cái kia cái gì bách sát đế lệnh. Nam Cung Tiêu Tiêu nhíu mày, hô hấp cũng có chút gấp rút. Hắn ngược lại là hy vọng Tiêu Phàm nắm giữ bách sát đế lệnh, đến lúc đó, cho dù không cần mượn nhờ Thiên Võ Thần Sơn, cũng có thể tùy ý tiến vào bách sát chiến trường, căn bản không cần nhìn Thiên Võ Thần Sơn mặt mũi. Đương nhiên, Tiêu Phàm cười cười nói, ngay sau đó, hắn lòng bàn tay quang mang lóe lên, tất cả mọi người ánh mắt đều theo dõi hắn lòng bàn tay, Tiêu Phàm lại phun ra hai chữ, không có. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn thấy Tiêu Phàm lòng bàn tay đổ vật, trong mắt lóe qua vẻ thất vọng. Liền khối phá lệnh bài, liền là ngươi trong miệng bách sát đế lệnh. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi thật đúng là đem chúng ta làm ba tuổi tiểu hài đùa nghịch sao. Vũ Văn Hầu càng là không kiêng nể gì cả trào phúng lên, cười càng là càn rỡ vô cùng. Ha ha, Vũ Văn Hầu sau lưng người cũng đi theo không kiêng nể gì cả nở nụ cười. Nhưng mà, Thiên Võ Thần Sơn những cái kia trưởng lão, lại là cười không ra, ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc, toàn bộ đều gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay đồ vật. Tiêu Phàm trong tay không phải vật gì khác, mà là một khối tử sắc lệnh bài, tử sắc lệnh bài phát ra nhàn nhạt vầng sáng, lộ ra quý khí vô cùng. Đây là chân truyền ngọc lệnh, đám người bên trong lại một đạo thanh âm kinh hô mà ra, lại là Long Phi Vũ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Chân truyền ngọc lệnh, đoàn người nghe được thanh âm này, toàn bộ đều lộ ra chấn động, ở đây đại bộ phận người đều biết rõ chân truyền ngọc lệnh là có ý tứ gì. Chân truyền ngọc lệnh, đây chính là Thiên Võ Thần Sơn chân truyền đệ tử biểu tượng A, chỉ có trở thành Thiên Võ Thần Sơn chân truyền đệ tử, mới có thể lấy được chân truyền ngọc lệnh. Tiêu Phàm trên người nắm giữ chân truyền ngọc lệnh, chẳng phải là nói rõ Tiêu Phàm là Thiên Võ Thần Sơn chân truyền đệ tử. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Tiêu Phàm là chân truyền đệ tử. Bọn họ không cách nào tiếp nhận cái này sự thật, có thể sự thật liền là như thế, chân truyền ngọc lệnh liền đại biểu Tiêu Phàm thân phận. Chân truyền ngọc lệnh, Tiêu Phàm cũng hơi hơi ngoài ý muốn, hắn nguyên bản coi là khối này lệnh bài cũng liền có thể làm cho hắn trở thành nội môn đệ tử mà thôi, không nghĩ đến trực tiếp tấn thăng trở thành chân truyền đệ tử, trong lòng không khỏi thầm nói tử như cuồng cái kia lão đầu vẫn đủ hào phóng nha. Tiểu tử, ngươi dám trêu chọc ta. Bách Lý Đao phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi nếu là Thiên Võ Thần Sơn đệ tử, bản hầu liền có quyền lực. Bách Lý trưởng lão, lúc này, trước đó ngăn cản chiến đấu hồi bào lão giả thanh âm lại vang lên, hắn tiến lên một bước nói, ngươi cũng đừng quên, chân truyền đệ tử, địa vị không kém gì chân truyền trưởng lão, ngươi có vẻ như không có quyền xử trí hắn. Bách Lý Đao sắc mặt khó coi đến cực điểm, vừa đến miệng mà nói toàn bộ đều nhẫn nhịn trở về, chỉ có thể phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm. Tiểu Bạch, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nghiền ngẫm nhìn xem Bách Lý Đao, nhưng đem Bách Lý Đao dọa cho phát sợ, vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Bách Lý Đao vừa mới ở Bạch Ma móng vuốt dưới chịu thiệt hại lớn, đối Bạch Ma thế nhưng là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ, nghe được Tiêu Phàm gọi Bạch Ma danh tự, hắn đều có chút hốt hoảng. Bách Lý trưởng lão đừng khẩn trương, ta liền nói đùa với ngươi mà thôi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, sờ lên Bạch Ma đầu. Bạch Ma bị Tiêu Phàm sờ tiểu cầu một dạng sờ lấy đầu, kém chút liền muốn bạo khởi, bất quá lúc này bên tai lại truyền tới Tiêu Phàm lời nói, nghe lời mà nói, một đầu long hồn. Hống hống, Bạch Ma gầm nhẹ một tiếng, tất cả phẫn nộ chuyển hướng Bách Lý Đao sắc mặt tái nhợt. Ai cũng không ngờ tới, Tiêu Phàm dĩ nhiên nhất cử trở thành Thiên Võ Thần Sơn chân truyền đệ tử. Vũ Văn Hầu sắc mặt khó coi, tựa như so ăn chết chuột một dạng khó chịu. Mà Vũ Văn Tiên lại là nắm chặt nắm đấm, hắn hào xưng thập đại thiên tài đứng đầu, cũng vẻn vẹn trở thành nội môn đệ tử, mà Tiêu Phàm lại nhất cử siêu việt hắn, cái này khiến hắn trong lòng như thế nào cam tâm. Nguyên bản hắn còn chờ lấy nhìn Tiêu Phàm trò hay, thậm chí chuẩn bị chế nhạo một phen, mà hiện tại, hắn phát hiện bản thân đám người tựa như nhảy nhót thằng hề. Từ đầu đến cuối, Tiêu Phàm liền con mắt đều không có nhìn bọn họ một cái. Tiêu Phàm, Vũ Văn Tiên nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt chỗ sâu lóe qua cừu hận ánh mắt, bất quá hắn che giấu rất tốt. Trước đó đối mặt Thiên U vực tu sĩ, Tiêu Phàm biểu hiện vượt qua hắn cũng liền bình thường, mà hiện tại,
Tiêu Phàm quang hoa dĩ nhiên so với hắn còn muốn hừng hực, khẩu khí này, hắn nuốt không trôi. Trước kia cho tới bây giờ đều chỉ có hắn Vũ Văn Tiên đệ nhất, mà hiện tại, hắn lại trở thành đệ nhị, cái này khiến hắn như thế nào cam tâm đây? Tiêu Phàm lại không có quan tâm tất cả những thứ này, từ khi đánh bại Vũ Văn Tiên sau đó, hắn liền cũng không còn đem Vũ Văn Tiên xem như qua đối thủ, mà là đem ánh mắt nhìn hướng về phía càng thêm cường đại nhân vật. Tiêu Phàm tiểu hữu, lão hủ tử Vũ Phong nhị trưởng lão tử Sam. Hồi bào lão giả ho khan một tiếng, hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng thay đổi, thấy thế nào làm sao hài lòng. Tiêu Phàm gặp qua tử Sam trưởng lão, Tiêu Phàm cũng cúi người hành lễ, cái này hồi bào lão đầu tử Sam đối với hắn khá lịch sự, Tiêu Phàm tự nhiên cũng cho hắn mặt mũi. Vài ngày trước, phong chủ từng bàn giao lão hủ, tiểu hữu nếu đến Thiên Võ Thần Sơn, nếu là lựa chọn tử Vũ Phong mà nói, lão hủ có thể thay ngươi dẫn đường, không biết tiểu hữu. Tử Sam cười nói, trên mặt đều là vẻ hỏi thăm. Cũng tốt, vậy thì mời tử Sam trưởng lão dẫn đường. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, gật đầu nói. Nguyên bản hắn cũng không nghĩ tới gia nhập tử Vũ Phong, dù sao, tử Vũ Phong người khả năng nghĩ lầm hắn Tiêu Phàm là tử Vũ Thần Vương truyền thừa giả, Tiêu Phàm sợ bọn họ sẽ tính toán bản thân. Có thể hiện tại, đem so sánh mà nói, Tiêu Phàm ngược lại tin tưởng tử Vũ Phong. Nhất là Lục gia, Tiêu Phàm là đánh chết cũng sẽ không gia nhập bọn họ cái kia nhất mạch, thật muốn gia nhập Lục gia, đoán chừng làm sao chết đều không biết. Mời, tử Sam trưởng lão làm một cái mời thủ thế, khách này tức giận nhường Tiêu Phàm có chút không tự nhiên. Bất quá hắn từ đám người trong lời nói cũng đoán được một chút, chân truyền đệ tử địa vị không kém gì chân truyền trưởng lão, tử Sam khách khí như thế cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, giống tử Sam dạng này tuổi tác, phong hầu cường giả đã là hắn cực hạn, nhưng Tiêu Phàm tương lai đường có thể còn dài mà. Nếu như Tiêu Phàm đột phá đến thần vương cảnh, đây chính là liền phong hầu cường giả đều muốn ngưỡng vọng. Lục trưởng lão, Bách Lý trưởng lão, vậy vãn bối liền xin cáo từ trước. Tiêu Phàm nhìn nhất cùng Bách Lý đao một cái, sau đó nghênh ngang dọc theo bậc thang đá xanh đi đến. Nhất cùng Bách Lý đao hai người sắc mặt khó coi thời khắc, so ăn chết chuột còn muốn khó chịu. Bị một cái tiểu bối như thế coi thường, đây quả thực liền là vô cùng sỉ nhục, có thể bọn họ lại không dám xuất thủ. Các vị, gặp lại sau, Tiêu Phàm âm thầm lại cho Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Cổ Nhược Trần bọn họ truyền âm nói. Về phần Thanh Minh bọn họ, Tiêu Phàm hiện tại chỉ có thể giả bộ như cùng những người này giao tình không sâu bộ dáng, nếu không mà nói, nhất bọn họ khẳng định sẽ tìm Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ phiền phức. Mặt khác, hắn nhường Bạch Ma Lưu ở Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ bên cạnh, bảo hộ bọn họ an nguy. Cổ Nhược Trần cùng Nam Cung Tiêu Tiêu âm thầm gật đầu, bọn họ thầm nghĩ cười, lại là không dám bật cười. Kiếm đạo thạch bia phá toái, khảo hạch tạm dừng, chúng ta chế định ra tân quy tắc lại cái khác khảo hạch. Trước đó, tất cả thông qua vòng thứ nhất khảo hạch người tới đây đăng ký, cái khác chưa tham gia khảo hạch chờ đợi ở đây. Nhất lạnh lẽo con ngươi đảo qua toàn trường. Hắn không làm gì được Tiêu Phàm, bây giờ chỉ có thể đem lửa giận vẩy ở những người này trên thân. Tiêu Phàm tự nhiên là không biết, hắn ở tử Sam dẫn đầu dưới. Dọc theo bậc thang đá xanh rất nhanh xuyên qua mê vụ, chốc lát sau đó, liền bước lên đỉnh núi. Ngẩng đầu nhìn lại, chân trời năm tòa sơn phong giống như năm chuôi thần kiếm cắm ngược vân tiêu, mờ mịt lượn lờ, một mảnh tường hòa cảnh. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, Thiên Võ Thần Sơn dĩ nhiên bên trong có càn khôn, ngoại giới chứng kiến năm tòa sơn phong, dĩ nhiên chỉ là huyễn tượng mà thôi, không thể không nói, thủ bút này không phải bình thường lớn. Cực đại Thiên Võ Thần Sơn, dĩ nhiên bao phủ ở một cái rộng lớn đại trận bên trong. Ở Tiêu Phàm dưới chân, lơ lửng từng đầu dây sắt liên thông năm cái phương hướng, thông hướng nơi xa năm tòa sơn phong. Đang lúc Tiêu Phàm nghi hoặc thời khắc, Tử Sam liền mở miệng cười nói, Tiêu Phàm tiểu hữu, cẩn thận, cái này không trung thế nhưng là cấm bay, muốn đi đến ngũ thần phong, chỉ có thể thông qua dây sắt đi qua. Dứt lời, Tử Sam dưới chân đạp mạnh. Giống như nhẹ yến đồng dạng bước ra, thân thể nhảy lên mấy chục trượng, thân pháp cực kỳ huyền diệu. Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh ngạc, thân hình chớp động, vội vàng đi theo, ở đạp không dây sắt một sát na kia, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ quỷ dị lực lượng nắm kéo bản thân. Còn tốt hắn sớm có chuẩn bị,
một cước đạp ở dây sắt bên trên, thân hình như đại bằng triển xí, chăm chú mà đi theo Tử Sam thân hình. Tử Sam nhìn thấy Tiêu Phàm tốc độ không thể so với hắn chậm bao nhiêu, trong lòng đối Tiêu Phàm cũng có chút thay đổi cách nhìn triệt để cùng nhau thoạt nhìn. Chốc lát sau đó, Tử Sam liền mang theo Tiêu Phàm xuất hiện ở một mảnh quảng trường phía trên, không ít tu sĩ quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Nơi này liền là Tử Vũ Phong, Tử Vũ Phong cùng sở hữu chân truyền đệ tử 6 tên, nội môn đệ tử hơn 400 tên. Tử Sam cùng Tiêu Phàm giới thiệu sơ lược một cái Tử Vũ Phong tình huống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm toàn bộ đều ghi vào trong lòng, mới đến, khó tránh khỏi sẽ có một chút phiền phức. Chung quanh không ít người cùng Tử Sam trưởng lão chào hỏi, ánh mắt không tự giác nhìn nhiều Tiêu Phàm một cái. Bọn họ nghĩ không ra, Tiêu Phàm có tài đức gì, lại bị Tử Sam trưởng lão tự mình dẫn đường, cũng giới thiệu Tử Vũ Phong tình huống. Bất chi bất giác, Tử Sam mang theo Tiêu Phàm xuất hiện ở một chỗ linh khí mờ mịt tiểu viện nhóm bên ngoài. Ngươi hiện tại đệ thất chân truyền đệ tử, thân làm chân truyền đệ tử, ngươi có thể ở trong này lựa chọn một chỗ động phủ, hoặc là tự động mở ra một chỗ động phủ tu luyện. Tử Sam trưởng lão không sợ người khác làm phiền giải thích nói. Lập tức lại thay cho Tiêu Phàm một khối lệnh bài, nói, ngươi nếu coi trọng cái nào chỗ động phủ, đem thân phận bài cắm vào động phủ trận nhãn bên trong liền có thể, ngươi nếu là không hài lòng, quay đầu có thể nói với ta, ta tìm người cho ngươi đơn độc mở ra một chỗ động phủ. Vậy liền đa tạ Tử Sam trưởng lão. Tiêu Phàm đối Tử Sam hơi hơi thi lễ, hắn nghĩ không ra là, tại sao Tử Sam đối bản thân khách khí như thế. Nên nói lão hủ cũng đã nói, ngươi tự động quen thuộc một cái, có việc có thể tới trưởng lão điện tìm ta. Tử Sam gật gật đầu, lập tức đột nhiên đạp không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích a. Tiêu Phàm nhìn qua Tử Sam rời đi phương hướng, trong lòng hít khẩu khí. Tử Sam trưởng lão đối với hắn quá khách khí đến Tiêu Phàm đều có chút chịu không được, lấy Tiêu Phàm đối người tính nhận biết, cái này lão gia hỏa, 8-9 phần 10 đừng hữu dụng ý. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, trước tuyển một tòa động phủ lại nói. Tiêu Phàm thu liễm tâm thần, ánh mắt lần nữa nhìn về phía nơi xa tiểu viện, linh hồn chi lực tràn ngập mà đi. Tiểu viện chiếm diện tích 10 phần mênh mông, cùng với nói là động phủ, còn không bằng nói là từng tòa phủ đệ, mộc mạc nhưng lại không mất đại khí. Mỗi một tòa tiểu viện đều có trận pháp cách trở, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, tốt một tòa tiểu viện đại trận đang khởi động. Thần linh chi khí so sánh địa phương khác đều muốn mở mịt gấp bội. Không hổ là đại thế lực a, cái này tài nguyên, quả nhiên không phải những cái kia tiểu thế lực có thể so sánh. Tiêu Phàm trong lòng cảm khái ngàn vạn. Hắn tự tin, nếu là hàng năm ở dạng này hoàn cảnh tu luyện, hắn không cần bao lâu liền có thể đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ, thời gian cùng ngoại giới so sánh, ít nhất phải rút ngắn gấp 5 lần trở lên. Đây chính là đại thế lực ưu thế. Chỉ là thần linh chi khí, liền xa không phải nhị lưu thế lực có thể so sánh. Thật lâu, Tiêu Phàm thu hồi linh hồn chi lực, hắn phát hiện, những cái này tiểu viện thần linh chi khí cũng không phải là hoàn toàn tương tự. Rất phía dưới tiểu viện, có chừng 100 tòa, lại hướng lên, thì chỉ có 30-40 tòa, tiếp tục đi lên, lại chỉ có 9 tòa. Cái kia 9 tòa tiểu viện có một tòa tiểu viện giờ phút này đang khởi động trận pháp, phát ra dị dạng quang mang. Dù là cách xa nhau hơn 10 dặm, Tiêu Phàm cũng có thể cảm nhận được bên trong mờ mịt thần linh chi khí. Hiển nhiên, cái này tiểu viện, càng đi sơn mạch chỗ cao, thần lực chi khí càng thêm nồng đậm. Tất nhiên muốn chọn, liền muốn tuyển tốt nhất, Tiêu Phàm nhẹ giọng trầm ngâm, ngay sau đó hắn ánh mắt bỗng nhiên rơi vào tiểu viện nhóm chỗ cao nhất một tòa tiểu viện bên trên. Nơi đó, một tòa lẻ loi trơ trọi tiểu viện tọa lạc ở cái kia, lộ ra cực kỳ dễ thấy. Tiểu viện mặt ngoài mặc dù nhìn qua cùng với những cái khác tiểu viện cũng không có cái gì khác biệt, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, tòa này tiểu viện thần linh chi khí, khẳng định so với cái khác tiểu viện muốn nồng đậm rất nhiều. Vừa mới thôn phệ kiếm đạo pháp tắc, đang cần bàng bạc thần linh chi khí luyện hóa, có thể tiết kiệm thần thạch, Tiêu Phàm tự nhiên vui lòng. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, cực tốc hướng về rất phía trên tiểu viện lao đi, mấy hơi thở thời gian. Liền đi tới rất phía trên tòa kia tiểu viện trước mặt. Cái kia gia hỏa là ai, ở trong này mạnh mẽ đâm tới cũng liền bình thường, vậy mà còn hướng số 1 tiểu viện đi,
chẳng lẽ là nghĩ tiến vào số một tiểu viện sao? Mở cái gì nói đùa, lục đại chân truyền đệ tử đều không dám ngông cuồng tiến vào số một tiểu viện, người kia ta ngay cả gặp đều chưa thấy qua, đoán chừng là xông lầm số một tiểu viện a. Coi như là xông lầm, cái kia ra hỏa đoán chừng cũng không thể thiếu đau khổ ra thịt, Tử Vũ Phong người nào không biết, số một tiểu viện, chỉ có ta Tử Vân Phong đệ nhất chân truyền mới có tư cách vào ở. Đúng vậy a, từng ấy năm tới nay như vậy, số một tiểu viện một mực trống không, cho dù Tử Vân Phong sư huynh, đều không có đi vào ở qua, há lại ai cũng có thể tới gần. Tiêu Phàm vừa mới tới gần rất phía trên tòa kia viện lâu, không ít người liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía không trung, rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, tựa như cũng đã thấy được Tiêu Phàm thê thảm cục diện. Thậm chí, có không ít người nhao nhao đạp không mà lên, hướng về phía trên bay đi, một bộ xem trọng hí bộ dáng. Ân, Tiêu Phàm nhìn thấy có người tới gần, không khỏi nhíu mày, bản thân chỉ bất quá tuyển một tòa tiểu viện mà thôi, làm sao sẽ có nhiều người như vậy đến đây. Tiêu Phàm không có để ý tới bọn hắn, đứng im hướng về tiểu viện đi đến, hắn có thể cảm nhận được, tòa này tiểu viện không có người lưu lại khí tức, hẳn là vật vô chủ mới đúng. Huống chi, Tử Sam cũng không có đặc biệt nói rõ tòa này tiểu viện không thể lựa chọn, Tiêu Phàm cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Dừng lại, cũng liền ở Tiêu Phàm chuẩn bị bước vào tiểu viện một sát na kia, một đạo quát lạnh vang lên, ngay sau đó một cỗ cuồng bạo khí thế hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt mà tới. Tiêu Phàm xinh xinh ngừng bước chân, cau mày dọc theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái bạch bào thanh niên đạp không mà tới, băng lãnh con ngươi nhìn xem Tiêu Phàm, giống như lại nhìn một con kiến hôi. Ngươi nghĩ vào số một động phủ, bạch bào thanh niên rơi vào Tiêu Phàm mấy trượng có hơn, ngữ khí băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Là Lạc Vấn Hàn sư huynh, tiểu tử kia lần này có thể thảm, Lạc Vấn Hàn sư huynh thế nhưng là có tiếng lạnh lùng. Ngay cả Tử Vân Phong sư huynh đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Đoàn người có người lên tiếng kinh hô, cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Tiêu Phàm. Số một tiểu viện cũng không phải tốt như vậy vào, lục đại chân truyền đệ tử đều muốn chiếm thành của mình, có thể cho tới bây giờ không có người nào có thể hoàn toàn ép tới qua người nào. Lại có người mở miệng nói, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Người ở đây ai cũng biết rõ. Lục đại chân truyền đệ tử đều muốn trở thành số một tiểu viện chủ nhân, có thể qua nhiều năm như vậy, số một tiểu viện một mực đều không có chủ nhân, đó là bởi vì lục đại chân truyền đệ tử người nào cũng không yếu so với người nào. Hiện tại ngược lại tốt, một người xa lạ vậy mà liền nghĩ tiến vào số một tiểu viện, cái này chẳng phải là đang gây hấn lục đại chân truyền đệ tử danh giới cuối cùng sao? Tiêu Phàm nghe được người chung quanh nghị luận âm thanh, đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn rất khó chịu trước mắt cái này bạch y thanh niên Lạc Vấn Hàn ngữ khí, quét mắt nhìn hắn một cái, liền tiếp tục hướng về tiểu viện đi đến. Lạc Vấn Hàn nhìn thấy Tiêu Phàm dĩ nhiên không có để ý tới bản thân, nhất là ánh mắt kia, hoàn toàn là không nhìn hắn, nhưng hắn phẫn nộ đến cực điểm. Không đợi Tiêu Phàm tới gần, Lạc Vấn Hàn hừ lạnh một tiếng, lách mình liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, một chưởng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiểu tử này quá khoa trương. Cũng dám không nhìn Lạc sư huynh, đơn giản liền là tự tìm cái chết. Đoàn người cười lạnh liên tục, rất nhiều người tựa như cũng đã nhìn thấy Tiêu Phàm bị Lạc Vấn Hàn một chưởng chấn thương tràng diện. Tiêu Phàm không nghĩ đến Lạc Vấn Hàn dĩ nhiên như thế bá đạo, hừ lạnh một tiếng, đồng dạng một chưởng nghênh đón. Oanh, hai người chưởng khống kịch liệt đụng vào nhau, ở hư không sinh ra một cỗ cuồng bạo phong bạo, một thoáng thời gian, chung quanh tiểu viện quang mang chớp nhấp nháy. Hiển nhiên là trận pháp tự chủ khởi động, che lại các tòa tiểu viện. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy Lạc Vấn Hàn thân hình lui về phía sau mấy bước, trực tiếp bước vào tiểu viện bên trong. Mà Tiêu Phàm, lại là đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, khuôn mặt băng lãnh nhìn xem Lạc Vấn Hàn. Cái gì, Lạc sư huynh lại bị đẩy lui? Đoàn người trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Người kia là ai? Tất cả mọi người trong đầu nháy mắt lóe qua một cái ý niệm trong đầu, bọn họ xác định, căn bản không có gặp qua cái này hắc y thanh niên, có thể vừa mới hắn hiển lộ thực lực, dĩ nhiên so Lạc Vấn Hàn còn mạnh hơn, dung không được bọn họ không kinh ngạc. Lạc Vấn Hàn sắc mặt hơi hơi trầm xuống, vừa mới mặc dù không phải hắn toàn bộ thực lực, nhưng là, ngay trước mặt nhiều người như vậy bị người đẩy lui cảm giác, nhưng hắn mười phần khó chịu. Đã ngươi không nói. Vậy liền không cần phải nói,
Lạc Vấn Hàn hừ lạnh một tiếng, dưới chân đạp mạnh, giống như chớp lóe đồng dạng hướng về Tiêu Phàm phóng đi. Ngươi nếu hư mất ta địa phương, thế nhưng là muốn chịu trách nhiệm. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, Lạc Vấn Hàn vừa động thủ, hắn liền nhìn ra đối phương thực lực. Hắn cũng liền cùng Lục Vô Trần thực lực không sai biệt lắm, Tiêu Phàm liền Lục Vô Trần còn không sợ, há lại sẽ sợ hắn Lạc Vấn Hàn. Đoàn người nghe được Tiêu Phàm lời nói, lại là kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này thật đúng là không phải bình thường phách lối, cái này còn không tiến vào đây, liền đã nhận định số một tiểu viện là hắn. Coi như người có thể đẩy lui Lạc Vấn Hàn, có thể cũng chưa hẳn là Lạc Vấn Hàn đối thủ A, Lạc Vấn Hàn rõ ràng không có thi triển ra toàn bộ thực lực. Hơn nữa, coi như người có thể chiến bại Lạc Vấn Hàn, cũng không nhất định có tư cách tiến vào số một tiểu viện, phải biết, mặt khác còn có ngũ đại chân truyền đệ tử không có xuất hiện đây. Bọn họ nếu là biết rõ có người thừa dịp bọn họ không ở, nghĩ chiếm lấy số một tiểu viện, đoán chừng không phải cùng Tiêu Phàm liều mạng không thể. Số một tiểu viện đã sớm không chỉ là một gian tiểu viện như thế đơn giản, mà là đại biểu một loại thân phận. Muốn tiến vào số một tiểu viện, trừ phi có thể lực áp Tử Vũ Phong thế hệ tuổi trẻ, trở thành đệ nhất chân truyền đệ tử. Người địa phương, Lạc Vấn Hàn 10 phần khinh thường, trưởng lực lần nữa chờ tăng mấy phần. Tiêu Phàm lời nói, nhưng hắn triệt để phẫn nộ, cho dù không giết Tiêu Phàm, hắn cũng phải bị đem Tiêu Phàm đánh ngã không thể, nhưng hắn hiểu được bản thân vị trí. Tiêu Phàm nhìn thấy Lạc Vấn Hàn một trưởng oanh sát mà tới, trong mắt cũng lóe qua một vòng băng hàn, thậm chí còn có một tia sát ý nở rộ. Người này thật đúng là không biết tốt xấu, bản thân vừa mới một trưởng cũng đã xem như nhượng bộ, dĩ nhiên còn phải tiến thêm thước. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong lòng lạnh lẽo, bỗng nhiên điều động hắc sắc vòng xoáy lực lượng, một trưởng nghênh đón. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Tiêu Phàm trưởng cương lần nữa cùng Lạc Vấn Hàn đâm vào cùng một chỗ, một trưởng này không có thi triển bất luận cái gì thần thông, nhìn qua 10 phần phổ thông, nhưng lại hàm chứa đáng sợ uy năng. Lạc Vấn Hàn cảm nhận được đối diện truyền đến bá đạo lực lượng, sắc mặt hơi hơi biến đổi, quanh thân phồng lên lấy đáng sợ khí thế, cùng Tiêu Phàm giằng co cùng một chỗ. Lan, Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, lực lượng lại tăng, ở trước mặt hắn, càng là xuất hiện một vài trượng lớn kim sắc trưởng cương. Làm sao sẽ, Lạc Vấn Hàn trong mắt lóe qua một tia hoảng sợ, ngay sau đó cánh tay phải răng rắc một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp đứt gãy, hư không máu tươi bay vụt, xương gãy bay tứ tung. Ầm một tiếng nổ vang, không đợi Lạc Vấn Hàn kịp phản ứng, hắn thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, nện ở nơi xa giữa rừng núi. Kỳ lạ vô số điểu thú. Tê một thoáng thời gian, hư không một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều ngốc trệ tại đó, còn tưởng rằng mắt mình hoa. Lạc Vấn Hàn bị Tiêu Phàm một quyền đánh bay, mà Tiêu Phàm lại đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, cái này lực lượng chênh lệch, triệt để chấn nhiếp đến ở đây tất cả mọi người. Phải biết, Lạc Vấn Hàn thế nhưng là Tử Vũ Phong lục đại chân truyền đệ tử một trong A, thực lực cường hoành. Hiếm có người có thể so sánh, cho dù ở Thiên Võ Thần Sơn cũng là không nhiều cường giả. Mà hiện tại, lại bị một cái không nổi danh lạ lẫm thanh niên một trưởng đánh bay, cái này khiến bọn họ trong lúc nhất thời như thế nào tin tưởng đây. Lạc sư huynh bị một trưởng đánh bay, hồi lâu mới có người lấy lại tinh thần, trong giọng nói đều là chấn động. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhớ cái kia hắc bào thanh niên bộ dáng, trong lòng âm thầm thề, tuyệt đối không nên đắc tội hắn. Liên Lạc Vấn Hàn đều không phải đối thủ, bọn họ những cái này phổ thông nội môn đệ tử, há lại đối phương đối thủ. Hắn là ai, ta làm sao không có gặp qua a? Không biết, ta vừa mới có vẻ như nhìn thấy Tử Sam trưởng lão tự mình dẫn hắn tới, đối với hắn còn tương đối khách khí, nghĩ đi đến ít cũng là nội môn đệ tử a. Làm sao có thể, phổ thông nội môn đệ tử sẽ mạnh như vậy? Ta xem 8-9 phần 10 là tân tấn chân truyền đệ tử. Hắn mặc dù đánh bại Lạc sư huynh, nhưng đừng quên, Lạc Vấn Hàn sư huynh cũng không phải lục đại chân truyền đệ tử bên trong mạnh nhất, Tử Vân Phong sư huynh cùng Bi Thiên U sư tỷ đi ra ngoài chưa về, bằng không còn có trò hay nhìn. Đúng vậy a, số một tiểu viện cũng không phải tốt như vậy ở, qua chút thời gian, khẳng định còn có trò hay nhìn. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, đại bộ phận người đều bị Tiêu Phàm thực lực chấn nhiếp, nhưng là cũng có một số ít người lộ ra một bộ xem trọng hí bộ dáng. Tiêu Phàm không có để ý tới, thần sắc khôi phục bình tĩnh,
nhàn nhạt nhìn xem Lạc Vấn Hàn rơi đập núi rừng bên trong. Chờ đợi nửa ngày, Tiêu Phàm cũng không nhìn thấy Lạc Vấn Hàn đi ra, hất lên áo bào, trực tiếp tiến nhập số 1 tiểu viện. Tiến vào trong phòng, Tiêu Phàm tìm được trận nhãn, đem thân phận lệnh bài dường như trận nhãn bên trong, bốn phía đột nhiên phủ hiện lít nha lít nhít thần văn. Tiêu Phàm biết rõ, là trận pháp khởi động, sau một khắc, cuồn cuộn thần linh chi khí từ tứ phía bát phương mãnh liệt mà tới. Thật là nồng nặc thần linh chi khí, Tiêu Phàm trong lòng cảm khái không thôi, hắn đều không thể không sợ hãi thán phục, tòa này tiểu viện thần linh chi khí mức độ đậm đặc, dĩ nhiên so tiểu viện bên ngoài, muốn nồng nặc gấp 10 lần. Ở loại này hoàn cảnh tu luyện, tuyệt đối có thể làm ít công to, cùng dùng thần thạch tu luyện cũng không có quá lớn khác nhau. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không lãng phí như thế bàng bạc thần lực chi khí, ở trong phòng bốn phía lại bố trí mấy cái trận pháp, liền trực tiếp xếp bằng ở trong phòng, bắt đầu tu luyện. Lão nhị bọn họ hẳn là rất nhanh liền có thể trở thành nội môn đệ tử, hy vọng bách sát chiến trường mở ra trước đó, phong lang bọn họ cũng có thể đột phá cổ thần cảnh tu vi. Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ lấy. Hắn hiện tại nhất cử trở thành chân truyền đệ tử. Có thể Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Ảnh Phong bọn họ nhưng không có, tất nhiên mang theo bọn hắn tới, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không vứt xuống bọn họ. Chỉ là, hắn cũng không dám ở trong Thiên Võ Thần Sơn bộ náo ra động tĩnh quá lớn, dù sao, nơi này thế nhưng là có thần vương cường giả tỏa chấn, nếu là đã quấy rầy những cái kia thần vương cường giả, không may hay là hắn Tiêu Phàm. Cái kia tử sam lão đầu, mặt ngoài đối ta 10 phần khách khí, lại không nói lần này kêu tiểu viện sự tình. Đoán chừng liền là muốn nhường những người kia cố ý tới tìm ta phiền phức a. Tiêu Phàm khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Hắn sở dĩ một trưởng đánh bay Lạc Vấn Hàn, cũng là lập uy ý tứ, hắn cũng không muốn tự mình tu luyện thời điểm, thường xuyên có người tới quấy rầy. Hy vọng có thể đưa đến một chút hiệu quả a. Tiêu Phàm khẽ than một tiếng, nói hiện tại cũng nên chính là bách sát chiến trường làm chuẩn bị, ta cũng muốn hảo hảo chỉnh lý một cái thần thông. Thuận tiện lĩnh hội vô trần bí điển. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm tâm thần liền khởi động bố trí trận pháp, tiến nhập hắc sắc vòng xoáy bên trong. Mấy chục giây trước đó, Tử Vũ Phong mây sâu chỗ, một tòa cổ lão cung điện bên trong, đang đứng hai đạo thân ảnh, nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định đều có thể nhận ra, hai người này không phải kẻ khác, chính là Tử Như Cuồng cùng Tử Sam. Phong chủ, cái kia Tiêu Phàm có tài đức gì? Coi như hắn đánh bại lục vô trần. Cũng không thể nhất cử trở thành chân truyền đệ tử a. Tử Sam có chút không phục nói. Ngươi cho rằng lấy hắn thực lực, muốn trở thành chân truyền đệ tử, rất khó sao? Tử Như Cuồng vuốt vuốt mỏng manh sợi râu cười tủm tỉm nói. Nói thì nói như thế, thế nhưng là, Tử Sam gật gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, nói, hắn mặc dù chém giết lục kinh thiên pháp thân, nhưng đó là mượn nhờ ngoại lực mà thôi, về phần có thực lực giết chết cổ thần cảnh đỉnh phong. Ta Thiên Võ Thần Sơn chân truyền đệ tử, người nào đều có thể làm được a. Nếu là hắn không tuyển chọn gia nhập Tử Vũ Phong đây. Tử Như Cuồng lắc lắc đầu. Nghe được lời này, Tử Sam trầm mặc, chốc lát lại nói, chẳng lẽ tiểu tử này trên người thật có tiên tổ truyền thừa. Một chiêu táng quang kiếm cũng không thể nói rõ vấn đề gì. Đây quả thật là cũng không thể nói rõ vấn đề, nhưng là, ta tin tưởng hắn sẽ không khiến ta thất vọng. Tử Như Cuồng vẫn như cũ lắc lắc đầu, đột nhiên trên mặt hiện lên một nụ cười, nói, ngươi không phải nghĩ kiến thức một cái hắn chân chính thực lực a, hiện tại thì có cơ hội. Thoại âm rơi xuống, Tử Như Cuồng liền đi ra cung điện, Tử Như Cuồng cũng đi theo ra ngoài. Hai người đứng sừng sững trong mây, lặng lặng nhìn xem phía dưới tất cả sự tình đều khó có thể chạy ra hai người con mắt. Làm nhìn thấy Tiêu Phàm một trưởng đánh bay Lạc Vấn Hàn cái kia một màn thời điểm. Tử Sam con ngươi mãnh liệt thu rụt một cái, kinh ngạc nói, một trưởng, hắn dĩ nhiên một trưởng liền đem Vấn Hàn đánh bay. Tử Sam trong mắt đều là vẻ khó tin, hắn nghe nói Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng là không nghĩ đến Tiêu Phàm mạnh biến thái như vậy a. Một trưởng, đánh bay thân làm chân truyền đệ tử Lạc Vấn Hàn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hiện tại ngươi cho là hắn thực lực như thế nào? Tử Như Cuồng cười cười nói. Hắn mặc dù sớm đã đoán được Tiêu Phàm thực lực, nhưng chân chính nhìn thấy, vẫn như cũ kinh ngạc không thôi. Xác thực rất mạnh, xứng đáng chân truyền đệ tử. Tử Sam thật sâu gật gật đầu, trên mặt lóe qua một tia phức tạp. Hắn đoán chừng cũng đã biết ngươi dụng ý,
người muốn Tử Vũ Phong người đi tìm hắn phiền phức, cho nên hắn cố ý một trưởng đánh lui Lạc Vấn Hàn đến Lập Uy. Hiện tại, ngoại trừ mặt khác ngũ đại chân truyền đệ tử, đoán chừng không ai dám tiếp xúc hắn rủi ro a. Tử Như Cuồng quay đầu nhìn về phía Tử Sam nói. Tử Sam đắng chát cười một tiếng, hắn trước đó quả thật có ý tứ kia, có thể hiện tại hắn mới phát hiện, bản thân sai quá bất hợp lý. Tử Sam, mặc kệ hắn có được hay không đến tiên tổ Tử Vũ Thần Vương truyền thừa, từ giờ trở đi, ta Tử Vũ Phong đều đem hắn xem như chân truyền đệ tử đối đãi. Tử Như Cuồng hết sức trịnh trọng nói ra. Thiên Võ Thần Sơn bên ngoài một chỗ sơn cốc bên trong, tọa lạc một chiếc thần chu phía trên người không phải kẻ khác, chính là Thiên U vực tu sĩ. Dám làm tổn thương ta, ta nhất định muốn giết tiểu tử kia báo thù rửa hận. Hoàng Phủ Văn Phong nghiến răng nghiến lợi nói, tức giận hắn cảm giác ngực vẫn như cũ có chút đau nhức, không khỏi làm ho khan vài tiếng. Hắn bị Tiêu Phàm đả thương, hốt hoảng mà chạy, hắn có thể nuốt không trôi ngụm này lửa giận. Thiếu chủ, qua mấy ngày chúng ta còn muốn thăm viếng Thiên Võ Thần Sơn, đến lúc đó có là báo thù cơ hội. Hoàng Phủ Văn Phong bên cạnh một cái hạ nhân thuộc Xu Nịnh nói. Hoàng Phủ Văn Phong trong mắt chán phóng băng lãnh sát mang, hắn mang theo Thiên U vực tu sĩ tới đây, chính là vì thăm dò Thiên Vũ vực thế hệ tuổi trẻ thực lực, thuận tiện trấn nhiếp cùng đả kích một cái Thiên Vũ vực. Nhưng hắn không nghĩ đến, còn không có tiến vào Thiên Võ Thần Sơn, liền bị Thiên Vũ vực tu sĩ gây thương tích. Nghĩ đến Tiêu Phàm bộ dáng, Hoàng Phủ Văn Phong sát ý liền không che giấu được mảy may. Thiếu chủ, đợi thêm mấy ngày, đại công tử liền muốn đến. Đến lúc đó, Nguyệt gia cũng có người khả năng tới đây, nhất định có thể cho thiếu chủ báo thù. Một cái khác hạ nhân thuộc lại bổ sung một câu. Hoàng Phủ Văn Phong nghe vậy, quanh thân sát ý chậm rãi thu liếm, trong mắt lộ ra một cỗ ngoan sắc, lạnh giọng nói, liền để bọn họ lại nhảy nhót mấy ngày, bách sát chiến trường mở ra, ta định giết Thiên Vũ vực một cái chó gà không tha, nhường bọn họ một cái đều không thể sống sót rời đi bách sát chiến trường. Hít sâu một cái. Hoàng Phủ Văn Phong đi vào khoang thuyền bên trong, trên người hắn thương thế rất nặng, lại không chữa thương mà nói, khả năng liền càng ngày càng nghiêm trọng. Giờ phút này, sơn cốc bên ngoài trong cổ lâm, đứng đấy một cái váy trắng nữ tử bọc lấy mạng che mặt, nhưng vẫn như cũ khó nén nàng cái kia kinh thế dung nhan. Mới vừa tới nơi này, liền đắc tội Thiên U vực người, cái này Tiêu Phàm thật đúng là tới chỗ nào đều không an phận. Váy trắng nữ tử tự nhủ. Sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nơi xa Thiên Võ Thần Sơn phương hướng, trầm ngâm nói, Tiêu Phàm, lần này, ta tất nhiên sẽ đoạt lại hoàng tuyển sứ giả lệnh. Thoại âm rơi xuống, váy trắng nữ tử thân ảnh lóe lên, nháy mắt biến mất ở giữa rừng núi, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Chớp mắt đi qua mấy ngày thời gian, Tiêu Phàm một mực đắm chìm ở trong vô trần bí điển, tại hắn quanh thân, có này từng đạo phù văn lưu chuyển, huyền diệu đến cực điểm. Đột nhiên, Tiêu Phàm quanh thân thần văn bỗng nhiên biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, gần như đồng thời, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo thần quang. Vô Trần Bí Điển, thật đúng là huyền diệu a, khó trách năm đó Vô Trần Thiên Cung như thế cường đại. Tiêu Phàm hít sâu một cái. Những ngày qua, hắn một mực đang lĩnh hội Vô Trần Bí Điển, lĩnh hội càng nhiều, hắn phát hiện Vô Trần Bí Điển càng ngày càng ảo diệu vô tận. Dù là hắn mượn nhờ vô tận chiến điển, trong lúc nhất thời cũng nhìn không thấu. Bất quá, hơn một tháng thời gian, Tiêu Phàm cũng rốt cục chân chính trở thành một cái cao giai thần điêu sư. Lấy hắn đối thần văn hiểu rõ, không chỉ có thể tùy tiện điều khiển ở trong vô trần cung lấy được thần điêu, hơn nữa mình cũng có thể chế tạo ra thần điêu thú. Nhạc Nhất Sơn hẳn là cũng không sai biệt lắm mang theo Liễu Chu Hồn chạy tới a. Tiêu Phàm ngâm khẽ một tiếng. Tiêu Phàm cút ra đây. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến hét lớn một tiếng, mấy cỗ cường đại khí thế chính đang đánh thẳng vào tiểu viện bên ngoài trận pháp, bất quá trận pháp lại là so Tiêu Phàm tưởng tượng muốn cường đại, những người kia không công mà lui, liền chỉ có thể phá vỡ mắng to. Tiểu viện bên ngoài, giờ phút này tụ tập vô số thân ảnh, cầm đầu là bốn cái thanh niên nam tử, mỗi người trên thân đều phát ra một cỗ bá đạo khí thế. Vừa mới gầm thét người, chính là trước mấy ngày bị Tiêu Phàm đánh bại Lạc Vấn Hàn, giờ phút này đang phẫn nộ nhìn chằm chằm số một tiểu viện, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Tại hắn bên cạnh là ba cái thanh niên, trong đó một cái hồng y, một cái áo đen cùng một cái thanh y,
mỗi người đều có bản thân riêng biệt phong cách, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm tiểu viện bên trong. Tuyệt Ngân, La Thập Tam, Vân Hàn sư huynh bọn họ đều trở về. Lần trước Lạc Vân Hàn sư huynh bị tiểu tử kia đánh bại sau đó, đoán chừng không cam lòng, mang theo Tuyệt Ngân sư huynh bọn họ trở về tìm lại mặt mũi. Cũng đúng, Tử Vân Phong sư huynh mặc dù có thể ổn áp bọn họ một bậc, nhưng là không dám tự tiện tiến vào số một tiểu viện tu luyện, lại thế nào nhường một cái tân tấn tiểu tử chiếm lấy số một tiểu viện đây. Tứ đại chân truyền đích thân đến, cũng coi như là cho hắn mặt mũi, lần này có trò hay nhìn. Đoàn người một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, bọn họ tựa như ước gì Tiêu Phàm cùng bốn người này đại chiến một trận. Có thể đi tới nơi này, đều là Tử Vũ Phong nội môn đệ tử, hơn nữa đều là cổ thần cảnh tu vi, nhưng là, bọn họ đều không có tư cách đơn độc mở ra động phủ. Những cái này tiểu viện bọn họ mặc dù có thể đi vào tu luyện, nhưng lại cần không ít thần thạch mới có thể tu luyện một ngày, hơn nữa thần linh chi khí mức độ đậm đặc cũng không bằng phía trên những cái kia tiểu viện. Mà chân truyền đệ tử, là có thể tùy ý lựa chọn tiểu viện tu luyện, hơn nữa một khi tuyển trung viện rơi, những người khác đều không thể lần nữa tiến vào, đây cũng là nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử đãi ngộ chênh lệch. Tiểu tử, cút ra đây, thật lâu nhìn thấy Tiêu Phàm bất phi sở động, trong đó cái kia hồng y thanh niên nhìn không được, gầm thét một tiếng, thiếu chút nữa thì nhìn không được động thủ. Hắn một bộ áo bào đỏ giống như hỏa diễm đồng dạng nhảy lên. Mi tâm có một đạo chu sa đường vân, dường như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, lộ ra một cỗ thần bí khí tức. Tiểu tử này sẽ không dám đi ra a. Chu Vi xem tu sĩ bí mật truyền âm, một mặt khinh thường nhìn xem số một tiểu viện bên trong. Két, cũng liền ở lúc này, tiểu viện cửa phòng mở ra, một bộ hắc bào Tiêu Phàm đi ra, thần sắc đạm nhiên nhìn xem bốn phía, quét đám người chung quanh một cái, cuối cùng rơi vào cửa ra vào bốn người trên người. Lần trước đánh người đánh không đủ, Tiêu Phàm đóng lại cửa phòng, lúc này mới nhàn nhạt nhìn xem Lạc Vấn Hàn nói. Hắn rất rõ ràng, bất luận cái gì địa phương đều chỉ tôn trọng cường giả, nếu là yếu đi uy phong, ngược lại sẽ bị những người này khi dễ. Nếu như hắn Tiêu Phàm thực lực không mạnh, đoán chừng không chỉ là Lạc Vấn Hàn đi lên khi nhục hắn, liền là những người khác cũng sẽ thay nhau ra trận, đến lúc đó chỉ có thể trở thành trò cười. Lạc Vấn Hàn sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng là một câu đều không nói ra được đến, lần trước bị Tiêu Phàm một quyền đánh bay, thôn phệ không ít thần đan mới miễn cưỡng khôi phục thương thế. Tiểu tử, người rất phách lối. Lạc Vấn Hàn còn không có mở miệng, cái kia hồng y thanh niên liền tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi lại là ai? Tiêu Phàm đạm mạc nhìn hồng y thanh niên một cái, hắn trên người phát ra một cỗ kỳ diệu khí tức, nhưng Tiêu Phàm cũng đại khái có thể đánh giá ra hắn tu vi. Cổ thần cảnh trung kỳ. Không thể không nói, Thiên Võ Thần Sơn độc bá Thiên Vũ vực quả thật có đầy đủ vốn liếng, chỉ là trẻ tuổi một đời, liền có thể ép tới cái khác nhị lưu thực lực không thở nổi. Cổ thần cảnh trung kỳ, nếu là đặt ở U Vân Phủ, cũng đã xem như số một số hai cường giả. Có thể đến nơi này, bọn họ chỉ là chân truyền đệ tử mà thôi. Tuyệt Ngân, hồng y thanh niên đối xử lạnh nhạt nhìn qua Tiêu Phàm, hắn rất khó chịu Tiêu Phàm thái độ. Thân làm chân truyền đệ tử, phóng tầm mắt Thiên Võ Thần Sơn, hắn cũng là không ai không biết hiểu nhân vật. Có thể Tiêu Phàm dĩ nhiên không quen biết hắn, cái này khiến hắn như thế nào dễ chịu. Người so với ta phách lối, đến ta tiểu viện bên ngoài kêu la om sòm, chẳng lẽ cũng giống như hắn, cũng cần ăn đòn sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, trong giọng nói đều là miệt thị ý. Cần ăn đòn, Tuyệt Ngân mắt lộ ra hung quang. Phẫn nộ cùng sát ý giống như thủy triều mãnh liệt cuộn trào ra, chào hỏi không đánh, hướng thẳng đến Tiêu Phàm đánh giết mà đi. Nhìn đến hay là cái hỏa bạo tính tình, đã ngươi cần ăn đòn, vậy được toàn bộ ngươi. Tiêu Phàm không nghĩ đến Tuyệt Ngân chào hỏi không đánh liền hướng về hắn đánh tới, ánh mắt bỗng lạnh lẽo, dưới chân đạp mạnh, quanh thân thần lực sôi trào mà ra, toàn bộ hư không đều chấn động lên. Lần trước một quyền đẩy lui Lạc Vấn Hàn. Tiêu Phàm nguyên bản coi là bọn họ sẽ chướng điểm trí nhớ, có thể hiện tại nhìn đến, nhưng hắn thất vọng rồi. Có ít người, liền là quá tự cho là đúng, không cho hắn giáo huấn, vĩnh viễn cũng không biết trời cao bao nhiêu, địa dày bao nhiêu. Trích tinh thủ, Tiêu Phàm trong lòng một tiếng quát nhẹ, tiện tay hất lên, một đạo to lớn trưởng ấn từ hắn vị trí bắn nhanh ra, chớp mắt liền đi tới Tuyệt Ngân trước người, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng.
Huyền Nguyệt cổ vực Nguyệt gia trích tinh thủ. Tuyệt Ngân sắc mặt biến hóa, quanh thân phồng lên lấy thần lực, gầm thét một tiếng, Tuyệt Dương thủ. Hắn bỗng nhiên hóa quyền làm trưởng, một cái thiêu đốt lên xích hồng sắc hỏa diễm cự trảo quét ngang mà ra, ngăn ở trước mặt hắn, cùng trích tinh thủ đụng vào nhau. Đột nhiên, hai bàn tay 10 ngón đan xen, lẫn nhau lôi xé, bá đạo lực lượng hướng về tứ phía bát phương bao phủ mà đi, đáng sợ cơn bão năng lượng nộ khiếu tâm hư không. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm cùng Tuyệt Ngân bàn tay cũng đụng vào nhau, thần lực phồng lên, hư không đều bị phân ra, một kim một hồng, hết sức bắt mắt. Không gì hơn cái này, Tuyệt Ngân nhếch miệng cười một tiếng, trước đó hắn nghe Lạc Vấn Hàn nói Tiêu Phàm như thế nào cường đại, có thể hiện tại, bản thân lại tùy tiện liền chặn lại hắn, trong lòng đối Tiêu Phàm thực lực cũng có chút khinh thường lên. Nếu như Tiêu Phàm chỉ có dạng này thực lực mà nói, vậy hắn cũng không xứng đem số một tiểu viện chiếm thành của mình. Có đúng không? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, thể nội phát ra từng đợt tiếng long ngâm, hắn khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Tuyệt Ngân cẩn thận, Lạc Vấn Hàn cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí thế, vội vàng nhắc nhở. Không cần Lạc Vấn Hàn nhắc nhở, Tuyệt Ngân cũng cảm nhận được Tiêu Phàm khí thế cường đại, con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt đều là vẻ khó tin. Ầm một tiếng nổ vang. Không đợi Tuyệt Ngân phát lực, hắn thân thể liền ngã bay mà ra, hư không truyền đến một trận nứt xương thanh âm. Hắn chân đạp địa mặt trượt ra chừng 10 trượng mới đứng vững thân hình, mặt lộ ngưng trọng, người nào cũng không có phát hiện, Tuyệt Ngân trong tay áo bàn tay ở kịch liệt run rẩy. Vừa mới Tiêu Phàm nháy mắt bộc phát ra gấp mấy lần lực lượng, triệt để khiếp sợ đến hắn, hắn hiện tại mới biết được, Lạc Vấn Hàn thật không có lừa hắn, người này lực lượng. Đồng giai đoán chừng không mấy người có thể so sánh. Hắn rốt cuộc lại đẩy lui Tuyệt Ngân, đoàn người kinh ngạc lên tiếng, tựa như gặp quỷ một dạng. Vô luận là Lạc Vấn Hàn, hay là Tuyệt Ngân, có thể đều là Tử Vũ Phong chân chính thiên kiêu, lục đại chân truyền một trong A, dĩ nhiên bại như thế triệt để. Bọn họ mặc dù biết rõ Tuyệt Ngân vừa mới cũng không có thi triển ra toàn bộ thực lực, nhưng người nào lại biết rõ. Cái kia áo đen tiểu tử có phải hay không cũng có cất giấu kém cỏi đây. Tử Vũ Phong chân truyền đệ tử, chỉ có dạng này thực lực sao? Tiêu Phàm đạm mạc nhìn xem Tuyệt Ngân, lại quét Lạc Vấn Hàn cùng hai người khác một cái, trong mắt lóe qua một vòng ác liệt. Lời này vừa nói ra, đoàn người tức khắc trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Tiểu tử này, cũng dám quần chào tất cả mọi người, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ mấy người liên thủ đối phó hắn? Hay là nói, hắn thực lực cũng đã cường đại đến không sợ Tuyệt Ngân bốn người cấp độ. Nhưng mà sau một khắc, làm cho tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên nâng lên tay, chỉ một cái khác hắc bào cùng thanh bào thanh niên nói, các ngươi cũng chớ nhìn, cùng lên đi. Cùng lên đi. Tiêu Phàm lời nói bình thản, nhưng lại giống như một đạo kinh lôi đồng dạng chấn động đến tất cả mọi người kinh hãi không thôi, như nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Gia hỏa này dĩ nhiên thật muốn lấy một địch bốn, nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia 10 phần nghiêm túc thần sắc, đám người một chút cũng không hoài nghi Tiêu Phàm lời nói, gia hỏa này không những cuồng, thực lực cũng cực kỳ cường hoành. Lấy một địch bốn, đừng nói ngươi, liền là Tử Vân Phong bọn họ 5 người, cũng chưa hẳn có thể làm được. Trong đó cái kia thanh bào thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt đều là cừu thị. Vừa tới Tử Vũ Phong, đoán chừng là không hiểu Tử Vũ Phong quy củ. Vậy liền dạy ngươi hiểu một hiểu quy củ. Cái kia hắc bào thanh niên hừ lạnh một tiếng, chậm rãi hướng về Tiêu Phàm đi đến. Tiểu tử, nhớ kỹ, ta gọi Vân Hàn. Thanh bào thanh niên cũng tiến lên đi đến. Ngươi kêu cái gì, ta không hứng thú. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, nói, muốn lên liền lên, đừng nhiều như vậy nói nhảm, ta còn muốn tu luyện. Hừ, thanh bào thanh niên Vân Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng một phen. Hư không đột nhiên rung rung, một đạo thanh sắc quang mang bỗng nhiên xuất hiện, ở hư không ngưng tụ thành một cái mấy chục trượng trưởng cương. Một trưởng này nếu là rơi xuống, đoán chừng bình thường cổ thần cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không chịu nổi. Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, những cái này chân truyền đệ tử, xác thực không phải tầm thường, đáng tiếc, hắn Tiêu Phàm cũng không phải thiên thần cảnh đỉnh phong Tiêu Phàm. Đây là Vân Hàn sư huynh bài Vân Thần trưởng, tiểu tử này có thể thảm. Một chiêu này, thế nhưng là giết chết qua cổ thần cảnh hậu kỳ. Bài Vân Thần trưởng, Tiêu Phàm hiếu kỳ đánh giá hư không, chỉ thấy cái kia trưởng cương chung quanh mây mù sôi trào,
ngưng tụ thành nguyên một đám trưởng cương hướng về mặt đất oanh sát mà tới, một cỗ đáng sợ uy thế đáp xuống. Bất quá, Tiêu Phàm lại là bất phi sở động, ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem mặt khác mấy người. Gần như đồng thời, Lạc Vấn Hàn, Tuyệt Ngân, cùng cái kia hắc bảo thanh niên La Thập Tam cũng nháy mắt từ ba cái phương hướng tập sát mà đến. Đao quang kiếm khí trưởng cương răng đầy hư không, phiến thiên địa này đều dường như tiếp nhận không được cỗ kia uy áp, bắt đầu mãnh liệt lay động. Dạng này mới có chút ý tứ, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, đột nhiên hai tay lăng không vạch một cái, từng đạo thần văn xuất hiện ở quanh thân, hắn tựa như nháy mắt đưa thân vào một mảnh khác hư không một dạng. Rầm rầm rầm, mấy tiếng kịch liệt nổ vang, cái kia mây mù trưởng cương đánh tung mà tới, một trưởng mạnh hơn một trưởng. Đè người sông không qua tức giận đến, những cái kia đao quang kiếm khí cũng nháy mắt bao phủ Tiêu Phàm vị trí. Tiểu tử kia không phải là tự sát a? Muốn tự sát cũng không cần cố ý kích nộ tứ đại chân truyền a, muốn chết mà nói, quá dễ dàng. Không phải hắn không hoàn thủ, mà là hắn căn bản liền không có năng lực hoàn thủ. Đoàn người một trận ngạc nhiên, nguyên bản bọn họ coi là Tiêu Phàm thực lực có lẽ sẽ cho bọn hắn mang đến một chút kinh hỉ, có thể không nghĩ đến. Tiêu Phàm thậm chí ngay cả hoàn thủ chỗ trống đều không có. Có thể trở thành chân truyền đệ tử, mỗi người đều là vượt giai chiến đấu nhân vật, bọn họ bốn người liên thủ, cho dù cổ thần cảnh đỉnh phong cũng không chắc có thể địch, huống chi Tiêu Phàm đây. Ở đám người nhìn đến, Tiêu Phàm đã chết không thể chết lại. Nguyên lai chỉ là cuồng vọng chi bối, hừ, chết cũng liền chết. Vân Hàn hừ lạnh một tiếng, hất lên áo bào chuẩn bị rời đi. Vân Hàn cẩn thận. Cũng liền tại hắn quay người một sát na kia, Lạc Vấn Hàn đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Cái gì? Vân Hàn chỉ cảm giác mình thật giống như bị một đầu dã thú tập trung vào đồng dạng, không chờ hắn lấy lại tinh thần, một đạo thủ ấn cũng đã trùng điệp rơi vào trên mặt hắn. Ba một tiếng nổ vang, Vân Hàn trong miệng bay ra một ngụm máu tươi, còn kẹp theo mấy khỏa huyết nha, thân thể giống như cắt đứt quan hệ con diều bay ngược mà ra, đập ầm ầm ở giữa rừng núi. Một màn này, đến quá nhanh, tất cả mọi người đều không lấy lại tinh thần, lại không nghĩ đến, Vân Hàn lại bị một bàn tay đập bay. Mà lúc này, Tiêu Phàm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Lạc Vấn Hàn trước người, đồng dạng một bàn tay giận vung mà ra. Gọi ngươi lắm miệng, Tiêu Phàm băng lãnh phun ra một câu, bàn tay hung hăng quất vào Lạc Vấn Hàn trên mặt, thân thể ở hư không giống như xoắn ốc đồng dạng chuyển động, trực tiếp bị rút ra mấy chục trượng. Đoàn người nhìn thấy một màn này, chỉ cảm giác da đầu tê dại một hồi. Giờ khắc này, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trung ương Tiêu Phàm trên người. Giờ khắc này, mọi âm thanh đều là tĩnh, có thể rõ ràng nghe được bốn phía đoàn người tiếng hít thở. Vân Hàn cùng Lạc Vấn Hàn thế nhưng là tứ đại chân truyền đệ tử A, lại bị cái này không nổi danh tiểu tử cho quạt một bàn tay. Đánh người không đánh mặt. Hai cái này bàn tay, đoán chừng so giết bọn họ còn muốn khó chịu. Cái này cũng từ khía cạnh chứng minh Tiêu Phàm thực lực kinh khủng, đồng dạng tu sĩ sao có thể cho người ngay trước mặt nhiều người như vậy đánh mặt, cái này có thể so sánh giết chết bọn họ đoán chừng còn muốn khó khăn. Có thể Tiêu Phàm làm được, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, chỉ thấy hắn đứng lơ lửng trên không, dường như thần minh đồng dạng, nhàn nhạt nhìn xem cách đó không xa Tuyệt Ngân cùng La Thập Tam hai người. Tuyệt Ngân cùng La Thập Tam hai người mí mắt cuồng loạn, Tiêu Phàm cường đại hoàn toàn vượt quá bọn họ nhận biết. Ở bọn họ nhìn đến, bốn người vây công một người, hoàn toàn là không có bất kỳ huyền niệm gì sự tình, có thể nháy mắt, thì có hai người bị quạt tát tai. Hai người không tự giác cảm giác trên mặt có chút phát lạnh, còn tốt vừa mới Tiêu Phàm rút không phải bọn họ, nếu không mà nói, bọn họ cũng chưa hẳn có thể chống đỡ được. Tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Gầm lên giận dữ từ đằng xa truyền đến, cũng là bị Tiêu Phàm đập bay. Vân Hàn tay cầm một chuôi trường đao sát khí bừng bừng đánh giết mà tới. Bị người ngay trước nhiều người như vậy đánh mặt, Vân Hàn sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Tuyệt Ngân, La Thập Tam, cùng ta liên thủ giết cái này tiểu tạp trùng. Lạc Vấn Hàn cũng nộ trùng mà tới, trên mặt giấu năm ngón tay hết sức màu đỏ tươi. Lần trước bị Tiêu Phàm một quyền oanh hôn mê bất tỉnh đã là vô cùng nhục nhã. Lần này vậy mà còn bị quăng một bàn tay, Lạc Vấn Hàn lửa giận cũng bị triệt để đốt lên. Tuyệt Ngân cùng La Thập Tam hai người nhìn nhau, điểm cuối cùng gật đầu, La Thập Tam nói, Tử Vũ Phong không cho giết người,
đem các ngươi sỉ nhục gấp 10 gấp trăm lần trả lại là được rồi. Thật muốn ở Tử Vũ Phong giết người, bọn họ cũng thật không dám, chỉ là Vân Hàn cùng Lạc Vấn Hàn hai người cũng đã bị Tiêu Phàm một trưởng kia đập mất đi lý trí, chỗ nào còn quản được nhiều như vậy. Bốn người lần nữa đồng thời xuất thủ, khi kiến thức đến Tiêu Phàm cường đại sau đó, bọn họ cũng không dám có bất luận cái gì giữ lại. Tuyệt Ngân quanh thân huyết sắc hỏa diễm quay cuồng, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi huyết sắc trường kiếm, nhiệt độ nóng bỏng liền hư không đều ẩn ẩn tiếp nhận không được. La Thập Tam lại là cầm trong tay phương thiên hỏa kích, chiến ý vô hạn, một kích hung hăng giận bổ xuống, một đạo hắc sắc trường hà bao phủ hư không. Vân Hàn lại liên tục đánh ra mấy trường, thần lực ba động so sánh vừa rồi muốn càng đáng sợ hơn, trường đao càng là chém ra một đầu thiên hà, lộ ra không thể địch nổi phong mang. Bọn họ sẽ không thật muốn giết Tiêu Phàm a. Đoàn người cảm nhận được cái kia đáng sợ khí thế, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhao nhao hướng về nơi xa thối lui, để tránh tai bay vạ gió. Tứ đại chân truyền đồng thời thi triển bá đạo thần thông lực lượng, vương hầu trở xuống, ai dám tranh phong. Giết ta, Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung chậm rãi ngưng kết, chiếm lấy là vô tận băng lãnh. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm quanh thân đột nhiên chán phóng đáng sợ sóng gió. Sóng gió nháy mắt biến thành huyết hồng sắc, tựa như một mảnh huyết hải đồng dạng phóng tới tứ phía bát phương. Thật đáng sợ sát khí, cái này cần giết bao nhiêu người a? Đoàn người không khỏi hít một hơi lạnh. Dù là cách xa nhau vài dặm cự ly, bọn họ cũng cảm thụ toàn thân rét run, Tiêu Phàm cho bọn hắn một loại cảm giác, dường như là trong núi thây biển xác bò đi ra đồng dạng, đáng sợ đến cực điểm. Giờ khắc này, Tiêu Phàm lại là động sát tâm. Bất quá cỗ này sát ý rất nhanh liền biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng, nếu như nơi này không phải Tử Vũ Phong, Tiêu Phàm có lẽ thực sẽ không kiêng nể gì cả. Nhưng là hiện tại, hắn lại sinh sinh ẩn nhìn xuống, chỉ thấy Tiêu Phàm đưa tay vung lên, nguyên một đám hắc sắc vòng xoáy lăng không xuất hiện ở hắn quanh thân, cùng bốn người kịch liệt đụng vào nhau, đoàn người cũng nhìn không thấy hắc sắc vòng xoáy bên trong cảnh sắc. Giờ phút này, Tử Vũ Phong mây mù đỉnh. Đứng lấy mấy đạo thân ảnh, toàn bộ đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem sơn phong phía dưới, nếu như Tiêu Phàm đứng ở nơi này, tự nhiên có thể nhận ra trong đó hai người, chính là Tử Như Cuồng cùng Tử Sam. Phong chủ, Tuyệt Ngân bọn họ bốn người có thể hay không? Tử Sam lo lắng nhìn xem phía dưới, Tiêu Phàm thực lực là mạnh, nhưng muốn chiến thắng tứ đại chân truyền đệ tử, hay là rất khó. Tiểu tử này mới đến, liền không biết điệu thấp làm người. Liền nhất cùng Bách Lý Đao cũng dám đắc tội, chết cũng đáng đời. Một cái khác hắc bào lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Đại trưởng lão nói không sai, người này quá mức không coi ai ra gì, gia nhập ta Tử Vũ Phong cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Lại một cái bà lão mở miệng nói. Mà nói không phải nói như vậy, người trẻ tuổi liền muốn phải có cổ trùng kính, tâm cao gan lớn mới sẽ không ở bách sát chiến trường ăn thiệt thòi, mới có cơ hội vấn đỉnh thần vương cảnh. Tử Sam lắc lắc đầu nói. Sau đó hắn ánh mắt lại là nhìn về phía Tử Như Cuồng, hắn sớm đã giải Tử Như Cuồng ý tứ, tự nhiên muốn đứng ở Tiêu Phàm một phương. Hắn dạng này đắc tội với người chỉ có thể cũng sẽ càng nhiều, tiến vào bách sát chiến trường cũng chỉ sẽ chết càng nhanh. Hắc bào lão giả đại trưởng lão lại nhàn nhạt đáp lại nói, nhìn như là nói Tiêu Phàm, trên thực tế lại là đang cùng Tử Sam giao phong. Liền cùng người khác giao chiến dũng khí đều không có. Cho dù lấy được cơ duyên cũng vô duyên thần vương cảnh, như thế càng thêm không tất yếu tiến vào bách sát chiến trường. Tử Sam một bước không nhường đường. Tốt, nhìn thấy đại trưởng lão còn chuẩn bị nói cái gì, Tử Như Cuồng đột nhiên quát nhẹ một tiếng, đám người vội vàng cúi đầu, không dám mở miệng. Chốc lát sau đó, Tử Như Cuồng mới nói, biết rõ ta Tử Vũ Phong tại sao mấy ngàn trên vạn năm đều không có thần vương cảnh sinh ra sao. Đám người nghi hoặc không hiểu. Không biết vì sao nhìn xem Tử Như Cuồng. Không chỉ ta Tử Vũ Phong, Thái Võ Thần Sơn cũng là như thế, Tử Sam nói không sai, nói dễ nghe, là quá cẩn thận, nói không tốt nghe lời, kia chính là quá tham sống sợ chết. Tử Như Cuồng ngưng tiếng nói, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào nơi xa chiến đấu. Dừng một chút, hắn lại nói Tử Vũ Thần Vương Tiên Tổ tái thế thời điểm, ta Thiên Võ Thần Sơn cỡ nào huy hoàng. Nếu như ngay cả cùng thiên hạ tranh phong dũng khí đều không có, lại như thế nào đột phá thần vương cảnh? Như thế nào trấn hưng ta Thiên Vũ vực? Đám người một trận trầm mặc,
đại trưởng lão mấy người trên mặt không khỏi lộ ra xấu hổ. Cái này chiến đấu các ngươi không cần lo, Tử Như Cuồng lưu lại một câu, liền bỗng nhiên biến mất ở nguyên chỗ. Là, điện chủ, đám người ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng kinh thiên nổ vang lần nữa hấp dẫn bọn họ lực chú ý, nhao nhao hướng về phía dưới nhìn lại, lại là nhìn thấy một đóa mây hình nấm trùng thiên mà lên. Đáng sợ hắc sắc vòng xoáy hướng về bốn phía khuếch tán, thôn phệ tất cả, hủy diệt tất cả. Trong hư không, bốn đạo thân ảnh bị tung bay, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, bốn người không phải kẻ khác, chính là Lạc Vấn Hàn bọn họ. Tuyệt Ngân bọn họ bốn người bại, Tử Sam mắt trợn tròn nhìn xem phía dưới tất cả, cái khác trưởng lão cũng là kinh ngạc không hiểu. Không chỉ đám bọn hắn, ở đây tất cả mọi người toàn bộ đều rung động không thôi, đây chính là tứ đại chân truyền đệ tử A, vậy mà liền dạng này bại, bại cũng quá đơn giản A. Rất nhiều người không tin bản thân chứng kiến hình ảnh, có thể bọn họ lại không thể không tin tưởng. Số một tiểu viện bên ngoài, một bộ hắc bào Tiêu Phàm lẳng lặng đứng ở cái kia, hắn áo bào có chút phá toái, sợi tóc có chút lộn xộn, nhưng lại không mất thong dong, sắc mặt âm trầm nhìn xem bốn phía. Hiển nhiên, vừa mới một trận chiến, mặc dù đánh bại bốn người, nhưng hắn mình cũng bị thương nhẹ. Bất quá giờ phút này, lại không người dám khinh thường Tiêu Phàm, có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại tứ đại chân truyền, cũng đã đủ để chứng minh hắn mạnh, chí ít không phải bọn họ có thể làm được. Người ở đây mặc dù đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người, nhưng giờ phút này, bọn họ nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đều tồn tại một tia kính phục, rất nhiều người thậm chí đang nghĩ, tại sao đánh bại bốn người không phải bản thân. Đến quá lâu đi, nếu đã tới, cũng không cần trốn trốn tránh tránh. Đột nhiên, thần sắc đạm mạc Tiêu Phàm đột nhiên chuyển hướng nơi xa cổ lâm, một sợi tinh quang bắn ra. Nơi đó có người, đoàn người theo Tiêu Phàm ánh mắt nhìn lại, nhìn chằm chằm nơi xa giữa rừng núi, bọn họ trong lòng hiếu kỳ, là người nào, nhường Tiêu Phàm như thế thận trọng đối đãi đây. Chờ đợi nửa ngày, cái kia sơn lâm vẫn như cũ bình tĩnh như thường, cũng không có người nào xuất hiện. Gia hỏa này sẽ không nhìn lầm rồi à, có khả năng. Đoán chừng hắn địch nhân không ít, thời thời khắc khắc đều tưởng rằng có người theo dõi hắn. Ta linh hồn chi lực đảo qua, nơi đó căn bản không có người nào a. Đoàn người xì xào bàn tán, ánh mắt lại không khỏi lườm Tiêu Phàm một cái. Tử Vân Phong, ngươi còn chuẩn bị tiếp tục xem tiếp đi sao? Cũng liền ở lúc này, bị Tiêu Phàm đánh bay Tuyệt Ngân xoa xoa khóe miệng máu tươi, thần sắc lạnh lùng nhìn xem cái kia sơn lâm nói. Tử Vân Phong là Tử sư huynh trở về. Đoàn người kinh ngạc, không ít người lộ ra vẻ sùng bái, một chút hoa si nữ tử càng là ánh mắt sáng quắc, tựa như gặp được bản thân ý trung nhân một dạng. Lúc này, Lạc Vấn Hàn, La Thập Tam cùng Vân Hàn ba người cũng đứng vững vàng thân hình, ba người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương không nhẹ. Bọn họ cũng quay đầu nhìn về phía mảnh này sơn lâm, không khỏi nhíu mày. Hô, đột nhiên một đạo tử sắc lưu quang từ cái kia giữa rừng núi bắn ra, nháy mắt xuất hiện ở trên không trung, đó là một cái tử y thanh niên. Tử y thanh niên mày kiếm mắt sáng, mi tâm nạm một mai tử toản, chiếu lấp lánh, cả người phong thần như ngọc, tuấn giật chiếu xuống, không nhiễm mảy may khói lửa. Hiển nhiên, tử y thanh niên liền là Tử Vân Phong, hắn thần sắc đạm mạc nhìn xem Tiêu Phàm, một bước hướng về số một tiểu viện đi tới. Quả nhiên là Tử Vân Phong sư huynh, vừa mới ta dùng linh hồn chi lực dò xét, dĩ nhiên không có phát hiện. Đoàn người kinh kêu ra tiếng, một mặt sùng bái nhìn xem Tử Vân Phong. Rốt cuộc đã đến ra dáng điểm, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, cũng không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại một bộ soi mói bộ dáng. Tiêu Phàm, nhìn ngươi còn có thể phách lối đến lúc nào, Tử Vân Phong sư huynh tùy tiện liền có thể ngược ngươi chết. Còn không ngoan ngoãn đem số một tiểu viện nhường ra đến, có lẽ Tử Vân Phong sư huynh tâm tình tốt, không so đo với ngươi. Đoàn người nghe được Tiêu Phàm lời nói, mười phần khó chịu, bắt đầu la ầm lên. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, không bị ngoại giới nhiễu, trong lòng lại là có chút nghi hoặc. Trước đó từ bọn họ trong lời nói, Tiêu Phàm biết rõ, lần này kêu tiểu viện không chỉ có đại biểu thực lực, còn có địa vị, Tử Vũ Phong cùng sở hữu lục đại chân truyền. Ai cũng ép không được người nào, cho nên số một tiểu viện một mực trống không. Có thể hiện tại hắn lại phát hiện không phải chuyện như thế,
tựa như Tử Vân Phong hoàn toàn có thực lực chiếm cứ số một tiểu viện đồng dạng, những người kia sùng bái ánh mắt hiển nhiên không phải giả. Thậm chí, Tuyệt Ngân bọn họ nhìn về phía Tử Vân Phong đều có chút kiêng dè, thế nhưng là, Tử Vân Phong tại sao không tiến nhập số một tiểu viện đây? Trên người hắn khí tức có chút không ổn định, đoán chừng là vừa mới đột phá a. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra, Tử Vân Phong quanh thân thần lực ba động 10 phần hùng hậu, lại có chút hỗn loạn, hẳn là đột phá không lâu, Tử Vân Phong trước đó không cách nào áp chế cái khác không cách nào chân truyền cũng liền nói qua đi. Ngươi liền là Tiêu Phàm. Tử Vân Phong ở cự ly Tiêu Phàm mấy trượng có hơn hư không ngừng lại, quan sát phía dưới, thần sắc hờ hững vô cùng. Muốn chiến liền chiến, từ đâu tới nhiều như vậy nói nhảm, bại ngươi, cũng không có người đến cái này quấy rầy ta tu luyện. Tiêu Phàm không nghĩ đến Tử Vân Phong dĩ nhiên nhận biết bản thân, trong lòng cũng hơi hơi ngoài ý muốn. Bất quá, hắn nhưng không có nhiều như vậy tâm tư cùng bọn họ lãng phí thời gian, trước đó một quyền đẩy lui Lạc Vấn Hàn không đưa đến hiệu quả, hiện tại Lạc Vấn Hàn lại mang theo mặt khác ba người tìm tới cửa. Tiêu Phàm cũng không muốn qua một lúc Tử Vân Phong cùng mặt khác cái kia gọi Bi Thiên U người tìm tới cửa, tất nhiên Tử Vân Phong đến, vậy liền dứt khoát một trận chiến. Chỉ cần đánh bại Tử Vân Phong, tiếp xuống liền chỉ cần yên lặng chờ bách sát chiến trường mở ra liền có thể. Tử Vân Phong nhíu mày, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên không đem hắn để ở trong mắt, sắc mặt cũng biến băng lạnh, cũng tốt, ta cũng phải nhìn xem, có thể giết chết Lục Kinh Long, chiến thắng Lục Vô Trần người, đến cùng có mấy phần thực lực. Giết chết Lục Kinh Long, chiến bại Lục Vô Trần, đoàn người nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, như nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Lục Kinh Long là ai? Đây chính là chủ phong trưởng lão, Lục Kinh Thiên thân đệ đệ a, lại bị hắn giết. Giết cũng liền bình thường, vậy mà còn điềm nhiên như không có việc gì xuất hiện ở Thiên Võ Thần Sơn, không thể không nói hoàn toàn là một cái kỳ tích. Chiến thắng Lục Vô Trần, phóng tầm mắt Thiên Võ Thần Sơn, Lục Vô Trần cũng là bài danh top 5 thiên tài nhân vật a, dĩ nhiên cũng bại ở trong tay người này. Giờ khắc này, đoàn người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng hoàn toàn biến bất đồng, cho dù Tuyệt Ngân bọn họ cũng là mí mắt một trận cuồng loạn, bọn họ lúc này mới minh bạch, bản thân thua với Tiêu Phàm cũng không oan uổng. Bọn họ tự xưng thiên tài, nhưng tự nhận là không phải Lục Vô Trần đối thủ, Tiêu Phàm có thể chiến thắng Lục Vô Trần, đánh bại bọn hắn cũng là không gì đáng trách sự tình. Bất quá khi cảm nhận được trên mặt nóng bỏng nhiệt độ lúc, Vân Hàn cùng Lạc Vấn Hàn hai người vẫn như cũ sát khí phủ hiện. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha Tiêu Phàm. Người biết rõ ngược lại là rất nhiều. Tiêu Phàm thần sắc như thường, ngữ khí cũng đột nhiên biến băng lạnh, đứng ở phía trên nói chuyện thoải mái sao. Cho ta xuống tới, Tiêu Phàm đưa tay chính là một cái tát đi lên, vẫn là Trích Tinh Thủ, bá đạo trưởng cương chớp mắt liền đi tới hư không. Nguyệt gia Trích Tinh Thủ tuy mạnh, nhưng người dùng lại là dở dở ương ương. Tử Vân Phong nhàn nhạt lắc lắc đầu. Trong nháy mắt nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo kiếm quang bỗng nhiên bắn ra, Trích Tinh Thủ bạo tán mà ra, hóa thành vô số quang vũ tiêu tán tứ phương. Tử sư huynh vô địch, đoàn người nhìn thấy, tức khắc hoan hô lên. Nhìn thấy Tử Vân Phong tùy tiện phá hủy Tiêu Phàm cái này ngoại lai giả công kích, bọn họ trong lòng đều có loại tự hào cảm giác. Nhưng mà, Tử Vân Phong lại cao hứng không nổi, bởi vì Tiêu Phàm cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Chớp mắt không đến công phu liền xuất hiện ở hắn trước người, tay cầm một chuôi trường kiếm, nổi giận chém mà ra. Nghịch loạn chi kiếm, theo lấy Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, đầy trời huyết sắc kiếm khí lấy hắn làm trung tâm nở rộ mà ra, sắc bén kiếm khí lôi xé tứ phương, nháy mắt đem Tử Vân Phong vây quanh ở trung ương. Tử Vân Phong nhìn thấy, lông mày hơi nhíu, Tiêu Phàm tốc độ hiển nhiên cũng vượt qua hắn dự liệu, bất quá hắn mặt không đổi sắc, vẫn như cũ nhàn nhạt nhấn một ngón tay. Lưu Vân kiếm chỉ thấy đầy trời kiếm khí phong bạo từ Tử Vân Phong đầu ngón tay nở rộ, tử sắc kiếm khí đập xuống, đón lấy Tiêu Phàm nghịch loạn chi kiếm. Sau một khắc, nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy cái kia nghịch loạn vô tự huyết sắc kiếm khí, ở nơi này tử sắc kiếm khí đánh xuống, dĩ nhiên quỷ dị biến mất. Không, nói cho đúng không phải biến mất, mà là sáp nhập vào Tử Vân Phong kiếm khí bên trong, kiếm của hắn khí biến được càng thêm cường thế. Dung hợp ta công kích, đây là cái gì thần thông? Tiêu Phàm nheo mắt, hơi hơi kinh ngạc nhìn xem Tử Vân Phong.
Không đợi Tiêu Phàm kịp phản ứng, cái kia đầy trời kiếm khí cũng đã nuốt sống hắn, lôi xé hắn áo bào, trên mặt đều bị mấy đạo kiếm khí cắt vỡ. Ngự, Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, quanh thân hắc sắc vòng xoáy tái hiện, điên cuồng hướng về cái kia đầy trời tử sắc kiếm khí rảo sát tới. Bang bang, hư không một trận kịch liệt va chạm vang lên, thần thông ngự trung quy là chặn lại cái kia đầy trời kiếm khí, bất quá Tiêu Phàm không có may mắn, ánh mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm những cái kia tử sắc kiếm khí. Thần thông ngự uy lực hắn rất rõ ràng, cho dù liền Lục Kinh Long đều có thể chém giết, mà hiện tại, lại chỉ có thể cùng ngăn cản Tử Vân Phong công kích, cái này khiến Tiêu Phàm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người dĩ nhiên nắm giữ loại này thần thông, Tiêu Phàm con người hơi co lại, bỗng nhiên hiểu cái gì, nhìn về phía Tử Vân Phong ánh mắt cũng nháy mắt biến vô cùng thận trọng lên. Từng ấy năm tới nay như vậy, Tiêu Phàm đối mặt đồng giai tu sĩ, còn chưa bao giờ thận trọng như thế qua. Dù là trước đó đối mặt Vũ Văn Tiên, Tiêu Phàm cũng không có. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm lại không thể không ngưng trọng đối đãi. A, dĩ nhiên chặn lại, Tử Vân Phong cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, một chiêu này, hắn thế nhưng là rất ít trước mặt người khác sử dụng, dù là trước kia cùng Lạc Vấn Hàn bọn họ giao thủ, hắn cũng chưa dùng qua. Bởi vì ở hắn nhìn đến, Lạc Vấn Hàn bọn họ căn bản không đáng hắn sử dụng. Hắn cũng cho tới bây giờ không để ý qua số một tiểu viện sự tình. Những cái này chân truyền đệ tử bên trong, hắn thân phận đặc thù nhất, chính là Tử Vũ Phong dòng chính, cũng không kém điểm ấy thần linh chi khí, cho nên cũng không tất yếu bại lộ hắn át chủ bài. Tử Vân Phong một mực cho rằng, bản thân nếu thi triển loại này thần thông, dù là tiến vào Thiên Võ Thần Sơn trẻ tuổi một đời trước ba cũng không thành vấn đề. Có thể hiện tại, hắn thần thông dĩ nhiên Tiêu Phàm chặn lại. Cái này khiến hắn như thế nào không kinh ngạc đây? Khó trách có thể đánh bại Lạc Vấn Hàn bọn họ bốn người, người quả thật có thực lực cùng ta một trận chiến. Tử Vân Phong thản nhiên nói, vẫn như cũ giống như cao cao tại thượng vương giả một dạng. Đáng tiếc, người vẫn như cũ không có tư cách cùng ta một trận chiến. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong đáy lòng lại không dám khinh thị Tử Vân Phong. Chỉ là rất khó chịu Tử Vân Phong cái kia cao cao tại thượng bộ dáng mà thôi. Trên chiến lược khinh thị địch nhân, chiến thuật bên trên coi trọng địch nhân, đây là Tiêu Phàm tác phong trước sau như một. Hừ, ta cũng phải nhìn xem, người có thể chống đỡ đến lúc nào. Tử Vân Phong hừ lạnh một tiếng, qua nhiều năm như vậy, hắn mặc dù không có bại lộ bản thân toàn bộ lực lượng, nhưng là chưa bao giờ bị người như thế khinh thị qua. Thoại âm rơi xuống. Tử Vân Phong trên người bỗng bộc phát ra đáng sợ khí tức, tử sắc quang mang từ trên người hắn nở rộ, toàn bộ đều tràn vào kiếm chỉ bên trong. Tử sắc kiếm khí uy lực lần nữa tăng cường mấy phần, những nơi đi qua, cái kia màu đen vòng xoáy tức khắc bạo tán ra, bàng bạc năng lượng lần nữa hướng về cái kia tử sắc kiếm khí bên trong dũng mãnh lao tới. Này tăng kia giảm, Tiêu Phàm thần thông rốt cục chống đỡ không nổi, bắt đầu nhao nhao bạo tán ra, Tiêu Phàm thân thể cũng không chịu nổi. Bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau. Táng quang kiếm, lúc này, Tử Vân Phong một tiếng quát nhẹ, ngón tay hóa kiếm, một đạo tử sắc kiếm quang ở hư không ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt, liền cũng đã xuyên thủng Tiêu Phàm thân thể, sau đó bị vô số tử sắc kiếm khí phá tan thành từng mảnh. Một màn này, đoàn người đôi mắt đẹp nhìn ở trong mắt đều là kinh hãi. Tiêu Phàm chết, đoàn người lên tiếng kinh hô, trong lòng rung động không thôi. Một cỗ hàn khí lặng yên dâng lên. Lạc Vấn Hàn, Tuyệt Ngân, La Thập Tam cùng Vân Hàn bốn người cũng trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bọn họ cùng Tử Vân Phong không chỉ một hai lần giao thủ, có thể cho tới bây giờ chưa từng gặp như thế cường đại Tử Vân Phong, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tử Vân Phong có thể giết chết Tiêu Phàm. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Không đúng, hắn một mực đang ẩn giấu thực lực. Lạc Vấn Hàn hít sâu một cái nói, nhìn về phía Tử Vân Phong ánh mắt càng thêm kiêng kỵ. Không chỉ như thế, hắn hiện tại làm tiếp đột phá, cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh hậu kỳ, sợ là mặt khác ngũ phong những người kia, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tuyệt Ngân sắc mặt khó coi đến cực điểm. Cho tới nay, bọn họ đều tưởng rằng mình cùng Tử Vân Phong thực lực tương xứng, nhưng mà hiện tại, bọn họ lúc này mới phát hiện là cỡ nào buồn cười. Bọn họ bốn người liên thủ đều không phải Tiêu Phàm đối thủ, có thể Tử Vân Phong, một mình một người liền giết chết Tiêu Phàm.
Phải biết, Tiêu Phàm thế nhưng là giết chết qua Lục Kinh Long, đánh bại qua Lục Vô Trần, hiện tại Tử Vân Phong giết Tiêu Phàm, chẳng phải là nói rõ, hắn cũng có thể giết chết Lục Kinh Long, chiến thắng Lục Vô Trần. Ta liền biết rõ, Tử Vân Phong sư huynh là vô địch, tiểu tử kia tự cho là đúng, hiện tại chết cũng đáng đời. Bách sát chiến trường mở ra, Tử Vân Phong sư huynh tất nhiên có thể thu hoạch được cơ duyên, đột phá thần vương cảnh, trọng trấn ta Tử Vũ Phong, nhất là cái kia người ngoại lai có thể so sánh. Chết cũng liền chết rồi, ai bảo hắn quá không coi ai ra gì nữa nha, vừa đến đã nghĩ chiếm lấy số một tiểu viện, thực sự là buồn cười. Đoàn người từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, trên mặt tràn đầy kinh hỉ, đối với Tiêu Phàm chết, ngược lại là không người quan tâm. Tử Vân Phong đứng lơ lửng trên không, nhàn nhạt nhìn xem Tiêu Phàm thân thể nổ tung địa phương, lắc lắc đầu nói, có thể chết ở ta thần thông phía dưới, ngươi cũng chết có ý nghĩa. Thoại âm rơi xuống, Tử Vân Phong quay người liền chuẩn bị rời đi, tựa như không nguyện ý ở trong này ở lâu một hồi. Nhưng mà, cũng liền tại hắn quay người một sát na kia, một đạo đạm mạc thanh âm bỗng vang lên, Tử Vân Phong toàn thân khẽ run, đột nhiên quay người hướng về phía dưới nhìn lại. Không hổ là bài danh thiên hạ đệ bát thần thông đồng hóa, quả nhiên có chút ý tứ. Thanh âm không lớn, nhưng là tất cả mọi người đều nghe nhất thanh nhị sở, đoàn người trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Một thoáng thời gian, tất cả mọi người ánh mắt nháy mắt tụ tập ở số một tiểu viện vị trí, không, nói cho đúng là nhìn chằm chằm cửa gian phòng miệng, vừa mới thanh âm kia liền là từ trong phòng truyền đến. Két một tiếng. Cửa phòng lần nữa mở ra, lập tức một đạo thân ảnh từ trong phòng bước đi ra. Tiêu Phàm, có người quái khiếu một tiếng, nháy mắt nhận ra người kia. Toàn trường tu sĩ đều kinh hãi không thôi, đứng đó người không phải kẻ khác, chính là vừa mới bị Tử Vân Phong giết chết Tiêu Phàm. Thế nhưng là, Tiêu Phàm không phải đã chết rồi sao? Trước mắt Tiêu Phàm lại là ai? Ta biết, vừa mới cùng Tử Vân Phong sư huynh chiến đấu không phải hắn bản thể. Mà là hắn luyện chế phân thân. Một cái thế hệ trước tu sĩ kêu sợ hãi một tiếng, nhìn hiểu nguyên do trong đó. Phân thân, đoàn người hô hấp cũng biến dồn dập lên, nếu quả thật là dạng này, cái kia vừa mới toàn thắng Lạc Vấn Hàn bọn họ bốn người, chỉ là Tiêu Phàm phân thân. Giờ khắc này, đoàn người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa biến hóa, một cái phân thân liền cường hoành như thế, vậy hắn bản thể, lại là như thế nào đáng sợ? Đoàn người cũng cái này mới hiểu được, đúng rồi, trước đó Tiêu Phàm rời đi tiểu viện, dựa theo đạo lý tới nói, đại trận hẳn là triệt hồi mới đúng. Có thể Tiêu Phàm tiểu viện đại trận vẫn như cũ không có biến mất, duy nhất khả năng chính là, Tiêu Phàm vẫn không có rời đi tiểu viện. Phốc, Lạc Vấn Hàn cùng Vân Hàn hai người không nhịn được lại phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt đỏ bừng nhìn xem Tiêu Phàm. Nghĩ đến bản thân lại bị Tiêu Phàm phân thân quạt một bàn tay. Hai người trong lòng liền mười phần cảm giác khó chịu. Tuyệt Ngân cùng La Thập Tam hai người cũng không tốt gì, thần sắc âm tình bất định, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hừ, phân thân lại như thế nào, ta có thể giết ngươi phân thân, cũng đồng dạng có thể giết ngươi bản thể. Tử Vân Phong ngữ khí lạnh như băng nói. Cùng Tiêu Phàm phân thân chiến đấu, nhưng hắn có loại bị người trêu đùa cảm giác, nguyên bản hắn tràn đầy tự tin coi là giết chết Tiêu Phàm. Có thể trấn nhiếp Tử Vũ Phong trẻ tuổi một đời. Có thể hiện tại mới phát hiện, bản thân chỉ là bị Tiêu Phàm trêu đùa thằng hề mà thôi, Tử Vân Phong trong lòng lửa giận liền không đánh một chỗ đến. Ta cũng muốn thử xem, trong truyền thuyết thiên hạ đệ bát thần thông, đến cùng như thế nào. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, dưới chân đạp mạnh, nháy mắt xuất hiện ở Tử Vân Phong cách đó không xa. Ta sẽ nhường ngươi minh bạch, Tử Vân Phong cười lạnh một tiếng. Thần sắc băng lãnh đến cực điểm, mở ra trong tay, một chuôi tử sắc trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó, cường hoành khí thế từ Tử Vân Phong trên người bộc phát ra, một cỗ kỳ lạ năng lượng lấy hắn làm trung tâm dập dờn mà ra, hư không đều tiếp nhận không được hắn uy áp một dạng. Mời, Tiêu Phàm làm một cái mời thủ thế, một tay ôm ngực, giống như một chuôi ngạo thế thần kiếm, nhàn nhạt nhìn xem Tử Vân Phong. Thiên hạ đệ bát thần thông. Tiêu Phàm cũng là ở trong tu la truyền thừa nhìn thấy, cụ thể uy lực như thế nào, hắn không rõ ràng. Nhưng là, chỉ là thiên hạ đệ bát mấy chữ này, liền đủ để chứng minh hắn bất phàm. Liền thần thông ngự đều không ngăn cản được, Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận nó cường đại.
Bất quá, Tiêu Phàm có một khỏa không thất bại tâm, liền nắm giữ cửu đại cổ thể tinh thần thiên thể vũ văn tiên hắn đều không sợ, huống chi Tử Vân Phong đây. Giết, Tử Vân Phong một tiếng quát to, trong tay trường kiếm lăng không chém một cái, một đạo tử sắc kiếm khí từ cửu tiêu chút xuống, chán phóng chói mắt tử sắc quang hoa. Chung quanh hư không thần linh chi khí đều nháy mắt bị hút hết đồng dạng, không ngừng tăng cường lấy tử sắc kiếm khí uy năng. Tiêu Phàm không dám khinh thường, đồng hóa thần thông, thế nhưng là có thể đồng hóa bất kỳ năng lượng nào biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tử Vân Phong thật sự quyết tâm, cho dù thần thông ngự bên trong sinh tử chi lực, 8-9 phần 10 cũng có thể đồng hóa. Thậm chí, liền vô tận động thiên bên trong hỏa diễm năng lượng cũng có thể đồng hóa, cho nên từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm liền không có nghĩ tới thi triển thần thông ngự cùng vô tận động thiên. Muốn chiến thắng Tử Vân Phong, chỉ có dựa vào tự thân lực lượng. Yên diệt, mắt thấy đạo kia kiếm hà chém tới thời khắc, Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm, màu xám đen kiếm khí bao phủ mà ra, mang theo hủy diệt tính khí tức thôn phệ hư không. Phốc phốc, hai đạo kiếm khí đụng vào nhau, quỷ dị sự tình phát sinh, chỉ thấy hai đạo kiếm khí đột nhiên biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Biến mất, Tử Vân Phong trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin, đồng hóa thần thông, hắn thế nhưng là 10 lần như một A, làm sao có thể biến mất? Không đúng, người cái này kiếm khí không đúng. Tử Vân Phong bỗng nhiên lắc lắc đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, sau đó đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, tan rã, người kiếm khí bên trong hàm chứa tiêu dung thần thông. Tiêu Phàm cười không nói, yên diệt chi kiếm xác thực hàm chứa một loại tan rã lực lượng, cùng bất kỳ năng lượng nào va chạm, đều có thể hóa có thành không. Đồng hóa thần thông mặc dù bá đạo, nhưng tiêu dung chi lực cũng không yếu, chỉ ít có thể tan rã Tử Vân Phong lực lượng. Hừ, người kiếm khí bên trong chỉ hàm chứa một tia tiêu dung chi lực mà thôi, cũng không phải là chân chính tiêu dung thần thông, coi như là tan rã, cũng chỉ là đệ thập tam thần thông, ngươi thua định. Tử Vân Phong rất nhanh liền từ chán trường bên trong tỉnh táo lại. Nhiều lời vô ích, Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, nhanh chóng lấn người mà tiến. Tử Vân Phong nói không sai, hắn cũng không có thức tỉnh cùng tu luyện chân chính tiêu dung thần thông, mà là chỉ có thể thi triển một tia tan rã lực lượng mà thôi. Muốn đánh bại Tử Vân Phong, dựa vào thần thông lực lượng cùng yên diệt kiếm khí là còn thiếu rất nhiều, duy nhất có thể bại hắn, liền là dựa vào tự thân tốc độ cùng kiếm đạo. Tốc độ có thể một mực là hắn cường hạng, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không cần. Thời gian nháy mắt, Tiêu Phàm đã xuất hiện ở Tử Vân Phong sau lưng, thân thể giống như thuấn di đồng dạng, thiên huyền thần du bước Tiêu Phàm cũng đã tu luyện đến cực hạn, cho dù phong hầu cường giả tốc độ cũng không đủ như thế. Tử Vân Phong sắc mặt biến hóa, đưa tay một kiếm hướng về hậu phương chém đi, hai kiếm ở hư không va chạm, phát ra kịch liệt kim thạch giao kích thanh âm, hư không đốm lửa bắn tứ tung. Tử Vân Phong tuy mạnh, nhưng tốc độ rõ ràng không bằng Tiêu Phàm, chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở Tiêu Phàm công kích. Tiêu Phàm lại không cùng hắn ngạnh bính, vừa chạm vào tức mở, chân đạp thái huyền thần du bộ xuất hiện ở Tử Vân Phong bên người, lại là lăng lệ một kiếm đâm ra. Lần này, Tử Vân Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, cánh tay trái bị Tiêu Phàm một kiếm xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe. Hỗn trướng, Tử Vân Phong phẫn nộ gào thét một tiếng, cuồng bạo một kiếm hướng về bên trái chém ra, có thể Tiêu Phàm cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Ngươi tốc độ quá chậm, Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa, lần này, trực tiếp xuyên thủng Tử Vân Phong vai trái. Hắn mặc dù không dám sử dụng thần lực và thần thông lực lượng, mỗi một kiếm đều không đủ để nhường Tử Vân Phong chí mạng, nhưng là cứ tiếp như thế, Tử Vân Phong đoán chừng sẽ bị sinh sinh mài chết. Tử Vân Phong khuôn mặt băng lãnh, hàn quang bắn ra bốn phía, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, tựa như tại làm cái nào đó gian nan quyết định một dạng. Hắn tự tin, dựa vào hắn thần thông lực lượng chiến thắng Tiêu Phàm cũng không khó, có thể Tiêu Phàm căn bản không cùng hắn chính diện giao phong, nhường hắn biệt khuất đến cực điểm. Chỉ có thủ đoạn, lại vô lực thi triển, mặc cho ai đều khó chịu. Tiểu tử, ngươi liền biết rõ tránh né sao? Có gan cùng ta chính diện va chạm, Tử Vân Phong lạnh giọng nói. Chính diện va chạm, Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài, nghiền ngẫm nhìn xem Tử Vân Phong nói, ngươi ý là, để cho ta không muốn là thi triển ta sở trường, dùng điểm yếu cùng ngươi giao phong. Vậy ngươi có phải hay không thi triển đồng hóa thần thông đây?
Thần thông vốn liền là tự thân lực lượng, có làm sao không có thể thi triển. Tử Vân Phong cầm kiếm lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Vậy ta dựa vào bản thân tốc độ lại có làm sao không có thể. Tiêu Phàm kém chút bị Tử Vân Phong chọc cười. Tiêu Phàm, có bản sự đừng trốn trốn tránh tránh, dựa vào đánh lén tính bản lãnh gì. Liền là A, chính diện giao phong, Tử Vân Phong sư huynh một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Nhìn đến, ngươi cũng không gì hơn cái này, đoán chừng giết chết Lục Kinh Long trưởng lão, đánh bại Lục Vô Trần sư huynh, đều dựa vào nhận không ra người thủ đoạn A. Đoàn người cũng bắt đầu trào phúng lên, bọn họ không nguyện ý nhìn thấy Tử Vân Phong thua, một khi thua, cái kia chẳng phải là nói rõ Tử Vũ Phong tất cả mọi người đều không bằng hắn cái này ngoại lai giả. Tiêu Phàm cười khẽ nhìn xem bốn phía đoàn người, sau đó ánh mắt rơi vào Tử Vân Phong trên người, người nghĩ cùng ta chính diện giao phong. Làm sao, ngươi dám không? Tử Vân Phong cười khẽ, hắn chắc chắn Tiêu Phàm không dám cùng hắn chính diện va chạm. Có gì không dám? Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi nghiêm một chút, hắn đột nhiên thu hồi Tu La kiếm, từng bước một hướng về Tử Vân Phong đi đến. Đoàn người nhìn thấy, không khỏi lộ ra cổ quái, rất nhiều người đang nghĩ, gia hỏa này không phải là muốn nhận thua à? Không cần kiếm ngươi cũng muốn thắng ta. Tử Vân Phong nhíu mày một cái nói, hắn rất khó chịu Tiêu Phàm khinh thị hắn. Chính diện giao phong nếu như dùng kiếm mà nói, ta sợ giết ngươi. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Ta sợ giết ngươi, Tiêu Phàm lời nói, tựa như một chuôi lợi kiếm cắm ở tất cả mọi người trong lòng, cho người tê cả da đầu, nếu như là trước đó, bọn họ còn sẽ coi là Tiêu Phàm là cuồng vọng. Nhưng là hiện tại, bọn họ tin tưởng Tiêu Phàm có thực lực này, nếu không mà nói, hắn cũng không có khả năng nhường một bộ phân thân đánh bại tứ đại chân truyền đệ tử. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm mắt phải con ngươi đột nhiên phát sinh biến hóa, biến thành quỷ dị huyết sắc, yêu diễm màu đỏ tươi. Vô tận huyết sắc lợi kiếm từ trong mắt hắn phun ra. Đồng thuật, Tử Vân Phong sắc mặt biến hóa, đồng thuật thường thường đều là quỷ dị nhất, không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu, so với bình thường thần thông đều muốn bá đạo rất nhiều. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hai tay hơi hơi chấn động, từng đạo ánh sáng bốn màu lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, hóa thành một cái chu vi mấy chục trượng quang cầu, nhìn qua giống như đúc. Ta cũng phải nhìn xem, ngươi như thế nào giết ta. Thiên hạ đại đồng, Tử Vân Phong một tiếng quát to, dưới chân đạp mạnh, mang theo một cái quang cầu nháy mắt xông tới. Nghịch loạn, Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh, mắt phải tựa như muốn chảy ra huyết lai, đầy trời huyết sắc lợi kiếm cùng quả cầu ánh sáng màu tím đụng vào nhau. Phốc phốc, từng tiếng giòn vang truyền ra, huyết sắc lợi kiếm xuyên thấu tử sắc quang mạc, uy lực bỗng đại giảm, đừng nói giết chết Tử Vân Phong. Liền là tới gần Tử Vân Phong đều rất khó. Đồng hóa thần thông hình thành lĩnh vực, Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Giết ta, liền bằng ngươi dạng này thần lực cũng muốn giết ta. Ngươi ngay cả ta tuyệt đối phòng ngự đều không phá nổi. Tử Vân Phong ngông cuồng cười to, một bộ ta ăn chắc ngươi bộ dáng. Có đúng không? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, khóe miệng hơi hơi dương lên. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm đột nhiên một chỉ bắn ra. Vô số hình trang lưỡi liềm huyết sắc chuồn chỉ từ hắn giữa ngón tay gào thét mà ra, nháy mắt dung nhập cái kia huyết sắc kiếm khí bên trong. Vô dụng, ta đây đồng hóa lĩnh vực, có thể đồng hóa tất cả năng lượng, đồng thuật cũng là thần thông lực lượng, ta như thường có thể đồng hóa. Tử Vân Phong cười lạnh nói. Một chiêu này, thế nhưng là hắn áp đáy hòm chiêu số, dù là đối mặt phong hầu cường giả, hắn cũng có năng lực một trận chiến. Chỉ cần thi triển thần thông lực lượng. Hàm chứa năng lượng ba động, hắn đều có thể đồng hóa, muốn tới gần hắn đều khó, lại càng không cần phải nói tổn thương hắn. Chủ yếu nhất là, những cái kia hình trang lưỡi liềm huyết sắc chớp lóe dung nhập huyết sắc lợi kiếm sau đó, nhìn qua cũng không có bất luận cái gì khác biệt, lại làm sao có thể đánh bại hắn đây. Tử Vân Phong ở trên cao nhìn xuống, một bộ nhìn run rế bộ dáng. Tử Vũ Phong đỉnh, Tử Sam đám người vẫn như cũ chú ý phía dưới chiến đấu. Không hổ là phong chủ tôn nhi, Vân Phong một chiêu này, cũng đã đứng ở thế bất bại, cái kia Tiêu Phàm, liền tựa như một cái thằng hề ở cái kia nhảy nhót. Người nào nói không phải đây, lúc trước Vân Phong thế nhưng là tìm ta thí chiêu, nhưng ta căn bản không có bất luận cái gì biện pháp bài trừ một chiêu này. Hiện tại người trẻ tuổi, khẩu khí càng ngày càng lớn, còn muốn giết Vân Phong.
thật không biết hắn nơi nào đến thực lực và dũng khí. Một đám trưởng lão nhàn nhạt lắc lắc đầu, đều cho rằng Tiêu Phàm tất thua không thể nghi ngờ, bọn họ nói lời này, hiển nhiên cũng có nịnh nọt Tử Như Cuồng ý tứ. Ta ngược lại là cảm thấy Tiêu Phàm chưa chắc sẽ thua. Tử Sam lại là ngưng tiếng nói. Nhị trưởng lão, người trước đó không phải cũng không thích cái này tiểu bối a, làm sao hiện tại thay hắn nói chuyện. Một cái khác trưởng lão mở miệng nói. Tử Sam lại là lắc đầu nói, ta không phải thay hắn nói chuyện, mà là nói một cái sự thật, Vân Phong chiêu này thiên hạ đại đồng, mặc dù có thể ngăn trở Tiêu Phàm công kích, nhưng là đối thần lực tiêu hao cũng cực lớn, các ngươi nói hắn lại có thể kiên trì bao lâu. Đám người thần sắc run lên, ánh mắt lần nữa hướng về phía dưới nhìn lại, một thoáng thời gian, tất cả mọi người sắc mặt hơi hơi biến đổi. Nhìn đến, ta vẫn là coi thường Tiêu Phàm, Tử Sam đắng chát cười nói. Dưới núi, Tử Vân Phong trên mặt Tiếu Dung đột nhiên nháy mắt ngưng kết, con người bỗng nhiên rung rung, không thể tin nhìn xem phía trước. Chỉ thấy cái kia dung hợp hình trăng lưỡi liềm huyết sắc chấp lóe huyết sắc kiếm khí ở chạm đến cái kia tử sắc quang cháo thời khắc, tử sắc quang cháo đột nhiên xuất hiện từng đạo tỉ mỉ liệt phùng. Liệt phùng giống như mạng nhện đồng dạng lan tràn hướng tứ phía bát phương, chốc lát sau đó, toàn bộ không gian đều là liệt phùng. Làm sao sẽ, Tử Vân Phong không dám tin tưởng nhìn xem trước mắt một màn này. Một chiêu này, hắn thế nhưng là cùng Phong Hầu Cường giả giao thủ qua a. Hoàn toàn nhường hắn đứng ở thế bất bại, hiện tại làm sao có thể bị Tiêu Phàm phá đây? Bảo, Tiêu Phàm nhưng không có để ý tới Tử Vân Phong, một tiếng quát như sấm, cái kia tử sắc quang cháo bỗng nổ tung, cùng lúc đó, Tiêu Phàm thân thể biến mất ở nguyên chỗ. Chưa kịp Tử Vân Phong lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đã xuất hiện ở hắn trước người, một cái bàn tay đánh vào hắn lồng ngực bên trên, cả người bỗng nhiên bay ngược mà ra. Phốc, Tử Vân Phong phun ra một ngụm máu tươi. Bay ra mấy chục trượng mới đứng vững thân hình, khó có thể tin nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn không biết, Tiêu Phàm là như thế nào phá vỡ hắn thiên hạ đại đồng lĩnh vực, phải biết, đồng hóa thần thông thế nhưng là thiên hạ đệ bát thần thông A, có thể đồng hóa bất kỳ năng lượng nào. Có thể Tiêu Phàm lại coi nếu không có vật, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng đây? Vừa mới một trường kia, nếu như Tiêu Phàm lực lượng mạnh hơn chút nữa, hắn khả năng liền không chỉ là thụ thương như thế đơn giản. Thậm chí, nếu như Tiêu Phàm dùng kiếm mà nói, hắn hiện tại xác thực đã chết. Hắn lúc này mới minh bạch, Tiêu Phàm vừa mới nói câu nói kia, căn bản không phải cuồng vọng, mà là hắn thật có thực lực này. Tử Vân Phong sư huynh bại, đoàn người không thể tin nhìn xem không chung. Trong lòng bọn họ, Tử Vân Phong coi như không phải Tử Vũ Phong đệ nhất chân truyền, vậy cũng không sai biệt lắm. Có thể hiện tại, dĩ nhiên bại như thế triệt để. Cái này khiến bọn họ khó có thể tiếp nhận. Liên Tử Vân Phong đều thua, bọn họ những người này, lại có ai là Tiêu Phàm đối thủ? Cái kia chưa từng xuất hiện Bi Thiên U sao? Rất nhiều người lắc lắc đầu, Bi Thiên U thực lực đoán chừng cũng liền cùng Tử Vân Phong tương xứng, đồng dạng không thể nào là Tiêu Phàm đối thủ. Giờ khắc này, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt đều tề tụ ở Tiêu Phàm trên người một người. Ngươi là làm sao làm được? Tử Vân Phong sắc mặt khó xử nhìn xem Tiêu Phàm, hắn cũng không thể không thừa nhận mình bại. Hắn không phải cố tình gây sự người, bại liền là bại, chỉ là hắn không cam tâm, muốn làm minh bạch mình là như thế nào bại. Ngươi thua, còn chưa đủ à? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, không có nói cho Tử Vân Phong dự định. Thiên hạ đệ bát thần thông xác thực cường đại, nhưng hắn Tiêu Phàm cũng không chỉ có nắm giữ thần thông ngự, hay là thần thông chọc. Thần thông chọc thế nhưng là chọc thiên hồng dùng tính mệnh giúp Tiêu Phàm lĩnh ngộ, lần trước liền Lục Kinh Long đều chết ở dưới môn này thần thông, liền đủ để chứng minh hắn đáng sợ. Chọc có thể tán loạn khí số, cũng đồng dạng có thể tán loạn bất kỳ năng lượng nào, hắn đem thần thông chọc lực lượng dung nhập nghịch loạn đồng bên trong, cái kia huyết sắc kiếm khí vỡ nát Tử Vân Phong lĩnh vực lực lượng cũng không phải cái gì gian nan sự tình. Lại tăng thêm Tiêu Phàm tốc độ. Muốn đánh bại Tử Vân Phong tự nhiên chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Tử Vân Phong sở dĩ mạnh, là bởi vì hắn thần thông đồng hóa cường hoành, cái khác lực lượng, cũng không so Tuyệt Ngân cùng Lạc Vấn Hàn bọn họ mạnh bao nhiêu. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm quay người liền hướng tiểu viện đi đến, từ đầu đến cuối đều không lại nhìn Tử Vân Phong một cái. Tử Vân Phong nắm đấm nắm chặt, trên trán nổi gân xanh, bất quá hắn cuối cùng không có tiếp tục xuất thủ.
sẽ cùng Tiêu Phàm một trận chiến, chỉ là tự rước lấy nhục sự tình mà thôi. Hít sâu một cái, Tử Vân Phong quay người liền hướng lấy nơi xa đi đến, lúc này liền biến mất ở trước người, đoàn người lại là xôi trào. Tử Vân Phong sư huynh cũng bại, Tiêu Phàm hôm nay liên tiếp bại ngũ đại chân truyền, cho dù Bi Thiên U sư tỷ đoán chừng cũng không phải đối thủ của hắn a. Đệ nhất chân truyền, một cái từ bên ngoài đến tiểu tử dĩ nhiên trở thành đệ nhất chân truyền. Một người ép nhất phong, đây là cỡ nào khí phách, nếu là người này là ta liền tốt. Đoàn người nhìn qua số một tiểu viện, ánh mắt bên trong đều là kính sợ, giờ khắc này, ở không người dám khinh thường Tiêu Phàm. Lấy lực lượng một người, một ngày chiến bại ngũ đại chân truyền đệ tử, một người ép nhất phong, bậc này quyết đoán, bọn họ còn có cái gì tư cách khinh thường đây? Tuyệt Ngân cùng Lạc Vấn Hàn bốn người sắc mặt khó coi đến cực điểm, dĩ vãng tới chỗ nào đều là nhân vật chính bọn họ, hôm nay hoàn toàn trở thành phối hợp diễn, bọn họ trong lòng có thể không tốt thụ. Hôm nay một bàn tay, ngày sau định gấp 10 lần hoàn trả. Vân Hàn khẽ cắn môi, hất lên áo bào, phẫn nộ rời đi. Lạc Vấn Hàn trong mắt cũng chán phóng lãnh quang, hắn hiển nhiên cũng sẽ không tự nhiên tiếp nhận Tiêu Phàm một tát này, khẩu khí này, hắn vô luận như thế nào đều muốn tìm trở về. Hừ lạnh một tiếng, Lạc Vấn Hàn cũng quay người rời đi, hắn cũng đã không mặt mũi lưu ở nơi này. Tuyệt Ngân cùng La Thập Tam hai người nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được vẻ cười khổ, bất quá bọn họ trong lòng cũng có chút may mắn, kia chính là không có bị Tiêu Phàm tát một phát. Lúc này, đám người toàn bộ đều tán đi, Tử Vũ Phong đỉnh, Tử Sam đám người vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Vân Phong dĩ nhiên bại, đại trưởng lão không thể tin nhìn xem phía dưới nói. Khó trách hắn có thể giết chết Lục Kinh Long, chiến thắng Lục Vô Trần, nhìn đến không chỉ là vận khí, hắn thực lực. Cho dù ở Thiên Võ Thần Sơn, đoán chừng cũng có thể xếp vào trước ba đi. Một cái khác trưởng lão cảm thán nói. Giới này bách sát chiến trường, có lẽ ta Thiên Võ Thần Sơn có thể thêm nữa một vị thần vương cường giả cũng nói không chừng. Tử Sam bình tĩnh một cái suy nghĩ nói. Đám người gật gật đầu, đại trưởng lão lại ngưng tiếng nói, Thiên U Vực cũng đã đưa tới bái thiếp, qua chút thời gian liền muốn đến, Thiên Võ Thần Sơn đoán chừng sẽ không thái bình a. Lời này vừa nói ra, các vị trưởng lão thần sắc cũng biến vô cùng ngưng trọng lên. Tiêu Phàm trở lại tiểu viện, lần nữa chìm vào vô trần bí điển tu luyện. Trong thời gian ngắn muốn tăng cường bản thân thực lực, chỉ có mấy loại phương pháp, đột phá tu vi, tu luyện thần thông, cùng lĩnh hội vô trần bí điển. Tiêu Phàm vừa mới đột phá cổ thần cảnh trung kỳ, muốn đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ, đó là không có khả năng. Thôn vệ kiếm đạo thạch bia bên trong pháp tắc lực lượng, Tiêu Phàm cũng rốt cục xác định, muốn đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ, chỉ có thôn vệ càng nhiều pháp tắc lực lượng. Có thể hiện tại, hiển nhiên là không có khả năng có nhiều như vậy pháp tắc toái phiến cùng pháp tắc lực lượng cho hắn thôn vệ luyện hóa. Về phần thần thông thủ đoạn, Tiêu Phàm bây giờ cũng đã thức tỉnh mấy loại tiên thiên thần thông cùng đồng thuật, những cái kia hậu thiên thần thông, đại bộ phận cũng đã không vào Tiêu Phàm pháp nhãn. Mà muốn thức tỉnh tiên thiên thần thông, lại cũng không phải như thế dễ dàng, cần cơ duyên và vận khí. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lĩnh hội vô trần bí điển mới có thể trong thời gian ngắn tăng cường bản thân thực lực. Trước đó Tiêu Phàm bị bốn người vây giết, liền là dựa vào thần văn tạo nghệ, mới có thể tránh thoát mấy người công kích. Thần điêu sư mặc dù chỉ là một loại phụ trợ thủ đoạn, nhưng Tiêu Phàm lại cảm nhận được hắn bác đại tinh thâm một mặt, đồng giai thần điêu sư. Tuyệt đối không thể so với đồng giai thể tu cùng thần tu yếu mảy may, đây cũng là Tiêu Phàm không nghĩ từ bỏ vô trần bí điển nguyên nhân một trong. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không chỉ có tu luyện vô trần bí điển, hắn thi triển nhất tâm nhị dụng, cũng không quên vận chuyển vô tận chiến điển, rèn luyện bản thân thần lực. Theo lấy thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm cảm giác mình linh hồn lực lượng càng ngày càng tinh thuần, dù là phong hầu cường giả thần lực, nếu luận mỗi về độ tinh thuần mà nói. Cũng chưa hẳn có khả năng so sánh hắn. Lóa mắt liền đi qua thời gian nửa tháng, từ khi nửa tháng trước một trận chiến, rốt cuộc không người nào dám tới quấy rầy hắn, Tiêu Phàm khó được an tĩnh một chút thời gian. Một ngày này, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, tỉnh lại. Thần lực ở vô tận chiến điển rèn luyện dưới mặc dù tinh thuần rất nhiều, nhưng là tu vi lại bất động mảy may, thẻ nơi đó, muốn đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ, chỉ có thôn vệ pháp tắc mảnh vỡ. Tiêu Phàm âm thầm thở dài một hơi. Kẻ khác muốn đột phá,
chỉ cần không ngừng rèn luyện nhân thể bí cảnh là được, chỉ cần nhân thể bí cảnh đầy đủ cường đại, đột phá liền chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng hắn Tiêu Phàm lại khác biệt, hắn căn bản liền không có tu luyện nhân thể bí cảnh, hắn đường sớm đã cùng các người bất đồng, chí ít, cổ thần cảnh con đường tu luyện, cần chính hắn đi thăm dò. Hắn trong lòng âm thầm đặt xuống quyết tâm, nhất định muốn tương phản tìm cách lấy tới càng nhiều pháp tắc toái phiến, nhưng hắc sắc vòng xoáy hấp thu. Ân, Tiêu Phàm hơi nhíu mày, trong tay đột nhiên xuất hiện một mai ngọc phù, bên trong truyền đến ảnh phong thanh âm, công tử, chúng ta cũng đã đột phá cổ thần cảnh, hơn nữa thông qua được thiên khôi trận khảo hạch, trở thành nội môn đệ tử. Dựa theo kế hoạch trước gia nhập cái khác mấy phong lại nói. Tiêu Phàm thôi động truyền âm ngọc phù nói ra. Vâng, ảnh phong cung kính đáp. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng tinh quang, tự nhủ, đệ nhất thành hủy cũng tốt, Tu La Điện mới sẽ không lo trước lo sau, có thể càng nhanh phát triển. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị thu hồi truyền âm ngọc phù thời khắc, truyền âm ngọc phù đột nhiên lại chán phóng một đạo quang mang, thôi động thời khắc, lại một đạo thanh âm vang lên. Công tử, ta và Liễu Chu Hồn đã đến Thiên Võ Thần Sơn bên ngoài. Rốt cuộc đã đến, Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, trên mặt rốt cuộc hiện lên một nụ cười, nói, chờ ta lập tức tới ngay. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm bỗng nhiên đứng dậy đến, mở ra cửa phòng đi ra ngoài. À, người đâu, Tiêu Phàm quét bốn phía một cái, lại là không nhìn thấy bất luận bóng người nào, nơi xa tiểu viện trận pháp toàn bộ đều quan bế, Tiêu Phàm không khỏi lộ ra cổ quái. Phải biết, bình thường hoặc nhiều hoặc ít đều có không ít người lại tu luyện a, làm sao hôm nay một người đều không có nữa nha. Mang theo một tia nghi hoặc, Tiêu Phàm đạp không mà lên, hướng về Thiên Võ Thần Sơn bên ngoài bay đi. Giờ phút này, ngũ phong chủ phong Thiên Võ Phong, Sơn Phong phía dưới một tòa quảng trường khổng lồ bên trên, đứng đầy vô số tu sĩ, lít nha lít nhít, bài sơn đảo hải. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn qua quảng trường trung ương, nơi đó, đang có hai người ở giao thủ. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra hai người này, chính là trước đó bị hắn đánh bại Hoàng Phủ Văn Phong cùng Lục Vô Trần. Ở dọc theo quảng trường, có hai cái khán đài, trong đó một cái khán đài bên trên, ngồi một nhóm lão giả, nhất, tử như cuồng đám người toàn bộ đều ở liệt. Hiển nhiên, Thiên Võ Thần Sơn ngũ phong trưởng lão cơ hồ đều toàn bộ tụ ở chỗ này, mỗi người trên mặt đều lộ ra ngưng trọng. Đối diện khán đài bên trên, ngồi một nhóm ăn mặc thống nhất phục sức tu sĩ, phía trước nhất lại là một cái bạch bào thanh niên, những người khác toàn bộ đều cung kính ngồi ở hắn sau lưng. Bạch bào thanh niên một đầu đen nhánh tóc choàng tại sau vai, hai con ngươi như trụ, thâm thúy như hãn hải, hắn trên người phát ra một cỗ hư vô phiêu miểu khí thế. Cả người nhìn qua siêu phàm nhập thánh. Thiên vũ vực nhân tài tàn lụi, càng ngày càng không được. Bạch bào thanh niên bưng một cái chén trà, khẽ nhấp một cái, nhàn nhạt mở miệng nói. Tam công tử nói phải, huyền nguyệt cổ vực cấp dưới địa vực, đoán chừng thiên vũ vực càng không chịu nổi. Bạch bào thanh niên một cái hắc bào thanh niên gật gật đầu nói. Cẩn thận xem xét sẽ phát hiện. Cái này hắc bào thanh niên cùng trên sân chiến đấu Hoàng Phủ Văn Phong có mấy phần rất giống. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, người cái này đệ đệ không sai, tiến vào bách sát chiến trường liền đi theo ta. Tam công tử thản nhiên nói. Hoàng Tiêu thay Văn Phong đa tạ tam công tử. Hắc bào thanh niên Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trong lòng vui vẻ, vội vàng cung kính nói. Ha ha, thiên vũ vực thiên tài, không gì hơn cái này. Đột nhiên. Quảng trường bên trên truyền đến một đạo trương dương tiếng hét lớn. Chỉ thấy Hoàng Phủ Văn Phong một cước hung hăng đá vào Lục Vô Trần trên mặt, Lục Vô Trần thân thể giống như đạn pháo một dạng bay ra, đập ở trên quảng trường, trực tiếp trượt ra mấy chục trượng mới dừng lại. Hỗn trướng, Lục Vô Trần gầm thét một tiếng, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, cả bên mặt đều sụp đổ xuống. Bị người ngay trước mặt nhiều người như vậy, một cước đạp ở trên mặt. Loại tư vị này tuyệt đối không tốt thụ. Bại, hắn cũng không phải bại không nổi, có thể hiện tại không chỉ bại, hơn nữa còn bị Hoàng Phủ Văn Phong nhục nhã, hắn lại như thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này đây? Vô Trần, trở về, nhìn thấy Lục Vô Trần còn muốn xông đi lên, nhất hét lớn một tiếng, lách mình liền xuất hiện ở Lục Vô Trần trước người, hắn lúc này mới phát hiện, Lục Vô Trần lại là liền đứng đều đứng không nổi, chỉ có thể ở cái kia chu lên. Lục Vô Trần bại, hơn nữa bại 10 phần triệt để. Vô Trần bại,
trận chiến này chúng ta nhận thua. Nhất hít sâu một cái nói. Cũng liền ở lúc này, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở bên người Lục Vô Trần, đem Lục Vô Trần dơ lên xuống dưới. Thiên Võ Thần Sơn ngũ đại thiên tài một trong, ta xem là ngũ đại phế vật còn không sai biệt lắm, ha ha. Hoàng Phủ Văn Phong ngông cuồng cười to, trong lời nói đều là châm chọc ý. Thiên Vũ vực tu sĩ, khuôn mặt băng lãnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm giữa sân Hoàng Phủ Văn Phong, rất nhiều người càng là hận không thể lập tức xông lên đem Hoàng Phủ Văn Phong tháo thành tám khối. Đáng tiếc, bọn họ căn bản liền không có dạng này thực lực, chí ít, bọn họ không cho rằng bản thân có thể đánh bại Lục Vô Trần. Thiên Vũ vực còn có người sao? Hoàng Phủ Văn Phong bá đạo thanh âm vang vọng tứ phương. Ta tới chiến ngươi, ta tới, còn có ta, đám người chung quanh bên trong vang lên từng đạo thanh âm, chỉ thấy mấy người từ đám người bên trong xông ra, đem Hoàng Phủ Văn Phong vây quanh ở trung ương. Làm sao, chuẩn bị quần ẩu sao? Hoàng Phủ Văn Phong nhe răng cười một tiếng, không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại lộ ra khát máu tiếu dung. Quét mấy người này một cái, hắn ánh mắt lại rơi vào nhất trên người, âm hiểm cười nói, quần ẩu cũng không sao cả. Bất quá ta cũng không muốn đến lúc đó lại có người đi lên nhận thua, từ giờ trở đi, đã phân thắng bại, cũng chia sinh tử. Có gan mà nói, liền tới một trận chiến. Đã phân thắng bại, cũng chia sinh tử. Hoàng Phủ Văn Phong ngông cuồng lời nói quanh quẩn ở hư không, trong giọng nói tràn đầy nồng đậm sát ý, quảng trường bên trên nhiệt độ đều bỗng hạ thấp mấy độ. Mấy cái kia xông lên đến Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ sắc mặt biến khó chịu, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi. Trong lúc nhất thời không có một người dám tiến lên. Phân thắng bại bọn họ không sợ, nhưng nếu là phân sinh tử, bọn họ lại không có dạng này dũng khí. Hoàng Phủ Văn Phong không chỉ thực lực rất mạnh, vẫn là một cái cực kỳ cường đại độc sư, không cẩn thận liền sẽ gặp hắn độc thủ, cùng hắn chiến đấu, không khác chịu chết không thể nghi ngờ. Làm sao, đều là thứ hèn nhát hay sao? Vừa mới không phải muốn cùng ta một trận chiến A, hiện tại liền suy sụp. Chỉ các ngươi dạng này phế vật, lại tham sống sợ chết, còn không bằng không muốn tiến vào bách sát chiến trường. Hoàng Phủ Văn Phong băng lãnh con ngươi liếc nhìn lấy chung quanh mấy người nói. Hắn tựa như lại tìm về uy thế như vậy một phương cảm giác, trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Không đánh mà thắng chi binh, không sai, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, người cái này đệ đệ có ý tứ, phù hợp ta khẩu vị. Tam công tử nhìn thấy bá đạo không ai bì nổi Hoàng Phủ Văn Phong. Không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Nhận được Tam công tử tán dương, Văn Phong không cho Tam công tử mất thể diện thì tốt. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu khom người nói, nhìn về phía Hoàng Phủ Văn Phong ánh mắt cũng càng ngày càng hài lòng lên. Có dạng này một cái đệ đệ, đúng là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Tam công tử chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, người ở đây, tựa như không có một người vào hắn pháp nhãn một dạng. Quảng trường bên trên, Hoàng Phủ Văn Phong ép tới mấy cái kia xông lên đến tu sĩ không thể động đậy, mấy người hai chân tựa như đổ chỉ khối đồng dạng, khó có thể phóng ra một bước. Đừng ở đây mất mặt xấu hổ, lăn xuống. Hoàng Phủ Văn Phong hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem mấy người nói. Hoàng Phủ Văn Phong, ta tới bại ngươi. Cũng liền ở lúc này, một vệt sáng từ đám người bên trong xông ra, người chưa đến, một đạo đao hà liền vượt qua chân trời, nổi giận chém mà xuống. Tràn đầy bá đạo tính lực lượng. Hừ, muốn chết, nói một tiếng liền tốt. Hoàng Phủ Văn Phong khinh thường nói, nhìn thấy đạo kia đao hà đánh tới, hắn không lùi mà tiến tới, trường kiếm nhấc lên, một đạo kiếm hà đập xuống, cuồn cuộn thần lực ba động sôi trào bành trướng. Bang, đao kiếm ở hư không va chạm, đáng sợ kiếm khí cùng đao mang lôi xé tứ phương, quảng trường đều rung động kịch liệt lên, lúc này, hư không hiện lên từng đạo vầng sáng. Bảo vệ quảng trường an toàn. Hai đạo thân ảnh rằng co cùng một chỗ, mặc cho đao mang cùng kiếm khí oanh sát, cũng bất động mảy may. Là Vân Hàn sư huynh, đoàn người nhìn thấy, có ít người không khỏi kinh hô lên. Xuất thủ không phải kẻ khác, chính là Tử Vũ Phong thất đại chân truyền một trong Vân Hàn, hắn nhe răng trợn mắt nhìn xem Hoàng Phủ Văn Phong, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Không gì hơn cái này, Vân Hàn cười lạnh nói. Trong lòng lại bổ sung một câu, chỉ cần đánh bại Hoàng Phủ Văn Phong, ta liền có thể trở thành ngũ đại thiên tài một trong. Hoàng Phủ Văn Phong cùng Lục Vô Trần chiến đấu lâu như vậy, hắn thần lực tiêu hao nghiêm trọng, nghĩ thắng hắn cũng không khó.
Người nào cũng không biết Vân Hàn trong lòng tính toán, bọn họ nhìn thấy Vân Hàn cùng Hoàng Phủ Văn Phong kiên trì, tựa như thấy được thắng được hy vọng. Nhưng mà, cũng liền ở lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy Hoàng Phủ Văn Phong khóe miệng đột nhiên cong trở thành một đạo quỷ dị độ cung, ngay sau đó Vân Hàn thân thể mềm nhũn, tựa như nháy mắt thoát lực một dạng. Chết, Hoàng Phủ Văn Phong gầm thét một tiếng, thân thể theo vào, đáng sợ kiếm khí từ hư không lóe qua, Vân Hàn thân thể bỗng nhiên bị một chia làm hai, máu tươi nhiễm đỏ hư không. Có thể Hoàng Phủ Văn Phong cũng không có dừng tay xu thế, giơ lên trong tay trường kiếm nổi giận chém mà ra. Dừng tay, Tử Như cuồng bạo hống một tiếng, lách mình liền hướng lấy quảng trường bên trên bay đi. Phong chủ, cứu ta! Vân Hàn trong mắt lộ ra sợ hãi, hắn không nghĩ đến, ngắn ngủi trong nháy mắt, bản thân vậy mà liền bị chặn ngang chặt đứt. Hơn nữa, Hoàng Phủ Văn Phong có vẻ như cũng không phải nói đùa, hắn là thật muốn giết bản thân. Ở Thiên Võ Thần Sơn, hắn một cái thiên u vực tu sĩ dĩ nhiên dám giết bản thân. Nếu là đặt ở trước kia, Vân Hàn có lẽ còn không tin tưởng, nhưng là giờ phút này, hắn cảm nhận được Hoàng Phủ Văn Phong trên người băng lãnh sát khí, trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Ta nói, hiện tại bắt đầu, đã phân thắng bại, cũng chia sinh tử, ai cũng cứu không được hắn. Hoàng Phủ Văn Phong cười lạnh một tiếng, trường kiếm căn bản không có bất luận cái gì dừng lại. Phốc phốc một tiếng, Vân Hàn thân thể bị kiếm khí xoắn thành vỡ nát, hóa thành vô tận xương máu bạo sái hư không. Gần như đồng thời, Hoàng Phủ Văn Phong thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, làm Tử Như cuồng chạy đến lúc, Vân Hàn đã chết không thể chết lại. Tiểu bối, người thật ngoan độc, Tử Như cuồng sắc mặt âm trầm nhìn xem Hoàng Phủ Văn Phong, hận không thể lập tức xông đi lên diệt Hoàng Phủ Văn Phong. Bất quá khi hắn chuẩn bị động thủ thời khắc, đối diện có mấy cỗ cường đại khí tức tập trung vào hắn, Tử Như cuồng trong lúc nhất thời cũng không dám động thủ. Ngoan độc, ta vừa mới nói, tất nhiên muốn chiến, vậy liền không những phân thắng bại, cũng chia sinh tử, ta nếu thua, hắn cũng giống vậy giết ta, không phải sao? Hoàng Phủ Văn Phong vẫn như cũ không sợ, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. Lần trước bị Tiêu Phàm đánh bại âm u, cũng nháy mắt quét sạch sành xanh. Tử Như cuồng thần sắc lấp lóe không yên, cuối cùng khẽ cắn môi, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đi thôi, Thiên Vũ vực không chào đón các ngươi. Ngươi tính thứ gì? Hoàng Phủ Văn Phong khinh thường nói, sau đó nhìn về phía nơi xa Tam Công Tử, lại nói, nơi này, Tam Công Tử to lớn nhất, Tam Công Tử đều không có mở miệng, có ngươi nói chuyện phần sao? Ngươi, Tử Như cuồng sắc mặt khó coi, không khỏi nhìn về phía nơi xa Tam Công Tử, đáy mắt chỗ sâu đều là kiêng dè. Tam Công Tử, ta Thiên Võ Thần Sơn phụng ngươi làm khách quý, ngươi liền mang theo Thiên U vực người tới giết ta Thiên Vũ vực người sao? Làm sao? Thiên Vũ vực đến phiên ngươi làm chủ sao? Tam Công Tử rất khó chịu, Tử Như cuồng chất vấn, lạnh giọng nói, giết liền giết, kỹ không bằng người, một cái phế vật, sống sót cũng lãng phí tài nguyên. Tử Như cuồng sắc mặt tái nhợt, có thể lại không dám phản bác, hắn rất rõ ràng, cái này Tam Công Tử bối cảnh, vậy cũng tuyệt đối không phải Thiên Vũ vực có thể dung chuyển. Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ lộ ra tức giận, nắm đấm nắm chặt, có thể địa vị chênh lệch cách xa, ai cũng không dám mở miệng. Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng đều mười phần biệt khuất. Thế nhưng là, biệt khuất lại có thể như thế nào, thực lực và bối cảnh bày tại đó, chênh lệch cách xa, cho dù đánh rất răng, cũng chỉ có thể tính cả huyết đi đến nuốt. Thiên Vũ vực, quá làm cho bản công tử thất vọng rồi. Tam Công Tử thản nhiên nói, lạnh lẽo con ngươi đảo qua toàn trường, không ít người không dám cùng nhìn thẳng, vội vàng cúi thấp đầu. Hoàng Phủ Văn Phong, ta tới chiến ngươi. Lúc này, lại có một đạo thanh âm vang lên, ngay sau đó, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở bên người Tử Như cuồng. Vân Phong, Tử Như cuồng mí mắt hơi hơi nhảy một cái, hắn mặc dù tin tưởng Tử Vân Phong thực lực, nhưng là, Hoàng Phủ Văn Phong thủ đoạn càng thêm quỷ dị, hắn nhìn không nghĩ bản thân tôn tử xảy ra chuyện. Phong chủ, ta Thiên Võ Thần Sơn há có thể cho người khinh thường. Tử Vân Phong lắc lắc đầu. Mặt lộ kiên quyết, một bước hướng về Hoàng Phủ Văn Phong đi đến. Tử Vân Phong ở cự ly Hoàng Phủ Văn Phong mấy trượng bên ngoài ngừng lại, khuôn mặt lạnh như băng nói, Hoàng Phủ Văn Phong, người ta một trận chiến, đã phân thắng bại, cũng chia sinh tử. Sa luân chiến hả, Hoàng Phủ Văn Phong nhe răng cười một tiếng,
trong mắt đều là vẻ khinh thường, chiến mấy trận, hắn vẫn như cũ không có bất luận cái gì mỏi mệt ý. Ngươi nếu không dám, đổi một người tới là được. Tử Vân Phong mở ra bàn tay, một chuôi tử sắc trường kiếm xuất hiện ở trong tay, phong mang lộ ra. Không dám, có gì không dám, Hoàng Phủ Văn Phong cười khẩy nói, bất quá, nếu như cái gì a miêu a cầu tất cả lên, ta có thể không có thời gian phụng bồi, hiện tại lên, ta không chiến hạng người vô danh. A miêu a cầu, Tử Vân Phong lại tính khí tốt cũng chịu không được, huống hồ hắn cũng là cuồng ngạo hạng người, sao có thể chịu đựng bị người xưng là a miêu a cầu. Nhớ kỹ, giết ngươi người, Tử Vân Phong. Tử Vân Phong hừ lạnh một tiếng, quanh thân kiếm khí lượn lờ, nâng lên kiếm trong tay nổi giận chém mà ra. Giết ta, liền bằng ngươi cũng có thể giết ta. Hoàng Phủ Văn Phong cực kỳ khinh thường, trên mặt lộ ra tàn nhẫn cùng khinh miệt tiếu dung, hắn đứng ở cái kia không nhúc nhích, mặc cho Tử Vân Phong một kiếm chém tới. Mắt thấy Tử Vân Phong một kiếm sắp rơi vào trên người hắn thời khắc, Hoàng Phủ Văn Phong rốt cục động. Chấn hồn, Hoàng Phủ Văn Phong một tiếng quát như sấm, cuồn cuộn sóng âm từ hắn trong miệng xung kích ra, hư không rung động kịch liệt lên. Thình thịch, kiếm khí xé rách, nổ thành bột mịn, nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, cái kia đáng sợ sóng âm lấy đáng sợ tốc độ phóng tới Tử Vân Phong. Thiên hạ đại đồng, Tử Vân Phong sắc mặt kinh biến, vội vàng thi triển ra áp đáy hòm thần thông thủ đoạn, một đạo tử sắc quang cháo lần nữa xuất hiện ở hắn quanh thân, đem hắn bảo hộ ở trung ương. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ khinh thường Hoàng Phủ Văn Phong sóng âm đánh sâu vào. Tử sắc quang cháo vẻn vẹn chịu đựng hai cái hô hấp thời gian, liền bỗng nhiên nổ tung. Sóng âm tốc độ cùng uy lực rốt cục có chỗ giảm nhỏ, nhưng phóng xạ phạm vi lại càng ngày càng lớn, trực tiếp đem Tử Vân Phong nuốt sống đi vào. Linh hồn thiên phú, Tử Vân Phong nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Văn Phong, dưới chân lóe lên, nhanh chóng hướng về hậu phương tránh đi. Đồng thời, Tử Vân Phong chém ra một kiếm, muốn xé mở một đạo lỗ hổng. Đồng hóa thần thông lần nữa thi triển mà ra, có thể để hắn thất vọng là, đồng hóa thần thông căn bản đồng hóa không được sóng âm kia. Nói cho đúng, âm ba công kích căn bản không có bất luận cái gì thần lực, cho nên đồng hóa thần thông căn bản không làm gì được. Nói đến cùng, Tử Vân Phong đồng hóa thần thông, căn bản không có tu luyện tới cực hạn, nếu không mà nói, không chỉ là có thể đồng hóa năng lượng, cũng đồng dạng có thể đồng hóa bất luận cái gì đồ vật. Đồng hóa thần thông có thể bị xưng là thiên hạ đệ bát thần thông, tự nhiên không phải như thế dễ dàng bị công phá. Tiêu Phàm có thể phá vỡ hắn tử sắc quang mạc, cũng là bởi vì thần thông chọc đáng sợ. Giết ta, a Hoàng Phủ Văn Phong nhìn thấy tránh né, trên mặt hiện lên vẻ khinh miệt. Không thể không nói, Hoàng Phủ Văn Phong ở tự thân thực lực phương diện, cũng được xưng tụng là khó được thiên tài, không chỉ có độc thuật cường hoành, chiến lực cũng hiếm có người có thể so sánh. Tử Vân Phong lẫn mất rất nhanh, nhưng vẫn như cũ bị sóng âm trùng kích đến, chỉ cảm giác đầu một trận choáng váng, sau đó thật giống như bị một tòa ma nhạc trùng kích đồng dạng, thân thể đập ầm ầm ở trên mặt đất. Hoàng Phủ Văn Phong nhìn thấy, dưới chân đạp mạnh, cầm trong tay trường kiếm nổi giận chém mà ra, căn bản không cho Tử Vân Phong bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Vân Phong, Tử Như Cuồng sắc mặt đại biến, muốn xông đi lên ngăn cản Hoàng Phủ Văn Phong. Công bằng giao đấu, ai dám động đến, bản công tử đòi mạng hắn. Đúng lúc này, cái kia tam công tử đột nhiên quát to một tiếng, xinh xinh quát Tử Như Cuồng. Tàng ánh sáng, gần như đồng thời, cái kia ngược lại ở mặt đất Tử Vân Phong, đột nhiên bộc phát mà lên, một đạo tử sắc chuồn chỉ từ trên người hắn nở rộ mà ra, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Phốc, vừa mới xông lên đến Hoàng Phủ Văn Phong, trực tiếp bị một kiếm này xuyên thủng lồng ngực. Mưa máu huy sái hư không, hắn trợn to hai mắt, không thể tin nhìn xem bản thân lồng ngực vị trí. Một màn này phát sinh quá nhanh, ai cũng không nghĩ đến, bị chấn thương Tử Vân Phong dĩ nhiên còn có sức hoàn thủ, hơn nữa lực lượng kinh người. Tử Như Cuồng nhìn thấy, cũng thở dài một hơi, nếu như Hoàng Phủ Văn Phong thật muốn đối Tử Vân Phong xuất thủ, Tử Như Cuồng khẳng định cũng sẽ không gặp chết không cứu. Ta muốn ngươi chết. Hoàng Phủ Văn Phong mặt lộ dữ tợn nhìn xem Tử Vân Phong. Từ khi lần trước bị Tiêu Phàm gây thương tích sau, Hoàng Phủ Văn Phong liền âm thầm thề, nhất định muốn ở Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ trên người gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Có thể hiện tại, bản thân rốt cuộc lại bị thương. Ta cũng sẽ không để ngươi sống. Tử Vân Phong con ngươi băng lãnh,
vừa mới chịu thiệt hại lớn, hắn cũng càng ngày càng bắt đầu cẩn thận. Một thoáng thời gian, hai đại thiên tài lần nữa chiến đấu cùng một chỗ, so sánh vừa rồi, chiến càng thêm hung ác, quảng trường bên trên, đâu đâu cũng có hai người thân ảnh. Mà giờ phút này, Tiêu Phàm cũng đã rời đi Thiên Võ Thần Sơn, xuất hiện ở một tòa sơn cốc bên trong. Nhạc Nhất Sơn, mới xây đệ nhất thành như thế nào? Tiêu Phàm nhìn xem phía trước thạch đầu cự nhân nói. Hồi công tử, U Vân phủ phủ chủ đưa cho đệ nhất thành tốt nhất đãi ngộ, trước đó đệ nhất thành người cũng toàn bộ dọn trở lại trở về. Lần trước công tử trở về, đem cái kia không gian bí cảnh người cũng an trí ở đệ nhất thành, bây giờ đệ nhất thành so trước đó càng thêm phồn hoa. Nhạc Nhất Sơn chi tiết nói ra. Tiêu Phàm gật gật đầu, kể từ đó, hắn cũng không cần lo lắng đệ nhất thành an nguy. Về phần Tu La Điện, có Phong Lang cùng Lãnh Tiếu nhận bọn họ ở, Tiêu Phàm tin tưởng sẽ phát triển càng tốt. Tiêu Phàm mục tiêu có thể không chỉ là Thiên Vũ vực, mà là nhân tộc Tam Thiên vực, thậm chí toàn bộ Thái Cổ thần giới, chỉ là hiện tại hắn cùng Tu La Điện thực lực vẫn như cũ quá yếu, không cách nào đại triển quyền cước mà thôi. Liễu Chu Hồn, người cảm thấy cái này Thiên Võ thần sơn như thế nào? Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, cười nhìn xem bên cạnh Liễu Chu Hồn nói. Thần linh chi khí 10 phần nồng đậm, là một chỗ tu luyện nơi tốt, bất quá vực này vẫn như cũ quá yếu, không cách nào cùng những cái kia cổ vực cùng đế vực có thể so sánh. Liễu Chu Hồn thanh âm ở Tiêu Phàm bên tai vang lên. Cũng đúng, hôm nay võ vực tự nhiên không vào được ngươi mắt. Tiêu Phàm cười nói, bất quá, ở chỗ này, ta có 8 thành nắm chắc chữa trị ngươi mệnh cách. Thật, Liễu Chu Hồn kích động không thôi, ngàn vạn cành chập chờn. Ta còn lừa ngươi hay sao? Tiêu Phàm lắc lắc đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, ngươi cái này hình thể quá lớn, ta muốn đem ngươi đưa vào Thiên Võ Thần Sơn cũng khó. Cái này không thành vấn đề, Liễu Chu Hồn cười nói. Thoại âm rơi xuống, Liễu Chu Hồn cả người phát sáng, chiếu xuống ngàn vạn hà quang, ngay sau đó, ở Tiêu Phàm kinh ngạc ánh mắt bên trong, Liễu Chu Hồn đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ. Chốc lát sau đó, liền biến thành một gốc lớn cỡ bàn tay lưu ly tiểu thụ, phát ra trong suốt quang trạch. Tiêu Phàm kỳ lạ nhìn xem một màn này, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại, Liễu Chu Hồn dù sao cũng là cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi, biến hóa hình thể tự nhiên là không khó. Đưa tay vung lên, Liễu Chu Hồn bỗng nhiên rơi vào Tiêu Phàm lòng bàn tay, cười nói, như vậy thì dễ dàng hơn, Nhạc Nhất Sơn, ngươi về đệ nhất thành A, cố gắng tu luyện, mau chóng đột phá cổ thần cảnh. Là, công tử, Nhạc Nhất Sơn cung kính gật gật đầu, thân thể chậm rãi tiềm nhập lòng đất bên trong, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm đem Liễu Chu Hồn ném vào trên cổ cái kia hơi khai thông pháp bảo bên trong, liền hướng lấy Thiên Võ Thần Sơn nhảy tới. Không bao lâu, Tiêu Phàm trở lại chỗ ở, nhìn thấy cái kia trống rỗng tiểu viện, trong lòng càng ngày càng tò mò. Nơi này không ai, vừa mới trên đường cũng không đụng phải người nào. Đến cùng phát sinh cái gì? Tiêu Phàm cau mày, cực đại Thiên Võ Thần Sơn, dĩ nhiên không có người, cái này cũng quá quỷ dị. Tiêu sư huynh, ngươi làm sao ở nơi này? Lúc này, nơi xa đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, cách đó không xa tiểu viện đứng đấy một cái váy trắng nữ tử dung nhan chưa nói tới cỡ nào tuyệt thế, nhưng lại thanh tú tịnh lệ, cho người ta một loại 10 phần thân thiết cảm giác. Người ở đây đâu? Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở tiểu viện bên ngoài, nghi hoặc hỏi. Bọn họ đều đi Thiên Võ Phong, hôm nay Thiên U vực người đến này khiêu chiến Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ, tất cả mọi người đều đi quan chiến. Váy trắng nữ tử khiếp đảm nói ra. Thiên U vực, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, bỗng nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước ở Thiên Võ Thần Sơn bên ngoài gặp gỡ Thiên U vực tu sĩ. Tiêu sư huynh, người không đi sao? Váy trắng nữ tử lại hỏi. Ta liền không đi, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, đối dạng này sự tình, hắn căn bản liền không có hứng thú gì. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm quay người liền chuẩn bị hướng bản thân tiểu viện bay đi, bất quá đi ra một bước, hắn lại ngừng thân hình, tựa như nhớ tới cái gì. Hồng hộc, cũng liền ở trong nháy mắt này, một đạo hàn mang bỗng nhiên từ sau lưng đánh tới, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cho dù như thế, Tiêu Phàm cũng bị xuyên thủng cánh tay. Không có bất luận cái gì chần chờ, Tiêu Phàm chân đạp Thái Huyền Thần Du biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện, đã là ở mấy chục trượng bên ngoài.
hắn không nghĩ đến, Thiên Võ Thần Sơn dĩ nhiên có người muốn giết bản thân. Muốn chạy, Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại thời khắc, xác thực nhìn thấy, đạo kia váy trắng thân ảnh cũng đã hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Tiêu Phàm trong con ngươi chán phóng lãnh quang, chân đạp Thái Huyền Thần Du bộ bỗng nhiên hướng về cái kia váy trắng nữ tử truy sát mà đi. Kém từng chút một, chỉ kém từng chút một, bản thân liền bị đối phương chém giết. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, bản thân bình thường có vẻ như quá dễ nói chuyện, hắn đường đường Tu La Điện Chủ, dĩ nhiên kém chút bị người ám sát mà chết, đây nếu là bị lịch đại Tu La Điện Chủ biết rõ, đoán chừng sẽ trở thành thiên đại trò cười. Đạo kia bạch ảnh tốc độ rất nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nhìn thấy Tiêu Phàm đuổi theo, không chút do dự trốn vào sơn lâm bên trong. Tiêu Phàm theo sát phía sau, linh hồn chi lực tập trung vào váy trắng nữ tử, trên người sát ý càng ngày càng hừng hực lên. Hoàng Tuyền sứ giả, Tiêu Phàm trong lòng bỗng nhiên giật mình, nháy mắt nhớ tới một đạo thân ảnh. Hắn còn nhớ rõ, lần trước ở U Vân Phủ, một cái hắc y nhân làm bộ Sở Vân Bắc tập sát hắn, Tiêu Phàm thiếu chút nữa cũng bị hắn giết chết. Nếu như không phải Tiêu Phàm đối sát ý có loại bản năng cảm giác, lần trước đoán chừng liền đã chết ở trong tay người này. Nhưng hắn không nghĩ đến, đối phương dĩ nhiên vẫn như cũ không có từ bỏ, hơn nữa còn truy đến nơi này, lần này nếu như không phải hắn cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh trung kỳ, đoán chừng cũng liền không chỉ thụ thương như thế đơn giản. Khó trách những ngày qua, ta luôn cảm giác tâm thần không yên, nguyên lai một mực là hắn âm thầm truy tung ta, lần trước ở Vô Thần Phong bên ngoài người kia đoán chừng cũng là hắn. Tiêu Phàm thần sắc càng ngày càng băng lạnh. Hắn hiện tại có thể không quản được nhiều như vậy, vô luận ngươi là Hoàng Tuyền sứ giả, hay là cái gì khác người, ở trong mắt Tiêu Phàm, người trước mắt đã là một cái người chết. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, nhưng đối phương tốc độ cũng căn bản không chậm, bỏ chạy thủ đoạn càng là nhất lưu. Cái này cũng làm cho Tiêu Phàm trong lòng càng thêm thận trọng đối đãi lên, người này so sánh lần trước mà nói, thực lực có vẻ như cũng tăng cường rất nhiều, chí ít, nếu như chỉ là lần trước thực lực. Tiêu Phàm muốn đuổi theo hắn, tuyệt đối không phải rất khó sự tình. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm rốt cuộc lại kém chút mất dấu, cái này đủ để nói rõ đối phương cường đại. Chỉ là hắn nghĩ không ra là, cự ly lần trước ám sát, có vẻ như còn chưa đến nửa năm a, làm sao liền nhanh như vậy không nhịn được xuất thủ đây. Ta cũng phải nhìn xem, rốt cuộc là người nào muốn giết ta. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, một kiếm nổi giận chém mà ra, những nơi đi qua. Thế như trẻ tre, cổ thụ sụp đổ, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Một thoáng thời gian, đạo kia thân ảnh cũng đã hiển lộ ra, chỉ là giờ phút này đã không phải là một bộ váy trắng, mà là một bộ hắc sắc trang phục, giống như một đầu con cá đồng dạng, ở trong sơn lâm nhanh chóng xuyên toa. Không hổ là Bích Lạc Hoàng Tuyền người, thân pháp này, so Thái Huyền Thần Du bộ dĩ nhiên còn muốn huyền diệu. Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi không thôi. Thái Huyền Thần Du bộ cường đại. Tiêu Phàm thế nhưng là biết rõ không thôi, ở trên tốc độ, hắn còn chưa bao giờ yếu hơn đồng giai, có thể hiện tại, dĩ nhiên đuổi không kịp một cái sát thủ, cái này khiến hắn như thế nào không sợ hãi. Yên diệt, Tiêu Phàm cũng sẽ không nhường hắn chạy mất, đưa tay, Tu La kiếm nổi giận chém mà ra, một đạo màu xám kiếm khí nộ khiếu mà ra, hư không đều thật giống như bị nuốt sống. Sát thủ sắc mặt biến hóa, đưa tay liền về sau chém ra một kiếm. Thân thể giống như nhẹ yến đồng dạng rơi vào nơi xa cổ thụ đỉnh. Không chạy, Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh nhìn xem sát thủ nói, sát cơ không thêm mảy may che giấu. Lần này, Tiêu Phàm nhìn thấy lại là một trương nam nhân mặt, nếu như không phải linh hồn chi lực một mực tập trung vào hắn, Tiêu Phàm đoán chừng còn tưởng rằng bản thân đuổi sai người. Liền hắn đều không thể không thừa nhận, Hoàng Tuyền Bích Lạc sát thủ ngụy trang thủ đoạn, so Tu La Điện mạnh không phải nhất tinh nửa điểm. Tiêu Phàm, người ta làm giao dịch như thế nào? Hắc y nhân thần sắc đạm mạc nhìn xem Tiêu Phàm nói, căn bản không nói chạy trốn sự tình. Giao dịch, đem ta mệnh cho ngươi sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Cùng một cái muốn giết chính mình người làm giao dịch, hắn Tiêu Phàm là hiềm mạng lớn sao? Đối với người như vậy, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không thủ hạ lưu tình, phương thức tốt nhất liền là nhường hắn thần hồn câu diệt. Nguyên bản Tiêu Phàm căn bản không cần cùng hắn nói nhảm, nhưng là, Tiêu Phàm càng muốn biết rõ ràng, rốt cuộc là người nào muốn giết bản thân, dĩ nhiên còn mời động Hoàng Tuyền Bích Lạc người. Ta không đòi mạng ngươi,
chỉ cần ngươi đem Hoàng Tuyển sứ giả lệnh cho ta, người ta trước đó ân oán liền một bút xóa bỏ. Hắc Y Nhân trầm giọng nói. À, các ngươi Hoàng Tuyển bộ lạc tiếp nhiệm vụ, không phải liền là không chết không thôi sao? Tiêu Phàm ngược lại là có chút tò mò. Quy củ là chết, ngươi là sống, chỉ cần ngươi đem Hoàng Tuyển sứ giả lệnh cho ta, ta liền nói cho là ai muốn giết ngươi. Hắc Y Nhân ngưng tiếng nói. Nhìn đến, Bích Lạc Hoàng Tuyền, cũng không gì hơn cái này. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Xem như sát thủ, cho dù là chết, cũng sẽ không tiết lộ cố chủ thân phận, có thể cái này Hắc Y Nhân cũng đã vi phạm với quy củ, Tiêu Phàm tự nhiên là khinh thường. Đừng cho là ta giết không chết ngươi, Bích Lạc Hoàng Tuyền có thể giết chết ngươi có khối người, dù là ngươi trở thành thần vương cường giả, muốn giết ngươi, cũng không khó. Hắc Y Nhân ngữ khí cũng biến băng lạnh. Chiếu ngươi ý tứ, ta không đem Hoàng Tuyển sứ giả lệnh cho ngươi, Bích Lạc Hoàng Tuyển còn có lợi hại hơn người giết ta. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Không sai, Hắc Y Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù ta không biết rõ Hoàng Tuyển sứ giả lệnh có cái gì dùng, nhưng là, ta nếu không cho ngươi mà nói, ngươi cũng hẳn là khó có thể mạng sống a. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Nếu như cái này Hắc Y Nhân không cùng hắn đòi hỏi Hoàng Tuyển sứ giả lệnh, Tiêu Phàm vẫn chỉ là đem Hoàng Tuyển sứ giả lệnh xem như một khối sắt vụn, có thể hiện tại, Tiêu Phàm lại phát hiện, Hoàng Tuyển sứ giả lệnh có vẻ như không phải như thế đơn giản. Hắc Y Nhân sắc mặt hơi hơi biến đổi, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nói, Hoàng Tuyển sứ giả lệnh ngươi cầm không có bất kỳ chỗ dùng nào, ta tự có ta tác dụng, chỉ là lại làm một khối tương đối phiền phức mà thôi. Có đúng không? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân vừa mới thần sắc biến hóa, hắn thế nhưng là rõ ràng bắt ở trong mắt, tuyệt đối không có Hắc Y Nhân nói như thế đơn giản. Ngươi muốn thế nào mới có thể cho ta, nói điều kiện a? Hắc Y Nhân trầm giọng nói. Nếu như, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, nói ta muốn mạng ngươi đây. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm bỗng nhiên một kiếm chém ra, cuồng bạo kiếm khí bao phủ tứ phía bát phương, xông thẳng Hắc Y Nhân mà đi. Hắc Y Nhân ngược lại là không chút hoang mang, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, không cùng Tiêu Phàm ngạnh bính, mà là chân đạp bộ pháp, trực tiếp bỏ chạy mà đi. Hừ, Tiêu Phàm, Hoàng Tuyển sứ giả lệnh tạm thời gửi tồn trong tay ngươi. Trốn xa Hắc Y Nhân lưu lại một câu, liền biến mất không thấy gì nữa. Trốn được ngược lại là rất nhanh, Tiêu Phàm ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, hắn như trước vẫn là khinh thường đối phương thủ đoạn. Bất quá! Tiêu Phàm vẫn như cũ không có từ bỏ, hướng về Hắc Y Nhân bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Chỉ là nhường Tiêu Phàm thất vọng chết, Hắc Y Nhân tựa như hư không tiêu thất đồng dạng, một chút dấu vết đều không lưu lại. Hoàng Tuyển sứ giả lệnh ở trong tay của ta, ta liền không tin ngươi không trở lại. Tiêu Phàm khuôn mặt băng lãnh đến cực điểm, trong tay cầm một khối hắc sắc thiết lệnh, ẩn ẩn có loại bóp nát xúc động. Hít sâu một cái. Tiêu Phàm quay người chuẩn bị hướng Tử Vũ Phong mà đi, nhưng mà lúc này, từng tiếng quát to bỗng nhiên truyền vào Tiêu Phàm trong tai. Giết hắn, giết hắn, âm ý thanh âm từ đằng xa truyền đến, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, lại là nơi xa khí thế trùng thiên, không trung mây mù bốc lên không thôi. Thiên Võ Phong, Tiêu Phàm nhíu mày, hắn không nghĩ đến, bản thân bất chi bất giác dĩ nhiên đi tới Thiên Võ Thần Sơn chủ phong ngoại vi. Giờ phút này cự ly chủ phong cũng chỉ có khoảng 10 dặm cự ly. Suy nghĩ lúc này, Tiêu Phàm vẫn là đạp không mà lên, hóa thành một vệt sáng hướng về Thiên Võ Phong bay đi. Thiên Võ Phong dưới quảng trường bên trên, một đạo thân ảnh sụi lơ trong vũng máu, hung dữ nhìn xem đối diện cầm kiếm thanh niên. Cầm kiếm thanh niên không phải kẻ khác, chính là Tử Vân Phong, mà cái kia thụ thương người, tự nhiên liền là Hoàng Phủ Văn Phong. Hai người kịch chiến nửa canh giờ. Cuối cùng vẫn là Tử Vân Phong hơn một chút, hắn giờ phút này máu me khắp người, thân thể đều có chút lung la lung lay. So sánh trước đó, Hoàng Phủ Văn Phong càng thêm thảm liệt, trên người tràn đầy vết kiếm, không ngừng chảy máu, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Bất quá, hắn cũng không có sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia cười tà. Bốn phía Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ hô to không thôi, hận không thể Tử Vân Phong diệt Hoàng Phủ Văn Phong, đối thiên u vực tu sĩ. Thiên Võ Thần Sơn đám người căn bản không có bất luận cái gì hảo cảm. Nhị đệ, khán đài bên trên Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trên mặt hơi hơi trầm xuống, dưới chân đạp mạnh, chuẩn bị xuất thủ cứu giúp. Nhìn xem, lúc này,
Một bên Tam công tử hừ lạnh một tiếng, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm quảng trường trung ương. Là, Tam công tử. Hoàng phủ Hoàng Tiêu khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là không có xuất thủ, chỉ là trên người hắn sát ý lại là không có bất luận cái gì yếu bớt, ngược lại càng ngày càng cường hoành lên. Tam công tử sắc mặt âm trầm vô cùng, lạnh giọng nói, yên tâm, ta người nhưng không có dễ giết như vậy. Hoàng phủ Hoàng Tiêu nghe vậy, mừng rỡ gật gật đầu, lại Tam công tử câu nói này, cũng liền tương đương với Hoàng phủ Văn Phong nhiều hơn một cái mạng. Nếu như Tử Vân Phong thực có can đảm đối Hoàng phủ Văn Phong bất lợi, Tam công tử cũng khẳng định muốn xuất thủ, đến lúc đó Thiên Võ Thần Sơn có thể cũng không phải là đồng dạng xui xẻo. Giết hắn, Tử Vân Phong sư huynh, giết hắn. Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ vẫn như cũ lớn tiếng gầm lên, bọn họ tựa như cũng đã thấy được Hoàng phủ Văn Phong bị Tử Vân Phong giết chết một màn. Tử Vân Phong gian nan cất bước, trường kiếm cũng đã chống đỡ ở Hoàng phủ Văn Phong ngực, băng lãnh kiếm khí nở rộ, cũng đã đâm vào Hoàng phủ Văn Phong thân thể, từng tia huyết dịch thẩm thấu mà ra. Tử Vân Phong tựa như cũng đang rầu rĩ, đến cùng có hay không giết Hoàng phủ Văn Phong. Giết Hoàng phủ Văn Phong, có thể nhìn trên đài còn có mặt khác mấy người, những người kia đều bị Hoàng vừa Văn Phong mạnh hơn a, Hoàng phủ Văn Phong mà chết, những người kia khẳng định sẽ tiếp tục khiêu chiến Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ, đến lúc đó chỉ có thể chết càng nhiều. Thế nhưng là không giết Hoàng phủ Văn Phong, cái kia Vân Hàn liền chết vô ích sao? Cũng không phải Tử Vân Phong nghĩ cho Vân Hàn báo thù, mà là Vân Hàn đại biểu là Thiên Võ Thần Sơn xuất chiến, cuối cùng lại bị Hoàng phủ Văn Phong giết chết, tổn thương thế nhưng là Thiên Võ Thần Sơn uy nghiêm. Nếu như bản thân liên sát Hoàng phủ Văn Phong dũng khí đều không có, chẳng phải là bảo ngày mai võ vực không bằng Thiên U vực. Tử Vân Phong dĩ nhiên đánh bại Hoàng phủ Văn Phong, đám người bên trong, Tiêu Phàm cũng đã chạy tới. Nhìn thấy nơi xa chiến đấu cũng hơi kinh ngạc. Lập tức vỗ vỗ bên cạnh một cái thanh y tu sĩ nói, huynh đệ, Thiên U vực không phải đến luận bàn a, làm sao hiện tại đã sinh đã tử. Tiểu tử kia giết Vân Hàn sư huynh, người nói hắn đáng chết hay không? Thanh y tu sĩ tức giận nói, hai mắt đỏ bừng vô cùng. Vân Hàn chết, Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ đến, Thiên U vực dĩ nhiên như thế gan to bằng trời. Ở Thiên Võ Thần Sơn sân nhà giết Vân Hàn. Hiện tại ngươi nói, cái kia Thiên U vực tu sĩ đáng chết hay không? Thanh y tu sĩ phẫn hận vô cùng, là chính hắn nói, đã phân thắng bại, cũng chia sinh tử, giết hắn cũng không lời nào để nói. Đáng chết là đáng chết, Tiêu Phàm gật gật đầu, lập tức lại nói, bất quá, nếu như bọn họ người tiếp tục khiêu chiến Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ đây, có thể hay không chết càng nhiều, sợ hắn chứng. Giết lại nói, ta Thiên Võ Thần Sơn binh sĩ há lại hạng người sợ chết. Thanh y tu sĩ xem thường nhìn xem Tiêu Phàm nói. Cái kia vừa mới làm sao không có người đi lên đây. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem thanh y tu sĩ nói. Thanh y tu sĩ nghe vậy, tức khắc ngậm miệng không nói gì, mặt đỏ tới mang tai. Trước đó Hoàng Phủ Văn Phong kêu gào thời điểm, bọn họ thế nhưng là không nhúc nhích, liền một trận chiến dũng khí đều không có, không phải sợ chết lại là cái gì đâu. Tiêu Phàm cũng không phải đả kích thanh y tu sĩ, chỉ là cá nhân hắn coi như lý tính, đồng dạng, Tử Vân Phong không có lập tức ra tay giết Hoàng Phủ Văn Phong, hiển nhiên cũng còn thanh tỉnh, biết rõ giết chết Hoàng Phủ Văn Phong hậu quả. Đây chính là sơ giai tu sĩ đáng buồn sao? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, ánh mắt lần nữa hướng về quảng trường trung ương nhìn lại. Tử Vân Phong cầm kiếm tay phải run nhẹ nhẹ, cuối cùng vẫn là không có đâm xuống, chỉ là thần sắc lạnh như băng nói. Hoàng Phủ Văn Phong, người phục hay là không phục? Phục, liền bằng ngươi cũng có thể để cho ta phục. Hoàng Phủ Văn Phong cực kỳ khinh thường, trên mặt máu tươi chảy xuôi, nhìn qua thê thảm vô cùng, nhe răng cười nói, có gan ngươi hãy giết ta, ta Hoàng vừa Văn Phong, thua được. Hoàng Phủ Văn Phong trên mặt lộ ra kiên quyết, tựa như hắn thật không sợ giống như chết. Đã ngươi tự tìm cái chết, vậy thành toàn cho ngươi. Tử Vân Phong trong tay trường kiếm lần nữa dùng sức. Một đạo kiếm khí nháy mắt xuyên thủng Hoàng Phủ Văn Phong ngực, một cột máu phun ra ngoài. Hoàng Phủ Văn Phong sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ đến Tử Vân Phong dĩ nhiên thật dám giết bản thân. Cái này Hoàng Phủ Văn Phong trước đó không phải sợ chết a, làm sao hiện tại cốt khí cứng như vậy? Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Hoàng Phủ Văn Phong. Sau đó hắn tựa như phát hiện cái gì, ánh mắt hướng về nơi xa khán đài nhìn lại,
lại là nhìn thấy Hoàng Phủ Hoàng Tiêu bờ môi khẽ động, chính đang nói cái gì, chỉ là người nào cũng không có phát hiện hắn ở mở miệng. Nguyên lai như thế, ta còn tưởng rằng là ai cho ngươi dũng khí đấy. Tiêu Phàm bỗng nhiên hiểu cái gì, hắn thế nhưng là hiểu môi ngữ người. Ngay sau đó, Tiêu Phàm ánh mắt từ Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trên người chuyển qua Tam Công Tử trên người, híp híp hai mắt nói Tam Công Tử. Liền Thiên Vũ Vực đều kiêng kỵ như vậy. Vân Phong, tha hắn. Tử Như Cuồng nhìn thấy Tử Vân Phong thật chuẩn bị giết Hoàng Phủ Văn Phong, vội vàng quát to. Hoàng Phủ Văn Phong mà chết, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu khẳng định sẽ lên trận, đến lúc đó, Thiên Võ Thần Sơn cũng không có mấy người là hắn độc thủ. Nếu như chỉ là thực lực cứng đối cứng mà nói, Thiên Võ Thần Sơn ngược lại là có người dám cùng hắn giao phong, nhưng mấu chốt là, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu thế nhưng là có tiếng độc sư, bỉ Hoàng vừa Văn Phong còn muốn cường hoành. Tử Vân Phong trường kiếm ngưng một cái, mặt lộ băng lãnh nhìn xem Hoàng Phủ Văn Phong, rút về trường kiếm nói, vào bách sát chiến trường lại chảm ngươi. Dứt lời, Tử Vân Phong hất lên áo bào, quay người liền chuẩn bị rời đi. Hoàng Phủ Văn Phong thở dài một hơi, vừa mới hắn thế nhưng là tương đương với ở quỷ môn quan dạo qua một vòng, bất quá còn tốt hắn đánh cuộc đúng. Nhìn thấy Tử Vân Phong chuẩn bị rời đi, Hoàng Phủ Văn Phong khóe miệng đột nhiên hơi hơi dương lên. Hắn hướng trong miệng nhét tiếp theo khỏa đan dược, sau đó lấy ra một chuôi trường kiếm, phẫn nộ hướng về Tử Vân Phong đâm tới. Tử Vân Phong cũng giống như đã sớm có chỗ chuẩn bị đồng dạng, lách mình liền chuẩn bị thối lui, nhưng mà, cũng liền tại hắn điều động thần lực thời khắc, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cả người tựa như nháy mắt thoát lực đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, hắn ngẩng đầu phẫn nộ nhìn xem Hoàng Phủ Văn Phong nói, ngươi, hèn hạ. Ha ha, hèn hạ, ta thế nhưng là độc sư, huống hồ, ta từng có nhận thua sao? Hoàng Phủ Văn Phong nhe răng cười một tiếng, trường kiếm không có bất luận cái gì chần chờ, một kiếm chui vào Tử Vân Phong ngực. Phốc phốc một tiếng, máu tươi bắn ra, trực tiếp cho Tử Vân Phong đến lạnh thấu tim, vội vàng thời khắc, Tử Vân Phong điều động toàn thân lực lượng, một kiếm hung hăng đâm về Hoàng Phủ Văn Phong ngực. Hoàng Phủ Văn Phong nơi nào nghĩ đến Tử Vân Phong còn có sức phản kháng, hắn vội vàng buông ra trường kiếm, hướng hậu phương thối lui. Nhưng là kiếm khí càng nhanh, trực tiếp chặt đứt hắn một cánh tay, ngay sau đó một trận như giết heo kêu thảm tiếng truyền ra. Hỗn trướng, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Hoàng Phủ Văn Phong phẫn nộ gầm hét lên, giống như là con sói đói nhào về phía Tử Vân Phong. Dừng tay, lúc này, một tiếng quát lớn từ đằng xa truyền đến. Lại là Tử Như Cuồng đã xuất hiện ở Tử Vân Phong trước người, phẫn nộ một bàn tay hướng về Hoàng Phủ Văn Phong oanh sát mà đi. Tử Như Cuồng chỗ nào còn bận tâm được nhiều như vậy, hắn giờ phút này chỉ muốn giết Hoàng Phủ Văn Phong, thay hắn tôn nhi Tử Vân Phong báo thù. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một bàn tay hung hăng oanh sát mà ra, một kích này nếu là đánh trúng Hoàng Phủ Văn Phong, tất nhiên là một kích tất sát, thần hồn câu diệt. Nhưng mà... cũng liền ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lại có một đạo thân ảnh ngăn khuất Hoàng Phủ Văn Phong trước người, đó là một cái trung niên nam tử, đồng dạng một trưởng đón lấy Tử Như Cuồng. Oanh, kinh khủng bạo hưởng truyền ra, hai đại cường giả lực lượng ở hư không điên cuồng xen lẫn, sau đó vừa chạm vào tức mở, Tử Như Cuồng cùng cái kia nam tử trung niên nhanh chóng mang theo Tử Vân Phong cùng Hoàng Phủ Văn Phong lui lại. Bất thình lình một màn. Ở đây tu sĩ trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần, bọn họ ai cũng không nghĩ đến, Hoàng Phủ Văn Phong vậy mà sẽ hèn hạ đánh lén. Hoàng Phủ Văn Phong, ngươi thật hèn hạ, Tử Vân Phong sư huynh cũng đã thắng, tha cho ngươi một cái mạng chó, ngươi chẳng những không cảm ơn, vậy mà còn hạ sát thủ. Giết cái kia không bằng heo chó đổ vật, thật sự cho rằng ta Thiên Vũ vực tu sĩ dễ khi dễ hay sao? Thiên U vực quả nhiên đều là hèn hạ hạng người, bậc này bị ổi thủ đoạn. Cũng chỉ có các ngươi những người này mới có thể làm ra được. Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ phẫn nộ đến cực điểm, cũng khó trách bọn họ như thế không bình tĩnh, một trận chiến này nguyên bản liền là Tử Vân Phong chiếm cứ thượng phong. Tử Vân Phong không có giết chết Hoàng Phủ Văn Phong, có thể không nghĩ đến Hoàng Phủ Văn Phong dĩ nhiên âm thầm hạ độc, còn muốn đưa Tử Vân Phong vào chỗ chết. Khẩu khí này, đổi lại ai cũng nuốt không trôi. Cái này Hoàng Phủ Văn Phong, thật đúng là không phải bình thường hèn hạ a. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, một gạt bỏ tức giận từ mắt hắn đáy chỗ sâu lóe qua. Tử Như Cuồng, người lấy lớn hiếp nhỏ, tính bản lãnh gì?
Lúc này, một tiếng quát lớn vang lên, lại là cái kia che chở Hoàng Phủ Văn Phong nam tử trung niên phẫn nộ nhìn xem Tử Như Cuồng nói. Lấy lớn hiếp nhỏ, Tử Như Cuồng mắt lộ ra dữ tợn nhìn xem đối diện nam tử trung niên, một cỗ vô địch hung uy bộc phát ra, Hoàng Phủ Huyên, tôn nhi ta không có cái gì ngoài ý muốn cũng liền bình thường, nếu là ra ngoài ý muốn, ta muốn ngươi Hoàng Phủ gia tộc chôn cùng. Liền bằng ngươi, nam tử trung niên Hoàng Phủ Huyên mười phần khinh thường nói, mà nói mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong mắt đều là kiêng dè. Chỉ bằng ta, Tử Như Cuồng ngữ khí băng lãnh đến cực điểm. Hoàng Phủ Huyên mí mắt hơi hơi nhảy một cái, vội vàng nói sang chuyện khác, ra sân chiến đấu phía trước, liền đã nói, đã phân thắng bại, cũng chia sinh tử, Văn Phong giết ngươi tôn nhi, lại có làm sao không có thể. Vô sỉ, rõ ràng là Tử Vân Phong sư huynh thắng, tha cho hắn một cái mạng chó mà thôi. Đám người bên trong có người phẫn nộ mở miệng, những người khác cũng lòng đầy căm phẫn. Vừa mới một trận chiến kết quả ai cũng thấy rõ ràng, Tử Vân Phong rõ ràng cũng đã thắng, chỉ là hắn nhân từ, không có hạ tử thủ mà thôi. Hoàng Phủ Văn Phong chẳng những không cảm ơn, hơn nữa còn tùy thời hạ độc thủ, xác thực đáng hận. Thắng liền là thắng, thua liền là thua, Văn Phong có từng nhận thua qua. Hoàng Phủ Huyên cười lạnh nhìn xem bốn phía tu sĩ nói. Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ trong lúc nhất thời không người phản bác, Hoàng Phủ Văn Phong xác thực không có nhận thua. Hơn nữa, coi như nhận thua, thì tính sao, chỉ cần không chết, hắn liền có thể xuất thủ, bởi vì quy củ sớm cũng đã định. Tử Như Cuồng không còn để ý tới Hoàng Phủ Huyên, hắn lấy ra mấy khỏa đan dược nhét vào Tử Vân Phong trong miệng, sau đó rút ra trường kiếm, kinh khủng thần lực tràn vào Tử Vân Phong thể nội. Tử Vân Phong sắc mặt trắng bệch vô cùng, thể nội sinh cơ nhanh chóng sói mòn. Thần dược sư ở đâu? Tử Như Cuồng tựa như là lên cơn điên, hướng về nơi xa gào thét. Lúc này, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa đạp không mà tới, nháy mắt xuất hiện ở Tử Vân Phong trước người, tử tế kiểm tra hắn thân thể. Chốc lát sau đó, mấy người toàn bộ đều lộ ra chán trường, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong đó một cái hôi bảo lão giả khổ sở nói, Tử Phong chủ, xin lỗi. Chúng ta bất lực, xin lỗi, Tử Phong chủ, chúng ta không thể làm gì. Mặt khác mấy cái thần dược sư cũng hít sâu một cái lắc lắc đầu, trong lúc nhất thời không dám cùng Tử Như Cuồng nhìn thẳng. Phế vật, một nhóm phế vật, Tử Như Cuồng gầm thét không thôi, thần lực tựa như không muốn sống đồng dạng hướng Tử Vân Phong thể nội rót vào. Cho dù như thế, Tử Vân Phong sinh cơ vẫn như cũng ngăn không được hướng bên ngoài sói mòn, cứ tiếp như thế, không cần bao lâu, đoán chừng liền sẽ bỏ mình đạo tiêu. Bỗng nhiên, Tử Như Cuồng bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi dữ tợn con ngươi rơi vào nơi xa Hoàng Phủ Văn Phong trên người, tựa như một đầu khát máu giống như dã thú. Hoàng Phủ Văn Phong toàn thân run rẩy dữ dội, một cái kia ánh mắt, liền dọa đến hắn đứng không vững, một bên Hoàng Phủ Huyên vội vàng ngăn ở trước mặt hắn, lúc này mới dễ chịu một chút. Thắng làm vua thua làm giặc, thua chính là thua. Cũng liền ở lúc này, nơi xa khán đài bên trên, cái kia tam công tử nhàn nhạt mở miệng nói. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu đám người trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một bộ ăn chắc Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ bộ dáng. Ta nhị đệ thụ thương, tiếp xuống, liền từ tại hạ đến lĩnh giáo Thiên Võ Thần Sơn các vị thiên tài đều cao chiêu a. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu đột nhiên đạp không mà lên, lách mình xuất hiện ở trong sân rộng van xin. Trên người hắn cổ động lấy cường hoành khí tức, một chút thế hệ trước tu sĩ liếc mắt liền nhìn ra Hoàng Phủ Hoàng Tiêu tu vi. Cổ thần cảnh hậu kỳ, Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ sắc mặt khó coi đến cực điểm, vừa mới chiến một cái Hoàng Phủ Văn Phong. Bọn họ đều không có bất luận cái gì nắm chắc, chết một cái Vân Hàn không nói, bây giờ Tử Vân Phong cũng nguy cơ sớm tối. Mà hiện tại, rốt cuộc lại đến một cái nhân vật lợi hại, bọn họ tựa như so ăn phải con ruồi còn muốn khó chịu. Tiêu Phàm nhìn xem chung quanh tu sĩ, bọn họ mặc dù phẫn nộ vô cùng, nhưng quả thực là không có một người dám tiến lên, hắn trong lòng không khỏi cảm giác có chút bi ai. Vừa mới Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ kêu gào cũng không phải bình thường lợi hại, khí thế như hồng, bây giờ thật muốn bọn họ xuất thủ thời điểm, lại là ai cũng không dám lên trận. Lục Phô Trần sư huynh cùng Tử Vân Phong sư huynh đều thua, ai có thể chiến thắng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu? Nếu là Bách Lý Liệt, Thanh Mộc Tuyền, Tần Sở cùng Lục Phô song sư huynh ở liền tốt, nhất định có thể đem Hoàng Phủ Hoàng Tiêu đánh ngã,
đáng tiếc bọn họ đều đang vì bách sát chiến trường làm cuối cùng bắn vọt, bế quan. Cái nhục ngày hôm nay, ngày sau ta Thiên Võ Thần Sơn định gấp 10 lần hoàn trả. Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, nơi xa Thiên U vực tu sĩ lại là cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, những người này, liền chiến đấu dũng khí đều không có, chỉ là gửi hy vọng ở kẻ khác, lại đem cái gì đi cùng Thiên U vực tu sĩ tranh phong đây. Hắn gạt mở đoàn người, chậm rãi hướng về Tử Như Cuồng cùng Tử Vân Phong vị trí phương hướng đi đến. Tử Như Cuồng hai mắt đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, gắt gao ôm lấy Tử Vân Phong, nói, Vân Phong, ngươi không thể có việc, không thể có việc, cho ta kiên trì. Ra, thật xin lỗi. Về sau hài nhi không thể phụng dưỡng ngài tả hữu. Tử Vân Phong gian nan phun ra một câu, trong mắt chảy ra mấy giọt trong suốt nước mắt, các ngươi cho ta đem Vân Phong cứu trở về đến, cứu trở về đến. Tử Như Cuồng vẫn như cũ đem cuối cùng hy vọng ký thác ở cái kia mấy cái thần dược sư trên người, hướng về phía mấy người điên cuồng hét lên. Tử Phong chủ, thật xin lỗi, chúng ta bất lực. Hồi bào lão giả mấy người sắc mặt khó xử, cúi đầu không dám nhìn thẳng Tử Như Cuồng. Liên điểm này thương thế đều cứu không tốt, muốn các ngươi làm gì dùng. Tử Như Cuồng tựa như triệt để nổi điên đồng dạng, trên người hắn khí thế tăng vọt, ẩn ẩn muốn vượt qua một cái nào đó giới hạn một dạng. Hồi bào lão giả mấy người đứng mũi chịu sào, bị Tử Như Cuồng khí thế đánh bay, cuồng bạo lực lượng bao phủ tứ phía bát phương, liền hư không đều tiếp nhận không được hắn uy áp. Cái này là thần vương cảnh khí tức. Bốn phía tu sĩ kinh hãi nhìn xem Tử Như Cuồng, tựa như không quen biết hắn một dạng. Không hổ là Thiên Vũ vực thần vương phía dưới đệ nhất nhân, tiếp cận nhất thần vương cường giả. Lại có một số người sợ hãi than nói, Tử tiền bối, nếu không, để cho ta thử xem a. Cũng liền ở tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tử Như Cuồng trên người thời khắc, một cái người trẻ tuổi lặng yên không một tiếng động đi tới Tử Như Cuồng cách đó không xa. Tử Như Cuồng đột nhiên ngẩng đầu, màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm cái kia người trẻ tuổi, trên người cuồng bạo khí tức chậm rãi thu liếm, trong mắt lóe qua nồng đậm chờ mong, Tiêu Phàm, ngươi có thể cứu Vân Phong. Hắn mặc dù biết rõ Tiêu Phàm thực lực không tệ, nhưng hắn vẫn không tin, Tiêu Phàm có thể cứu người. Ngươi là từ đâu tới tiểu tử, mệnh cách bị hao tổn, ngươi dám nói khoác mà không biết ngượng nói ngươi có thể cứu. Trong đó một cái thần dược sư phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm nói. Bọn họ những người này đều phán định Tử Vân Phong tử vong kết cục, hiện tại đột nhiên mạo một người đi ra, nói có thể cứu Tử Vân Phong, đây không phải đánh bọn họ mặt sao. Bọn họ có thể đều là cao giai thần dược sư, thậm chí cái kia hôi bào lão giả cự ly vương giai thần dược sư cũng chỉ có cách xa một bước, có thể bọn họ đều không thể cứu, cái này Hoàng Mao Tiểu Nhi, lại có thể khởi tử hồi sinh. Các ngươi không thể cứu, cái kia có thể nói các ngươi vô dụng. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem cái kia thần dược sư nói, hắn rất khó chịu cái kia thần dược sư ngữ khí. Ta đều còn không có bắt đầu cứu đây, ngươi liền cho rằng ta nói khoác mà không biết ngượng. Đối người như vậy, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí. Cuồng vọng, cái kia thần dược sư phẫn nộ vô cùng, những người khác mấy người cũng nhíu mày, mười phần khó chịu Tiêu Phàm cuồng vọng, nói đến cùng, Tiêu Phàm vẫn là quá trẻ. Tử tiền bối. Ngươi hiện tại nghĩ rõ ràng, không cứu, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cứu, có lẽ còn có một tia hy vọng. Tiêu Phàm lười nhác để ý tới những cái này thần dược sư, ngược lại nhìn về phía Tử Như Cuồng nói. Tiêu Phàm cũng không có đánh cược, hắn hiện tại cũng không biết Tử Vân Phong trạng thái. Tử Như Cuồng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, cuối cùng cắn răng nói, tốt. Cần ta làm cái gì, ngươi cứ việc nói. Thay ta chuẩn bị một gian tĩnh thất, mặt khác. Ta xuất thủ trong lúc đó, người thay ta hộ pháp, bất luận kẻ nào không được tới gần. Tiêu Phàm cũng không có khách khí, trực tiếp sai sử Tử Như Cuồng đến. Tốt, Tử Như Cuồng chỗ nào có thể cự tuyệt, ôm lấy Tử Vân Phong, liền mang theo Tiêu Phàm hướng về nơi xa đỉnh núi bỏ chạy. Mệnh cách bị hao tổn, còn muốn cứu trở về đến. Ta cũng phải xem hắn như thế nào cứu. Hiện tại người trẻ tuổi, thực sự là một đời không bằng một đời. Mệnh cách bị hao tổn, trừ phi vương giai thần dược sư, những người khác căn bản không có khả năng cứu sống. Chờ hắn thất bại sau đó, không phải hảo hảo xử trí hắn không thể, đừng làm loạn Thiên Võ Thần Sơn tập tục.
Mấy cái kia thần dược sư phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm rời đi phương hướng, nhìn nhau, đám người mang theo một cỗ lửa giận đi theo. Người kia hình như là Tử Vũ Phong Tiêu Phàm a, chẳng lẽ hắn cũng là thần dược sư? Là Tiêu Phàm, nghe nói hắn trước đó thời gian chiến bại Tử Vũ Phong ngũ đại chân truyền, trở thành Tử Vũ Phong đệ nhất chân truyền đệ tử. Hắn vừa mới nhìn lâu như vậy, vì cái gì không xuất thủ đây? Theo ta thấy, hắn cũng chỉ bất quá là một cái tham sống sợ chết hạng người. Bên trong rời đi sau đó, đám người bên trong đột nhiên truyền đến từng đạo kinh ngạc thanh âm, sau đó biến thành khinh bỉ. Nơi này chiến đấu lâu như vậy, Tiêu Phàm trốn ở trong đám người, thậm chí ngay cả xuất thủ dũng khí đều không có, nhưng đám người đối Tiêu Phàm ấn tượng té ngã thung lũng. Bọn họ không biết là, Tiêu Phàm chỉ là vừa mới chạy tới, căn bản là không có không biết nơi này chiến đấu, huống hồ, coi như hắn biết rõ, hắn cũng không nghĩ tham gia. Nói liền không tốt nghe, hắn đối Thiên Võ Thần Sơn căn bản liền không có bất luận cái gì hảo cảm, bại cũng liền bại, cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Đại ca, liền là hắn, giết hắn thay ta báo thù. Hoàng Phủ Văn Phong cũng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm rời đi phương hướng phẫn nộ quát ầm lên. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu lông mày hơi nhíu, hắn tự nhiên biết rõ Hoàng Phủ Văn Phong ý tứ, lần trước Hoàng Phủ Văn Phong bị Thiên Võ Thần Sơn người trọng thương, nghĩ đến liền là vừa mới người kia. Một cái tham sống sợ chết hạng người mà thôi. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh thường, sau đó băng lạnh ánh mắt liếc nhìn lấy toàn trường, ai tới một trận chiến. Ta tới chiến ngươi, coi như ta một cái. Bỗng nhiên, mấy đạo thanh âm từ đằng xa truyền đến. Lại là mấy đạo bóng người bay vụt mà tới, trong chớp mắt liền rơi ở trên quảng trường. Là Lục Vô Song sư huynh, Tần Sở sư huynh, Thanh Mộc Tuyền sư tỷ, còn có Bách Lý Liệt sư huynh, bọn họ đều trở về. Thiên Võ Thần Sơn nhìn thấy bốn người kia, tức khắc hoan hô lên. Quảng trường trung ương, đột nhiên nhiều hơn ba nam một nữ, trung ương nhất một cái hồng bào thanh niên mười phần dễ thấy, song mi như đao, ánh mắt như kiếm, hai tóc mai từng tia bạch phát. Giống như thần kiếm đồng dạng cắm vào tóc mây, lộ ra một cỗ vô địch sắc bén chi khí. Người này không phải kẻ khác, chính là Thiên Võ Thần Sơn trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, Lục Vô Song. Lục Vô Trần đứng bên người là một cái váy xanh nữ tử cùng một cái bạch bào thanh niên, bạch bào thanh niên siêu nhiên xuất trần, phiêu giật tiêu sái, giống như trích tiên lâm trần, đây là Thiên Võ Thần Sơn trẻ tuổi một đời người thứ hai Tần Sở. Váy xanh nữ tử tên là Thanh Mộc Tuyền. Chính là Thanh Mộc Phong thiên tài, cũng là Thiên Võ Thần Sơn trẻ tuổi một đời ngũ đại thiên tài bên trong duy nhất nữ tử, người nào cũng không biết nàng cụ thể thực lực. Cuối cùng một người, lại là một cái khôi ngô bá khí kim bào thanh niên, trên vai khiêng một chuôi đại đao, tóc dài ghim thành một đầu roi ra, tạo hình kỳ lạ, quanh thân ẩn ẩn có lôi điện lấp lóe. Không có chút nào nghi vấn, mỗi người trên thân đều phát ra khí thế đều cực kỳ cường hoành. Đủ để ép tới Thiên Võ Thần Sơn cùng tuổi một đời không thở nổi. Bốn người vừa tới, liền lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, một cỗ lạnh lẽo sát ý phun ra ngoài. Cũng khó trách Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ khiếp sợ như vậy, bốn người này, tăng thêm Lục Vô Trần, thế nhưng là Thiên Võ Thần Sơn ngũ đại thiên tài a, Lục Vô Trần vẻn vẹn bài danh thứ năm mà thôi. Hiện tại bốn người đến, cái kia chiến thắng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cơ hội nhưng lớn lắm rất nhiều. Nhưng mà tiếp xuống Hoàng Phủ Hoàng Tiêu một câu, lại là làm cho tất cả mọi người tâm nháy mắt mát lạnh, sau đó triệt để phẫn nộ. Thiên Võ Thần Sơn tứ đại thiên tài, các ngươi cùng lên đi, để tránh ta lãng phí thời gian. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu nhàn nhạt quét Lục Vô Song bọn họ bốn người một cái, đáy mắt chỗ sâu đều là vẻ khinh thường. Tựa như hắn đối mặt bốn người, đều không phải là cái gì thiên tài, mà là run rế. Hắn nghĩ lấy một địch bốn. Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ còn tưởng rằng mình nghe lầm. Chiến ngươi, ta một người là đủ. Lên tiếng trước nhất là Lục Vô Song, hắn nhanh chân bước ra, cuồng bạo lực lượng từ trên người hắn cuồng quyển mà ra, hư không nhấc lên một trận kiếm khí phong bạo. A à, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cười khẩy, nhàn nhạt lắc lắc đầu, nâng lên một cái ngón tay hướng về phía Lục Vô Song ngoắc ngoắc, nói Thiên Vũ vực trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Ta sẽ để ngươi biết rõ, ngươi là cỡ nào buồn cười. Lục Vô Song ánh mắt băng lãnh, cầm trong tay một chuôi trường kiếm nộ sát mà ra, một đạo kiếm khí thiên hà từ không trung bao phủ mà xuống, một thoáng thời gian,
quảng trường trung ương hoàn toàn bị kiếm khí bao phủ. Thật đáng sợ kiếm khí, đoàn người cảm nhận được cỗ kia kiếm khí phong bạo, trong lòng hơi kinh hãi. Ngay cả khán đài bên trên Tam công tử cũng ánh mắt hơi hơi lóe lên, nhàn nhạt bình luận đạo cổ thần cảnh hậu kỳ. Miễn cưỡng có thể làm bản công tử người hầu. Tam công tử, ngài nói bọn họ ai sẽ thắng? Tam công tử bên người một cái hạ nhân thuộc lấy lòng nói. Tự nhiên là Hoàng Phủ Hoàng Tiêu. Tam công tử cơ hồ không hề nghĩ ngợi nói, trên mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, lần nữa nhìn về phía giữa sân chiến đấu. Mà lúc này, Tiêu Phàm đi theo Tử Như Cuồng đi tới Thiên Võ Phong một chỗ dãy cung điện vị trí. Tử tiền bối, cảnh cáo ta có thể nói ở phía trước, ta thời kỳ trị liệu, bất luận kẻ nào đều không thể quấy nhiễu, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Phàm lần nữa trịnh trọng nói ra. Tốt, Tử Như Cuồng giờ phút này cũng đã không cố được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn cứu sống Tử Vân Phong. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, mang theo Tử Vân Phong đi vào đại điện bên trong, đại điện cánh cửa ầm ầm đóng cửa. Ngay sau đó, vài luồng cường đại khí thức từ đằng xa bay vụt mà tới, rơi vào đại điện cách đó không xa, Tử Như Cuồng tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm người tới, nói các ngươi tới làm cái gì. Tử Như Cuồng mắt lạnh nhìn phía trước mấy người, cầm đầu cái kia hôi bào lão giả nói, Tử Phong chủ, người thật đem Vân Phong an nguy giao cho một cái hôi sữa chưa cản tiểu tử. Nếu như không phải các ngươi không được, ta cần gì phải như thế? Tử Như Cuồng ngữ khí băng lãnh nhìn xem mấy người nói. Hôi bào lão giả mấy người nhất thời không biết nói gì, mệnh cách phá toái, cũng không phải người bình thường có thể cứu chữa, cho dù vương giai thần dược sư, cũng chưa hẳn có thể làm được. Ở bọn họ nhìn đến, Tử Vân Phong hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, sở dĩ theo tới nơi này, cũng là muốn giáo huấn một cái Tiêu Phàm cái này cuồng vọng chi bối. Chờ xem, ta liền không tin hắn có thể cứu. Trong đó một cái lão giả nhỏ giọng thầm thì nói. Ngươi nói cái gì, chẳng lẽ ngươi là cố ý không cứu, muốn cho Vân Phong chết sao? Tử Như Cuồng có thể không nguyện ý, gầm thét một tiếng, một bộ muốn xuất thủ tư thế. Nha! Các ngươi cứu không được, còn ở nói lời châm chọc, thực sự là chán sống rồi. Cái kia lão giả vội vàng lui ra phía sau mấy bước, đầu giống như trống lúc lắc đồng dáng lắc lư, Tử Phong chủ, ta không phải ý tứ này, ta ý là, tiểu tử kia không đủ năng lực, chỉ có thể hại Vân Phong. Mệnh cách phá toái, sinh cơ sói mòn, chẳng lẽ còn có so với cái này càng nghiêm trọng không? Tử Như Cuồng hừ lạnh một tiếng nói. Hắn hiện tại nhưng đem Tử Vân Phong duy nhất hy vọng đều gửi ở Tiêu Phàm trên thân. Tử Phong chủ, người nói mặc dù không sai, nhưng là chúng ta có thể nhìn xem hắn a. Lão giả vội vàng bổ sung một câu, còn không quên cho mặt khác mấy người nháy mắt một cái. Đúng vậy a, chúng ta mặc dù không cách nào cứu chữa mệnh cách, nhưng là có thể phòng ngừa hắn đối Vân Phong làm tay chân. Lại một cái thần dược sư mở miệng. Bọn họ kỳ thật cũng đều muốn biết Tiêu Phàm là như thế nào xuất thủ chữa trị mệnh cách. Tử Như Cuồng nhíu mày, những người này mà nói cũng không sai, hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng coi như lý trí, Tiêu Phàm thực lực không tệ, đáng tiếc cũng không phải thần dược sư. Cũng liền khi hắn do dự thời khắc, trong đầu đột nhiên vang lên Tiêu Phàm trước đó lời nói, Tiêu Phàm thế nhưng là đặc biệt bàn giao, vô luận ai cũng không thể quấy nhiễu, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Một phần vạn gây Tiêu Phàm sinh khí, cái kia Tử Vân Phong khả năng liền xong a. Đều cho ta lui ra phía sau 10 trượng, không, 100 trượng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tử Như Cuồng kinh tỉnh lại, trên người thần lực cổ động, hướng về mấy cái kia thần dược sư mãnh liệt mà đi. Đi, mấy người sắc mặt đại biến, bọn họ là thần dược sư, thế nhưng là thật muốn cùng Tử Như Cuồng động thủ, dù là liên thủ đều không chiếm được chỗ tốt. Bất quá mấy người cũng không có chân chính rời đi, mà là ở cự ly đại điện trăm trượng bên ngoài ngừng lại. Mà lúc này, đại điện bên trong, Tiêu Phàm nhìn xem cũng đã sinh cơ còn thừa không có mấy Tử Vân Phong, nhíu mày, nói cũng may linh hồn còn hoàn chỉnh, bằng không liền phiền toái. Tiêu Phàm, thần cách phá toái, ngươi cứu không được, ta cũng không trách ngươi. Tử Vân Phong yếu ớt nói, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống cuối cùng một hơi. Ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều. Tiêu Phàm trực tiếp một cái trưởng đao, đem Tử Vân Phong chấn hôn mê bất tỉnh. Hắn con ngươi không khỏi nhìn đại điện bên ngoài một cái, nhìn thấy Tử Như Cuồng đuổi đi mấy cái kia thần dược sư, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Sinh đồng, mở,
Ngay sau đó, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, hắn bỗng nhiên nhắm lại mắt phải, chỉ mở to mắt trái, một vòng lam sắc quang mang từ hắn trong con ngươi bắn ra, bao phủ Tử Vân Phong. Ở Tiêu Phàm mi tâm, lờ mờ còn hiện lên một vòng bạch sắc vầng sáng, cẩn thận xem xét sẽ phát hiện, đó chính là bạch sắc thạch đầu. Bạch sắc thạch đầu vẩy tiếp theo từng sợi huyền diệu năng lượng ba động, xông vào Tử Vân Phong thể nội. Tiêu Phàm thân thể hơi hơi lay động, dù là đột phá cổ thần cảnh, hắn thi triển mắt trái đồng thuật vẫn như cũ có chút gian nan, bất quá so sánh lúc trước thiên thần cảnh đỉnh phong thời điểm, muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Chỉ thấy Tử Vân Phong trên người thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, thể nội phá toái thần cách, cũng đang chậm rãi phục hồi như cũ. Tử Vân Phong giờ phút này trạng thái cùng Huyết Vô Tuyệt khác biệt, Huyết Vô Tuyệt là mệnh cách phá toái, linh hồn tiêu tán, mà Tử Vân Phong linh hồn hoàn chỉnh, chỉ là mệnh cách tổn hại mà thôi. Nếu không mà nói, lấy Tiêu Phàm năng lực, cũng không có khả năng cứu sống Tử Vân Phong. Thời gian chậm rãi xói mòn, Tiêu Phàm chỉ cảm giác thân thể có chút tiếp nhận không được đồng dạng, thẳng đến nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Tiêu Phàm mới bỗng nhiên nhắm lại mắt trái, thân thể lay động không ngừng, tựa như ngay cả đứng đều đứng không vững. Loại này lực lượng, hay là vượt qua ta phụ tải, nếu là đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong, đoán chừng sẽ tốt rất nhiều. Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Tiêu Phàm lại quay đầu nhìn về phía Tử Vân Phong, Tử Vân Phong sắc mặt mặc dù có chút trắng bệch, nhưng thể nội sinh cơ nhưng ở chậm rãi biến tràn đầy lên. Còn tốt, không có phí công một trận, Tiêu Phàm hít sâu một cái, vội vàng xếp bằng ở nguyên địa, lấy ra một chút thần thạch bắt đầu khôi phục thần lực. Không sai biệt lắm qua một chén trà thời gian, Tiêu Phàm thần lực mới khôi phục bình thường, nhìn ngủ say Tử Vân Phong một cái, liền hướng lấy đại điện bên ngoài đi đến. Đại điện bên ngoài, nơi xa mấy cái thần dược sư sắc mặt sốt ruột vô cùng, chính đang cùng Tử Như Cuồng tranh luận người cái gì. Tử Phong chủ, đã nhanh nửa canh giờ, Vân Phong sinh cơ sói mòn, người cảm thấy có thể kiên trì nửa canh giờ sao? Trong đó một cái lão giả thuyết phục nói. Đều cút cho ta, trước đó muốn các ngươi thời điểm, các ngươi đều nói cái gì? Các ngươi chỉ biết là bất lực, một nhóm phế vật. Tử Như Cuồng tâm tình 10 phần khó chịu, những người này dĩ nhiên còn ở quấn lấy hắn, nhưng hắn như thế nào không giận đây? Mấy người bị Tử Như Cuồng mắng sắc mặt khó coi đến cực điểm, có thể địa vị cách xa, bọn họ lại không dám nghịch lại Tử Như Cuồng. Thiên Vũ vực thần vương phía dưới đệ nhất nhân, tiếp cận nhất thần vương cường hoành tồn tại, cũng không phải nói một chút mà thôi, thế hệ trước tu sĩ đều rất rõ ràng Tử Như Cuồng đáng sợ. Bang đang lúc mấy người lại chuẩn bị mở miệng thời khắc, đại điện cánh cửa ầm vang mở ra, một đạo áo đen thân ảnh đi ra. Tiêu Phàm, Vân Phong như thế nào? Tử Như Cuồng một bước bước đi qua, sốt ruột hỏi. Tiểu tử, người biết rõ không cách nào cứu chữa Vân Phong, lại muốn tự tiện chữa trị mệnh cách, người có gì giáp tâm? Trước đó trách mắng Tiêu Phàm cái kia lão giả lại mở miệng nói. Người nói ta có mục đích gì? Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo nhìn xem cái kia lão giả, nhìn thấy lão giả lại chuẩn bị mở miệng, Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh phun ra một chữ, lăn. Lăn, cái này tiểu tử dĩ nhiên nhường bản thân lăn, cái kia lão giả chỗ nào thụ được khẩu khí này, bọn họ chính là cao giai thần dược sư, cho dù không phải thật sự truyền trưởng lão, cái kia địa vị cũng cùng cấp chân truyền trưởng lão a. Bây giờ lại bị một cái tiểu bối trách mắng, cái này khiến bọn họ như thế nào không giận. Cuồng vọng, thực sự là cuồng vọng đến cực điểm. Tiểu tử, ta dạy cho ngươi cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Cái kia lão giả hừ lạnh một tiếng, liền hướng lấy Tiêu Phàm đánh tới. Lan, Tiêu Phàm căn bản không có cái gì tính khí tốt, đưa tay chính là một bàn tay, hung hăng rút ở cái kia lão giả trên mặt, cả người bỗng nhiên bay ngược mà ra. Cái khác thần dược sư cũng bị Tiêu Phàm cử động cho khiếp sợ đến, cái kia lão giả thế nhưng là cổ thần cảnh hậu kỳ tu vi a. Dĩ nhiên tiếp nhận không được hắn một trường. Tiêu Phàm, ta muốn ngươi chết. Bị Tiêu Phàm đập bay lão giả phẫn nộ thời khắc, hung dữ hướng về Tiêu Phàm vọt tới. A, ngươi biết ta, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn tựa như hiểu lão nhân này tại sao khắp nơi khó xử bản thân. Lục Cẩn, lão phu cho mặt mũi ngươi, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Tử Như Cuồng lách mình ngăn khuất Tiêu Phàm trước người, trong mắt lóe qua vẻ hung quang. Gọi là Lục Cẩn lão giả vội vàng ngừng thân hình, sắc mặt biến hóa, hắn còn không có cuồng vọng đến cùng Tử Như Cuồng động thủ. Tiêu Phàm,
hắn liền là Tiêu Phàm. Cái khác mấy cái thần dược sư một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hiển nhiên bọn họ đều biết rõ cái tên này. Nguyên lai là người Lục gia. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, khinh thường nhìn xem Lục Cẩn, lập tức sát khí bừng bừng nói, muốn giết ta Tiêu Phàm, trắng trợn đến, không nên làm nhiều như vậy đồ chơi, chỉ là tăng thêm trò cười mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 120.